Đại Hào Môn, Tiêu Phàm, Bản Dịch Chuẩn chương 301, Kim Cương Mưa Cũng khó trách nhạc tổng dỗ dành, lòng tin 10 phần, thậm chí liền xe đều không có mở. Lại nguyên lai like tốt lại đến ngay tại lớn đường Vương Triều khách sạn phía sau, chuyển qua hai đầu ngõ nhỏ liền đến. Đây cũng là một loại rất thường gặp hiện tượng, rất nhiều khách sạn bên cạnh đều có loại này không chút nào thu hút trong đường phố làm, chúng sinh ở đây tụ tập, cùng Kim Bích Huy Hoàng khách sạn, phảng phất giống như hai thế giới rất ít có hai cái cấp cao xa hoa khách sạn vai sóng vai mở cùng một chỗ. Cách lớn đường vương chiều khách sạn ước chừng hơn 100 mét, chính là một đầu phi thường náo nhiệt qua vặt đường phố, đèn nê ông lấp lóe không thôi, đám người rộn rộn ràng ràng, cùng lớn cửa khách sạn loại kia xe sang tụ tập, cấp cao khí quyển xa hoa hoàn toàn là hai việc khác nhau, lại càng thêm cho người ta một loại cảm giác thân thiết. Nào, Lê Thiếu, bên kia chính là tốt lại đến. Nhạc Tổng chỉ vào cách đó không xa một nhà cửa hàng nói cửa hàng kia có bốn tầng lâu, nhưng mặt tiền cửa hàng chỉ ở một tầng, lầu hai trở lên chính là nhà ở, ngoài trời treo một cái nho nhỏ đèn nê ông chiêu bài, tốt lại đến ba chữ lấp lé không thôi, chiêu bài cùng kiểu chữ đều rất nhỏ, không chút nào thu hút. Lê Thiếu tựa hồ thật là lần đầu tới nơi như thế này, nhìn chung quanh, tựa hồ có chút mới lạ. Tiêu phàm bọn người lại 10 điểm tự nhiên, tiêu phàm trước kia đi theo chỉ thủy tổ sư hành tẩu giang hồ, hoặc là cùng tân lâm cùng một chỗ bốn phía lịch luyện, chỗ như vậy thường xuyên vào xem, những địa phương này tam giáo cửu lưu hội tụ, tình đời muôn màu liên tục xuất hiện, kỳ nhân dị sĩ xuất hiện lấp lấp, thỉnh thoảng sẽ có kỳ ngộ. Quyền thiên thiên cùng đường huyên làm thuần túy nhân vật giang hồ, vậy thì càng thêm không cần phải nói, rất nhiều tin tức tình báo đều muốn từ những địa phương này được đến. Giống như thật náo nhiệt, Lê Thiếu liền vừa cười vừa nói, tận lực giả ra phi thường dáng vẻ cao hứng. Audio điện tử võ tấn bền Dưới mắt, hắn cũng chỉ có thể dùng náo nhiệt dạng này từ ngữ trao chuốt để diễn tả mình trong lòng cảm nhận nếu hắn đối loại địa phương này khen không dứt miệng không khỏi hiển quá mức hư giả một chút liền sẽ bị uyển thiên thiên xem thấu lấy lê thiếu liệp diễm bụi hoa thủ đoạn trình độ đương nhiên sẽ không thấp như vậy kém náo nhiệt mới tốt chơi uyển thiên thiên lập tức lại cao hứng trở lại đi đường mang theo nhảy nhót y tứ nàng là thật thích hoàn cảnh như vậy thích dạng này bầu không khí mỗi lần tại loại hoàn cảnh này bên trong Uyển Thiên Thiên đều có một loại như cá gặp nước, trong lòng tương đương hài lòng. Tốt lại đến không hổ là đại danh đỉnh đỉnh địa đạo bản địa phong vị, dưới mắt lại chính là giờ cơm, không lớn tiệm ăn bên trong đã sớm ngồi đầy người, chỉ có cửa hàng người bên ngoài hành đạo bên trên còn có hai cái bàn trống. Một tên 17-18 tuổi phục vụ viên lấy mang theo giày đặc bản địa khẩu âm tiếng phổ thông, đem tiêu phàm bọn người an bài tại lối đi bộ dưới cây một cái bàn bên cạnh, tiện tay vung cho bọn hắn một chương menu mặc dù khách rất nhiều người nhìn qua cả cái hoàn cảnh cũng tạm được không lộ vẻ quá dơ giấy bẩn thỉu đây là ẩm thực ngành nghề cơ bản nhất tiền đề tiêu phàm người ngồi cái này đi uyển thiên thiên từ dưới mặt bàn lôi ra một tấm nylon ghế tựa ở bên cây vị trí này tương đối mà nói là ẩn nấp họ tốt nhất biết tân lâm là tiêu phàm cận vệ uyển thiên thiên trong tiềm thức cùng tân lâm triển khai toàn phương vị cạnh tranh như cùng nàng chính miệng đối tân lâm nói người có thể vì tiêu phàm làm ta đều có thể vì hắn làm. Được, tiêu phàm nhẹ gật đầu, tân lâm liền từ trong túi lấy ra một tờ trắng noãn khăn tay, đem cái kia nhựa ghế lau sạch sẽ, tiêu phàm lúc này mới ngồi xuống, hết thảy đều phối hợp phải hết sức ăn ý, nước chảy thành sông, không có chút nào làm ra vẻ chi ý. Tân lâm cùng Uyển thiên thiên lập tức một trái một phải tại tiêu phàm ngồi xuống bên người. Đường Huyên lại cùng bọn hắn kéo ra một điểm khoảng cách, ngồi tại tiêu phàm đối diện. Trên cơ bản, bốn người không có thị giác góc chết. Lê là con người nhẹ nhàng có rút lại một chút, giống như là lơ đáng cùng Nhạc Tổng liếc nhau một cái. Từ Tân Lâm Huyền Thiên Thiên những này tự nhiên mà vậy trong động tác có thể nhìn ra được, cái này một nam ba nữ tổ hợp, là lấy Tiêu Phàm làm chủ. Nhất là cái kia không thích nói chuyện Tân Lâm, cơ hồ hoàn toàn lấy Tiêu Phàm làm trung tâm. Xem chừng muốn tới tốt lại đến ăn thịt dê ngâm bánh bao không nhân, kỳ thật cũng là Tiêu Phàm ý kiến, xuyên thấu qua Tân Lâm miệng nói ra mà thôi uyển thiên thiên cho tiêu phàm kéo ra nhựa cái ghế động tác cũng người điểm trôi chảy lẽ ra chỉ muốn mọi người là bằng hiếu tại một người ai cho ai kéo ghế ai cho ai sát chỗ ngồi cũng là rất bình thường không có gì quá đặc biệt nhưng bình thường đến nói mỹ nữ đều có đặc quyền bình thường đều là hưởng thụ đối tượng phục vụ tiêu phàm thần thái lại là như vậy đương nhiên bởi vậy có thể thấy được bọn hắn vẫn luôn là dạng này trung đụng chủ thứ rõ ràng tên tiểu bạch kiểm này thật chẳng lẽ là cái nhân vật thâm tàng bất lộ. Lê Lạc trong đầu một lần dâng lên cảm giác như vậy. Nói thật, tại lớn đường vương Triều khách sạn thời điểm, trong mắt của hắn ép căn bản không hề tiêu phàm. Đây cũng là người bệnh chung, càng như bước liền càng ngạo khí, càng không coi ai ra gì. Bất quá sau một khắc, Lê Lạc liền ở trong lòng đem cảm giác này vứt bỏ rơi. Đoán chừng họ tiêu này, chính là tương đối biết dỗ nữ hải nhi vui vẻ thôi. Hiện nay thế đạo này, lưu hành trang thâm trầm, Tựa hồ ai không thích nói chuyện ai liền. Hoặc là, đem một đoạn chỉ có ba chữ lời nói phân ba lần nói ra, cũng nghiền. Quyền tiểu thư, mọi người điểm chút gì đi. Lê Lạc nói, không có đi đụng tấm kia dùng màng ni lông mỏng qua tố menu, ngữ khí cũng có chút chẳng phải tự tại. Tại con đường như vậy bên cạnh cửa hàng, có thể có cái gì ra dáng thức ăn nhưng điểm. Liền đem cái này tốt lại đến nhổ tận gốc, chỉ sợ cũng không đủ tại lớn đường vương chiều ăn bữa cơm. Lê thiếu liền muốn hiển lộ rõ ràng mình cao phú soái hào khí, cũng không có chỗ triển. Cái này chim cửa hàng cách lớn đường Vương Triều còn gần như vậy, làm hại Lê thiếu ngay cả khoe khoang một chút mình bộ kia giá trị hơn 7 triệu xa hoa Bentley đều không có cơ hội. Lê thiếu thậm chí hoài nghi Tân Lâm chính là cố ý không cho hắn khoe khoang cơ hội. Tới nơi này, đương nhiên là ăn thịt dê ngâm bánh bao không nhân. Phục vụ phụ viên, cho chúng ta mỗi người một phần thịt dê ngâm bánh bao không nhân, hết thảy bốn phần. Lê Công Tử, Nhạc Tổng, hai vị muốn chút gì, tự mình mình điểm." Uyển Thiên Thiên vừa cười vừa nói, "Ta liền, cũng tới phần ngâm bánh bao không nhân, lại đến mấy bình bia." Lê Lạc lúc đầu chỉ tính toán điểm mấy bình bia, hắn thực tế có chút không quen tại loại này ven đường cửa hàng ăn cái gì, bất quá lời đến khóe miệng lại đổi giọng, "Cũng điểm phần ngâm bánh bao không nhân." Hiện tại là hắn muốn truy Uyển Thiên Thiên, tại mỹ nữ trước mặt trang, sợ là có chút không ổn. Chính là muốn trang cũng không phải hiện tại trang, thời điểm chưa tới. Tổng cũng muốn cùng lẫn nhau ở giữa có tiến một bước kết giao, vậy liền hảo hảo trang một lần, một lần liền thanh tiểu yêu tinh này giải quyết. Nhạc tổng, người đây, ha ha, ta đương nhiên cũng là một phần ngâm bánh bao không nhân. Ai nha, cái này ngâm bánh bao không nhân là ăn ngon thật, làm sao ăn đều ăn không ngại. Người ta lê thiếu đều điểm ngâm bánh bao không nhân, nhạc tổng khẳng định phải phụng bồi. Lại nói đến cái điểm này, nhạc tổng thật đúng là có điểm đói đến phần ngâm bánh bao không nhân cũng rất tốt giống như có đoạn thời gian chưa ăn qua làm một địa đạo cố đô người lão vui đối ngâm bánh bao không nhân xác thực tình hữu độc trung quyền thiên thiên tân lâm lại riêng phần mình điểm hai cái rau xào lúc này mới như cái ăn phong vị quà vặt tư thế chỉ chốc lát phục vụ viên tiểu muội đem bánh bao không nhân đưa đi lên một mặt người trước bày một cái bánh bao không nhân một cái bát mình tách ra chính tông thịt dê ngâm bánh bao không nhân tốt nhất là mình tách ra bánh bao không nhân, hoặc nhiều hoặc ít, mảnh điểm thô điểm các theo mình ý. Lần này, Uyển Thiên Thiên lại đoạt tại Tân Lâm phía trước, đem tiêu phàm trước mặt bánh bao không nhân cầm tới, liền bắt đầu tách ra, cười hỏi, mảnh điểm thô điểm. Như thế lớn một cái bánh bao không nhân đều tách ra rồi sao? Rất tùy ý bộ dáng. Nói đến cái này một cái bánh bao không nhân cũng không phải rất lớn, người bình thường có tiêu phàm cái này thân cao cái đầu, ăn một cái có lẽ còn chưa đủ. Bất quá cùng tiêu phàm ở chung nhiều như vậy thời gian, Uyển Thiên Thiên cũng biết tiêu phàm lại đã bắt đầu tích cốc, đối với mấy cái này ăn uống chi dục, không quá để ý. Một cái bánh bao không nhân, có lẽ còn ăn không được. Đều tách ra đi, mảnh điểm, tiêu phàm nhẹ gật đầu, cũng rất tùy ý đáp, cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, không có bất kỳ cái gì lời khách khí. Lê Thiếu trong đầu kia cỗ khí thật không nhiều thuận. ca môn, người có thể là Uyển Tiểu Thư bạn trai, có lẽ người biết nàng trước đây, cái này giảng cứu cái duyên phân ta cũng không đố kỵ ngươi nhưng ngươi cái này thái độ gì thế mà muốn xinh đẹp như vậy nữ hải nhi cho ngươi tách ra bánh bao không nhân mình không có giải tay a à. đối mỹ nữ sao có thể dạng này không chân quý nếu là đổi ta nàng muốn như thế nào ta đều dựa vào nàng coi như nàng muốn trên trời nguyệt lượng ta cũng lập tức đỡ cái thang tuyệt không hai lời nhạc tổng liền rất hiểu chuyện đem lê thiếu trước mặt bát cùng bánh bao không nhân cầm tới tách ra bánh bao không nhân việc này cũng không phải là cái gì việc tốn thể lực, ai cũng có thể làm tốt. Mấu chốt quan tâm cái thái độ, tiêu tiên sinh, tại thủ đô cái nào các bộ và ủy ban trung ương đi làm a? À? Lê Thiếu mỉm cười hỏi, làm sao người biết hắn là tại các bộ và ủy ban trung ương đi làm? Quyền thiên thiên xanh thẳng 10 ngón có chút nhếch lên, một bên vạch lên bánh bao không nhân, vừa nói. Nhìn ra được, tiêu tiên sinh khí chất này, xem xét liền không là người làm ăn sinh ý trên trận không có dạng này nhã nhận nho nhã thân sĩ, ta đoán chừng, hẳn là tại quốc gia các bộ và ủy ban trung ương đi làm. Cũng chỉ có tại quốc gia các bộ và ủy ban trung ương đi làm, mới có thể dưỡng thành như thế tốt đẹp tâm thái. Lê Thiếu cứ việc mình không tại bên trong thể chế phát triển, nhưng cũng biết, quốc gia các bộ và ủy ban trung ương đi làm cái này tuổi trẻ cán bộ, tại địa phương cán bộ trước mặt, tâm tính ra sao chờ cao cao tại thượng loại kia cảm giác ưu việt cơ hồ là tự nhiên sinh ra. Cái này Tiêu Phàm, có 89 phần 10 là quốc gia các bộ và ủy ban trung ương kết án cấp cán bộ, đến Cố Đô mới dạng này cao cao tại thượng tú ưu việt. Lê thiếu cười khẽ, đối Tiêu Tiên Sinh khen ngợi có thừa, thuận tay từ trong túi móc ra thuốc lá cùng cái bật lửa đến, nhẹ nhàng đặt tại trước mặt. Thuốc lá cũng liền thôi, kia cái bật lửa lại là thuần ngân sắc, cho dù tại đèn đường mờ mờ dưới, cũng là chiếu sáng dạng dỡ, óng ánh vô so. Ngay tại vì Lê thiếu tách ra bánh bao không nhân nhạc tổng lập tức hai mắt sáng lên đưa trong tay bánh bao không nhân để xuống cầm lấy lê là cái kia thuần ngân sắc cái bật lửa cẩn thận thưởng thức miệng bên trong chật chật có âm thanh lê thiếu đây là pháp đều bành bản số lượng có hạn kim cương mưa a à. nghe nói loại này cái bật lửa cơ xác là bạch kim toàn thân cao thấp đều khảm nạm lấy kim cương toàn cầu hạn lượng phát hành lão quý có phải là a à. lê là cười cười không để ý chút nào nói cũng không đắt tương đương dân tệ vẫn chưa tới 500 trăm nhạc tổng trợn cả mắt lên, lập tức lắc đầu liên tục, nở nụ cười khổ. Không đến 500 000 Lê Thiếu, nhìn lời này của ngươi nói đến, đây không phải xe, là cái bật lửa A. À. Một đài Audi A4, đỉnh phối, giống như cũng vẫn chưa tới cái giá tiền này A. À. Nhạc tổng miệng bên trong phát ra tê tê thanh âm, giống như bỗng nhiên ở giữa răng rất đau. chương 302, Giám bảo đại hội. Lần này lời vừa ra khỏi miệng, đối diện bốn người phản ứng khác nhau. Tiêu Phàm mặt mang mỉm cười, tựa hồ nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Bình tĩnh như trước, Tân Lâm căn bản thật giống như không nghe thấy. Đường Huyên thì là nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiếu Dung mang theo ba phân mỉa mai. Vị này nhạc tổng tốt xấu cũng coi như cái phó thính cấp cán bộ lãnh đạo, vuốt mông ngựa bản sự, thật đúng là lô hỏa thuần thanh. Từ nhạc tổng cộng lê lạc rất quen trình độ đến xem, hắn hẳn không phải là lần đầu nhìn thấy lê Lạc cái này đắt đỏ xa xỉ phẩm cái bật lửa bây giờ lại giả ra dạng này ngạc nhiên bộ dáng, có quan hệ kim cương mưa cái bật lửa mấy cái bán điểm, nhớ được thanh thanh sở sở, một hơi nói ra, đều không mang cả lăm. Cùng lãnh đạo tiếp nhận TV phỏng vấn lúc, chiếu vào đối diện bản thảo niệm, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Dù sao đều là đã sớm luyện tập tốt, loại thủ đoạn này, dùng để ngâm loại kia kinh nghiệm sống chưa nhiều không dành thế sự nữ sinh viên nữ học sinh trung học, tự nhiên chăm thử bách linh, Nghe nói chỉ cần mang theo một thanh từ bên trên đánh tới hào chìa khóa xe, hướng trong quán ba chạy một vòng, liền có thể câu được bạn gái. Lại càng không cần phải nói loại này hàng thật giá thật bản số lượng có hạn kim cương mưa bật lửa, xác thực muốn bán mấy trăm ngàn. Mấu chốt Lê thiếu tìm nhầm đối tượng, Yên Chi xã đại đương gia, cái gì vật phẩm quý giá chưa thấy qua. Lê Lạc tự nhiên không rõ ràng cho lắm, cười cười, không để ý chút nào nói, Audi A4. Khả năng đi, đối loại xe này giá cả ta không phải rõ ràng như vậy. Lời nói này phải cũng rất hợp lý. Audi mặc dù là rất nổi danh xe sang nhãn hiệu, nhưng Audi A4 giá cả, Lê Thiếu là thật không biết, hắn cũng không có khả năng đi hỏi thăm loại xe này giá cả, cùng hắn không có chút nào giáp với. Lê Công Tử, mỗi ngày đem một đài Audi A4 thăm dò trong túi, không mệt a. À. Uyển Thiên Thiên khanh khách một tiếng, hỏi, liếc Lê Thiếu hòa thuận vui vẻ tổng một chút, trong chốc lát bách mị liên tục xuất hiện, ngay cả nhạc tổng cái này góp thú vai phụ, đều bị sáng rõ hoa mắt, có chút khó mà tự kiềm chế. Lê lạc sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức nói, quyền tiểu thư nói đùa, ta cũng đã cảm thấy cái này bật lửa thiết kế không sai, dùng coi như thuận tay, liền mua, thật đúng là không có nghĩ nhiều như vậy. Lời này liền rất nghĩ một đằng nói một nẻo, nói đến, lê thiếu toàn thân trên dưới liền không có một vật không phải bảng tên, không phải cua gái lợi khí. Quyền thiên thiên gật gật đầu, lại là khanh khách một tiếng cái này thanh thúy kiều nộn tiếng cười giờ phút này nghe vào lê thiếu trong lỗ tai, lại không khỏi có chút thần bí, tựa hồ sen lẫn một loại nào đó mỉa mai chi ý. Lê Lạc nhìn ra được, vô luận là tiêu phàm tân lâm hay là uyển thiên thiên đường huyên, là thật không quan tâm hắn vừa rồi khoe khoang ra những vật này, nhất là tiêu phàm cùng tân lâm, không có một chút tâm tư đặt ở cái này bên trên. Uyển thiên thiên không có nói thẳng hắn khoe khoang, đã là chừa cho hắn mặt mũi. Kể từ đó, Lê Thiếu trong lòng liền có chút thấp thỏm mấy vị này, đến cùng là loại nào địa vị A. Lấy giày đặc cố đô khẩu âm phục vụ viên tiểu muội lại đi tới, đem người trước mặt đã tách ra tốt bánh bao không nhân lấy đi, đem mấy bình bia đặt ở trên bàn. Nam sĩ không hẹn mà cùng đều tách ra một cái bánh bao không nhân, nữ hải nhi lại đều chỉ tách ra hơn phân nửa bánh bao không nhân. Đừng nhìn tân lâm, uyển thiên thiên, đường huyên đều đều là võ thuật cao thủ, nội công thâm hậu, hòa nói bên trong ăn đến thật đúng là không nhiều. Nhưng một chút đại bổ nguyên khí, hữu ích căn cơ dược vật, ngược lại là thường xuyên sẽ dùng. Nhạc tổng liền vội vàng đứng lên, đem bia một bình bình phân phối đến đoàn người trước mặt, lại soạt một tiếng, mở ra một lon bia, nhẹ nhàng đặt tới Lê Thiếu trước mặt. Lê Thiếu bưng lên bia, vừa cười vừa nói, tiêu tiên sinh, đồ ăn còn chưa lên đến, nếu không, mọi người đi trước cái. Tiêu phàm cười gật đầu, đưa tay đi lấy trước mặt bia, tân lâm đã cho hắn kéo ra. Tiêu phàm không phải rất thích rượu, nhưng tử lượng không nhỏ, bằng hữu gặp nhau uống mấy bình bia cũng là không tính là gì mọi người đụng một cái lê thiếu trong lòng có chỗ cảnh giác cũng cũng không dám lại vì tiện khoe khoang sinh sợ làm cho uyển thiên thiên phản cảm chỉ là nói bóng nói gió hiểu rõ tiêu phàm uyển thiên thiên đám người tình huống đa số thời điểm tiêu phàm là cười mà không nói uyển thiên thiên thì nhìn trái phải mà nói hắn nói không tỉ mỉ trên mặt bàn bầu không khí cũng là không tính quá lạnh nhạt Lê Thiếu luôn luôn không chiếm được Uyển Thiên Thiên phương thức liên lạc, tự nhiên có mấy phân phiền muộn. Cũng may đồ vật còn không có ăn, người đều không có tán, còn có cơ hội. Lê Lạc cũng là loại kia mềm dai họ rất đủ người. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không đối chỉ có duyên gặp mặt một lần Uyển Thiên Thiên như thế kiên nhẫn. Sau một lát, thức ăn lên bàn, nóng hổi thịt dê ngâm bánh bao không nhân cũng một bát bát đã bưng lên, mùi hương đậm đặc sông vào mũi. Tân Lâm đầu qua tiêu phàm trước mặt thịt dê ngâm bánh bao không nhân, thả chút rau thơm, hành thái, quấy đều, lại đẩy lên tiêu phàm trước mặt. Ba năm này nhiều đến, vẫn luôn là Tân Lâm chiếu cố tiêu phàm sinh hoạt hàng ngày. Bất quá tiêu phàm cũng là sau khi bị thương, mới lại bắt đầu nói thường ẩm thực, trước đó, hắn kỳ thật đã tiến vào nửa tích gốc trạng thái, bình thường chỉ ăn chút hoàng kỳ, nguyên tham gia, củ khoai cùng sơn tinh trái cây, ích khí bổ thần. Uyển thiên thiên uống một chút canh, liên tục gật đầu, nói ăn ngon, thật là thơm. Ai nha, có hơn một tháng chưa ăn qua như thế chính tông thịt dê ngâm bánh bao không nhân đi. Tân tỷ tỷ, làm sao người biết nơi này thịt dê ngâm bánh bao không nhân ăn ngon. Trong giọng nói mang theo mấy phân hiếu kỳ, theo lý, Tân Lâm khẳng định không bằng nàng đối cổ đều quen thuộc. Bởi vì nghề nghiệp quan hệ, cố đội uyển thiên thiên không ít tới qua, thịt dê ngâm bánh bao không nhân cũng thường xuyên ăn. Bên trên cha được, Tân Lâm trả lời vẫn là để Uyển Thiên Thiên lấy làm kinh hãi, lại rất im lặng. Tại Uyển Thiên Thiên trong suy nghĩ, Tân Lâm quả thực liền sinh hoạt tại cổ đại, là phi thường điển hình cổ điển mỹ nữ, truyền thống phải không thể lại truyền thống nữ hài nhi, tựa hồ bên trên cái từ này, cùng nàng không có chút nào giáp với. Kỳ thật cái này tự nhiên là Uyển Thiên Thiên một cái ảo giác, chỉ thủy xem mỗi gian phòng mật thất, đều có tuyến, đều có thể bên trên. Nhạc tổng nếm thử một miếng, nói cái này cảm giác địa đạo là địa đạo. Chính là không có gì mới mẻ cảm giác. Bây giờ cái này đồ ăn, cũng muốn sửa cũ thành mới mới được. Một chiêu tiên cật biến thiên thời đại, đã qua. Quyền tiểu thư, người muốn là ưa thích ăn chúng ta tần quan phong vị quả vật, đến Mai Ta để khách sạn đầu bếp, hảo hảo làm cho người mấy cái. Chúng ta có hai cái đặc biệt cấp một đầu bếp, tay nghề còn là rất không tệ. Mắt thấy Lê Thiếu dày vò hồi lâu, trên cơ bản không có cái gì thực chất họ tiến triển, nhạc tổng cũng không thể ở một bên ngốc nhìn xem, phải hết sức mới được cua gái việc này, gấp không được, nhất định phải từng bước một đến, nhất là từ trong tay người khác nạy ra góc tường, càng là phải có kiên nhẫn. Không phải sao, còn làm lấy tiêu phàm mặt nạy ra đâu. Cũng không biết tiêu phàm là sinh họ nhã nhận, nhẫn mà không phát, hay là căn bản đã cảm thấy Lê Thiếu chỉ là cái đùa bức, hoàn toàn sẽ không đối với mình tạo thành mặc cho hạ uy uy hiếp, cho nên không thèm để ý chút nào. Loại này tự tin, cũng không phải bình thường cường hãn. Việc này a à, phải nhìn ta chủ nhà chủ ý, cũng không biết hắn ngày mai hành trình là an bài thế nào. Uyển Thiên Thiên cười hì hì nói, quay đầu nhìn về phía tiêu phàm ai, chủ nhà, chúng ta ngày mai chơi như thế nào a? À? Không cẩn thận, tiêu chân nhân liền biến thành đương gia. Lê Thiếu sắc mặt, lại là hơi đổi, tiêu phàm cười cười, hỏi, nhà tổng, nghe nói ngày mai ban đêm, khách sạn muốn làm một cái giám bảo đại hội. A, à, tiêu tiên sinh nguyên lai like là hướng về phía cái này giám bảo lớn sẽ đến cũng là đồ cổ kẻ yêu thích, nhạc tổng không chịu được mừng rỡ. Cái gọi là dân gian dám bảo đại hội, là gần đây hưng khởi một cái tống nghệ tiết mục. Đài truyền hình Trung ương dẫn đầu, vài chỗ đài lập tức cùng tiến vào. Tần quan là nổi danh văn vật tỉnh lớn, tần quan truyền hình tự nhiên không cam lòng lạc hậu, lập tức liền làm một việc dạng này tiết mục. Lẫn lộn thành ở riêng nhiều, nhưng lớn đường vương chiều khách sạn cái này dám bảo đại hội, lại cùng đài truyền hình không quan hệ, cùng lẫn lộn càng thêm không có quan hệ. Đây là một cái toàn phong bế giám bảo đại hội, cự tuyệt nhất các truyền thông phỏng vấn cùng tiếp sóng. Người tham dự, trừ những cái kia đưa bảo vật đến đây giám định dân gian người giữ bảo vật, chủ yếu chính là từng cái tàng ra. Chuyên hướng về phía bảo vật đến, mà không phải muốn tham dự lẫn lộn. Tỷ như Lê Thiếu loại này thân phận người, chính là giám bảo đại hội bên trên khách quen. Bọn hắn nhưng không nguyện ý tại đài truyền hình lộ ra ánh sáng. Thu cái gì giấu cái gì, có tiền hay không, kia cũng là chuyện của nhà mình cùng hai bên thế nhân có rất tương quan tại trước mặt công chúng bộc quang chơi rất vui a à. không bị kỳ kiểm ủy viện kiểm sát nhớ thương còn bị tặc nhớ thương đâu cũng không tính là hướng về phía cái này dám bảo lớn sẽ đến đi nghe nói trước mấy lần dám bảo đại hội thật đúng là dám ra chút đồ tốt đã trùng hợp đụng tới nhìn xem cũng không sao ai nha tiêu tiên sinh chuyện này lúc đầu rất đơn giản thế nhưng là ngươi lúc này mới nhấc lên có chút trễ a à nhạc tổng lại tê tê hút không khí không thôi trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn tiêu phàm cười cười nói có đúng không tham gia cái này dám bảo đại hội còn có điều kiện hạn chế cũng chưa nói tới điều kiện hạn chế bởi vì cái này dám bảo đại hội đồng thời cũng là đấu giá hội tham gia đại hội khách nhân đều cần dự đoán giao điểm tiền thế chấp đảo cũng không nhiều mấy trăm ngàn đi cái này đối tiêu tiên sinh khẳng định không tính là gì mấu chốt là khách quý thư mời chúng ta đã sớm phát ra ngoài ngày mai liền bắt đầu, trong tay của ta đã không có thư mời. Tiêu tiên sinh cũng biết, sân bãi lớn tiểu là cố định. Tiêu phàm cười nhạt một tiếng, không lên tiếng. Uyển thiên thiên một gương mặt xinh đẹp lại tấm xuống dưới, ánh mắt lóe lên một vòng vẻ không vui. Nhạc tổng liền nhìn lê lạc một chút, lê lạc nghĩ nghĩ, nói, nhạc tổng, tiêu tiên sinh bọn hắn ở xa tới là khách, người nếu là bây giờ không có biện pháp muốn, vậy dạng này đi. Thanh ta thư mời đưa cho tiêu tiên sinh cùng Uyển tiểu thư, ta liền không tham gia lần này dám bảo hội. Nhạc tổng nghe xong, phảng phất giật nảy mình, liên tục khoát tay, nói, Lê Thiếu, cái này không được a. À. Dám bảo đại hội làm sao có thể thiếu các người mấy vị này người trong nghề cổ động đâu. Dạng này a, à, việc này vẫn là để ta đến nghĩ một chút biện pháp. Lê Thiếu yên tâm, nếu là bằng hữu của ngài, dù là lại khó, ta cũng khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Ha ha, kia liền đa tạ nhạc tổng tiêu phàm cũng hướng về phía lão vui mỉm cười gật đầu, lấy đó cảm tạ. Đến, tiêu tiên sinh, uyển tiểu thư, tân tiểu thư, đường tiểu thư, chúng ta cạn thêm chén nữa. Đã đến cố đô, ta nói thế nào cũng coi như cái địa chủ, mấy vị có chuyện gì cần ta hỗ trợ, cứ mở miệng. Lê Thiếu liền thừa cơ dơ lên bia, nhiệt tình mời. Cạn một chén, mọi người lại dơ lên bia tới. Chính náo nhiệt ở giữa, một đài 10 điểm phong cách xe thể thao mùi trần mở vào, kết một tiếng, ở phía đối diện đường cái ngừng lại. Lập tức đem đoàn người ánh mắt đều hấp dẫn tới. chương 303, gặp lại lang tổng. Nhìn thấy xe thể thao mui trần lái xe, uyển thiên thiên đường nguyên khóe miệng đều hiện lên một vòng cổ quái ý cười, tiêu phàm lại chỉ là nhìn thoáng qua, liền cúi đầu tiếp tục ăn thịt dê ngâm bánh bao không nhân, tân lâm càng là không phản ứng chút nào. Bình thường người, mặc kệ cỡ nào làm quái, chỉ cần không có uy hiếp được tiêu phàm an toàn, tân lâm liền sẽ không đem tinh lực quá nhiều phóng tới trên người bọn họ đi một cái lý lấy ngắn tóc húi cua thân mặc đồ trắng song bài trừ tây trang nam tử từ phong cách xe thể thao sang trọng bên trên nhảy xuống nhìn quanh hai bên đắc chí phải không được lại chính là tiêu phàm bọn hắn hôm nay buổi sáng tại thiên bảo trai đụng phải vị kia lang ngọc đình dương quan khai thác mỏ tập đoàn lang tổng từ dưới ghế lái phụ đến tự nhiên là vị kia xinh đẹp nữ lang buổi sáng bởi vì vương nhạn tống hoàn đám người quấy dày lang tổng chưa có thể thu được tiến một bước cùng đại mỹ nữ tới gần cơ hội, cái này xinh đẹp nữ tử, tự nhiên cũng liền tạm thời không có thất nghiệp nguy hiểm. Không có tuyệt sắc mỹ nữ tương bồi, cái này bên trong cùng tiêu chuẩn cũng được lưu một cái ở bên người chống đỡ giữ thể diện mới được. Theo sát xe thể thao sang trọng về sau chính là một đài màu đen xe Việt giã, bên trong nhảy xuống mấy vị đại hàn áo đen. Lang tổng từ khi phát đạt về sau, chỉ muốn ra cửa, bình thường đều sẽ mang đủ hai loại trang bị mỹ nữ, bảo tiêu không có hai thứ này, lại thế nào trang bức, tựa hồ cũng chưa nói tới nhiều kéo anh. Tỷ như Lê Thiếu cái kia so một đài đỉnh phối Audi A4 còn muốn quý kim cương mưa đều bành cái bật lửa, chân chính biết hàng có thể có mấy cái. Lại nói món đồ kia quá nhỏ, Lê Thiếu cũng không thể dùng một đầu dây gai buộc, đeo trên cổ. Loại đồ vật này, nhất định phải tại một cái tương đối cấp cao vòng tròn bên trong, mới đủ đủ huyễn khốc. Lang tổng vòng tròn không có cao cấp như vậy, hắn chính là muốn cho hai bên thế nhân có thể một chút đi qua bên kia ăn thịt dê ngâm bánh bao không nhân lang tổng vung tay lên tựa như chỉ huy thiên quân vạn mã tướng quân hùng dũng hiên ngang liền hướng về tốt lại đến đến a à, cũng không biết là lang tổng mắt sắc hay là mỹ nữ quá mức lóa mắt lang ngọc đình vừa đi chưa được hai bước dưới chân tựa như dính nhựa cao su định ở nơi đó nửa ngày rời không động được trong mắt thẳng vào nhìn sang thật sự là quá khéo thế mà ở đây đụng phải buổi sáng ba cái kia tiểu mỹ nhân. Chẳng lẽ lão tử số đào hoa rốt cục đến rồi, một cái ý niệm trong đầu lập tức tại lang tổng trong óc nổi lên, lập tức đem lang tổng con mắt đều kích thích đỏ bừng đỏ bừng. Lang tổng thế nhưng là rất tin tưởng duyên phân, ha ha, mọi người tốt ha. Rất nhanh, lang Ngọc Đình liền lấy lại tinh thần, xài bước đi đến cái bàn này bên cạnh, ha ha đánh cho ầm ầm Mảy may cũng không thèm để ý mình như thế ầm ý sẽ hay không gây nên những người khác bất mãn lấy lang tổng tố chất mà nói, hắn căn bản liền còn không có phương diện này ý thức. Lão lang ta liền cái này lớn giọng thế nào, không thích nghe, không thích nghe về nhà ở. Lê Lạc Hòa Thuận vui vẻ tổng đều có chút không hiểu thấu, tại trong đầu lục soát một vòng, xác định không có như thế một vị người quen. Kia liền hẳn là tiêu phàm bên kia bằng hiếu, chỉ là cái này khí chất. Tiêu tiên sinh, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt, các vị tiểu thư, các người tốt, ha ha. Thật đúng là có duyên a à. Lang Ngọc Đình không chút nào để ý mọi người không hiểu thấu cảm thụ, trực tiếp kéo ra một tấm ni lon ghế, liền ngồi xuống, may mắn thế nào ngồi tại Uyển Thiên Thiên cùng Đường Huyên ở giữa. Tân Lâm thực tế quá lạnh, cho dù Lang Ngọc Đình dạng này người thô kệch, cũng vô ý thức cùng nàng kéo ra một điểm khoảng cách. Luôn cảm thấy cô nàng này có chút cổ quái, vạn nhất bạo phát. Sợ là ngăn cản không nổi, theo sát phía sau xinh đẹp nữ tử, lập tức cũng kéo ra một tấm ni lon ghế ngồi xuống, an vị tại Uyển Thiên Thiên bên người đem huyền thiên thiên cùng lang ngọc đình ngăn cách. Xinh đẹp nữ tử cũng nhìn ra, cái này ba tên mỹ nữ, tân lâm quá lạnh. Lang ngọc đình tựa hồ không có ý định trêu chọc, đường huyên tuổi tác hơi dài, chỉ có huyền thiên thiên nhìn qua niên kỷ nhất là ấu nhỏ, tính cách cũng nhất là hoạt bát, thiên chân vô tà. Nói một cách khác, huyền thiên thiên là dễ dàng nhất mắc câu. Phải nghiêm phòng tử thủ, ăn thịt dê ngâm bánh bao không nhân đâu. Ha ha, đều tính cho ta, đều tính cho ta. Lang Ngọc Đình đại mã kim đao ngồi ở chỗ đó, cổ kéo dài lão dài, nhìn quanh hai bên, nghiêm nghị có uy. Lê lạc xong nghi có chút nhân lại, liếc Lang Ngọc Đình một chút, lạnh nhạt nói: "Vị lão bản này họ gì a? À? ở nơi nào phát tài? Lang Ngọc Đình trên thân nhà giàu mới nổi hương vị, đậm đến không thể lại nồng. Lấy Lê lạc ánh mắt, tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra được, vị này khả năng không lớn là chính phủ cán bộ, tại bên trong thể chế lẫn vào gia hỏa, không mang dạng này không có ánh mắt." vậy mà tại Lê Thiếu trước mặt mạo xương lớn cánh tỏi, trang kẻ có tiền. Ta họ Lang, Lang Ngọc Đình, dương quan khai thác mỏ tập đoàn người phụ trách. Lang Ngọc Đình đĩnh đạc báo ra chữ của mình hào, ngôn từ ở giữa, càng thêm dương dương đắc ý. Tựa hồ chỉ muốn cái này danh tiếng một báo ra, mặc kệ đối phương là lai lịch gì, tất nhiên sẽ rất là chấn kinh, đổi nhan tương hướng. Dương quan khai thác mỏ tập đoàn, Lê Lạc trên mặt lộ ra mê hoặc thần sắc, nhìn về phía nhạc tổng, mang lên trưng cầu chi ý. Nhạc tổng nhưng cũng mơ mơ màng màng, cho mày, tựa hồ đang cố gắng suy tư, vị này là thần thánh phương nào, sao cứ như vậy xuất hiện rồi. Coi là thật để người tốt không khó hiểu, hai vị này biểu hiện như thế, coi như làm bị thương lang tổng tự tôn, lang tổng một gương mặt lập tức đổ xuống dưới, mặt mũi tràn đầy đều là không vui chi ý. Cái này không cố ý sao? Lão tử không tin các người thật chưa nghe nói qua dương quan khai thác mỏ tập đoàn. Lang Ngọc Đình hừ một tiếng, đối tiêu phàm nói, tiêu tiên sinh, làm sao đến loại địa phương này tới dùng cơm rồi. Ta nói cho ngươi, chỗ này thịt dê ngâm bánh bao không nhân mặc dù địa đạo, ăn nhiều cũng không có ý gì. Cứ như vậy đi, ta làm chủ mời khách, chúng ta đi đối diện, lớn đường vương chiều khách sạn, hảo hảo ăn một bữa, đều tính cho ta đều tính cho ta. Kỳ thật Lang Ngọc Đình cũng là hướng về phía tốt lại đến thịt dê ngâm bánh bao không nhân đến, đừng nhìn Lang Tổng bỗng nhiên lớn giàu lên, cái này mấy chục năm dưỡng thành khẩu vị lại không tốt như vậy đổi, tốt chính là cái này một ngụm Nhưng bây giờ tình hình có biến, ai biết sẽ ở đây đụng phải mấy vị đại Mỹ nữ A, đúng hay không? Tự nhiên lập tức liền đổi ngữ khí, tốt lại đến biến thành mạnh mẽ tiết mục cây nhà lá vườn, chẳng thèm mó tới. Không phải như thế, không đủ để hiển lộ rõ ràng lang tổng xa hoa xa hoa. Tiêu tiên sinh, mấy người các ngươi là từ thủ đô đến A. Ta nói với các ngươi, chúng ta cố đô xa hoa nhất khí phái khách sạn, chính là cái này, lớn đường vương chiều khách sạn, ta cùng bọn hắn khách sạn bộ phận PA tại quản lý là cam môn, các người nếu là đến đó tiêu phí, chỉ cần báo ta lão lang danh tự, lập tức liền cho các người 90% ưu đãi. Lang Ngọc Đình vung tay lên, khí thế 10 phần nói. 90% ưu đãi, quyền Thiên Thiên liền cười khanh khách hỏi ngược một câu, ánh mắt tại Lê Lạc Hòa Thuận vui vẻ tổng trên mặt đảo qua, lóe ra khó mà che giấu danh mãnh chi ý, không nghĩ tới lần này cố đô chuyến đi, còn có thể đụng tới dạng này thú vị tên dở hơi. Ngược lại là rất đúng huyền đại đương ra khẩu vị, ai, tiểu muội muội người cũng chớ xem thường cái này 90% ưu đãi. Đây không phải vấn đề tiền, đây là vấn đề mặt mũi. Người khả năng không biết, lớn đường vương chiều khách sạn, ngạo khí rất, người bình thường đi tiêu phí đều là giá tổng cộng là, tuyệt không bớt. Có thể có 90% ưu đãi, đã rất không tệ tại quản lý cho mặt mũi của ta. Đến, đây là danh thiếp của ta. Lang Ngọc Đình nói, từ song bài trừ đồ vest trong túi móc ra một cái kim quang lóng lánh hộp danh thiếp tử. Từ bên trong móc ra ngân quang lóng lánh danh thiếp, sát bên gửi tới, một đôi mắt chỉ ở huyền thiên thiên trên người trên mặt đổi tới đổi lui, kém chút liền trước mặt mọi người nuốt nước miếng. Thực tế là khó gặp vưu vật, lang Ngọc Đình tự nhận sống đến như thế lớn số tuổi, chưa từng thấy qua dạng này thủy linh tiểu cô nương nếu có thể thanh tiểu cô nương này câu được tay, vô luận hoa đại giới cỡ nào đều đáng. Nguyên lai like là lang tổng, nhạc tổng tiếp nhận lão lang danh thiếp, bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt tươi cười. Kỳ thật cho đến bây giờ, lão vui vẫn như cũ không nhớ ra được cái gọi là dương quan khai thác mỏ tập đoàn, càng đối lang tổng không có nửa phân ấn tượng. Có lẽ lang Ngọc Đình là có mấy cái tiền, nhưng lớn đường vương triều khách sạn tiếp đãi quý khách thực tế quá nhiều, có quyền thế người nhiều như cá giết sang sông, giống Lang Ngọc Đình dạng này nhà giàu mới nổi, hoàn toàn không tại nhạc tổng trong mắt, đừng bảo là sẽ không vì nó lãng phí một cái tế bào não, liền xem như số điện thoại mỏng bên trong, cũng sẽ không lãng phí một vị trí đến ghi chép lão lang dãy số. Điện thoại cùng sim thẻ tồn chữ đều là có hạn, nếu như liên lão lang dạng này đẳng cấp gia hỏa đều muốn chiếm cứ một chỗ cắm rùi, còn đến mức nào? Căn bản cũng không thoa sử dụng, nhưng Lang Ngọc Đình nâng lên khách sạn công quan quản lý lão vu, nhạc tổng tự nhiên biết, bộ hạ của hắn nha, cũng còn có thể làm. Bất quá đây không phải trọng điểm, trọng điểm ở chỗ, Lê Thiếu đã rất không cao hứng. Vui dù sao cũng phải lập tức nghĩ biện pháp đem cái này tên đáng ghét đuổi đi, nếu là cùng Lê Thiếu thật nổi giận, chỉ sợ cũng không dễ thu thập. Đêm nay một phen cùng đi công phu, thế tất toàn bộ uổng phí. Ha ha, vị này là, thấy rốt cục có người phát ra sợ hãi thán phục, lão lăng có chút thụ thương tâm linh cuối cùng đạt được nhất định an ủi, lập tức liền đối nhạc tổng đổi nhan tương hướng ta họ nhạc, lang tổng, đây là danh thiếp của ta. Rất cảm tạ lang tổng đối tử điếm chúng ta ủng hộ và hậu ái, lang tổng về sau đi tử điếm chúng ta tiêu phí, ta làm chủ, cho lang tổng 80% ưu đãi. Lang tổng, đây chính là chúng ta cao nhất chiết khấu, kim cương hội viên mới có thể hưởng thụ loại này ưu đãi. Nhạc tổng cười ha hả, đem danh thiếp của mình đưa tới. Ngược lại là rất mộc mạc màu trắng danh thiếp, một điểm không tốn chạm canh gác. Các người khách sạn, Ngươi cũng là lớn đường vương triều khách sạn, nhân viên. Ngươi là bộ phận PA sao? Vậy khẳng định nhận biết tại quản lý, ta cùng hắn là ca môn. Lang Ngọc Đình đầy bụng điểm khả nghi, đem danh thiếp nhận lấy, miệng bên trong niệm niệm lại nhải, trực tiếp liền đem nhạc tổng an bài đi bộ phận PA đi làm. Xem chừng cái này huynh đệ nếu là chịu nói cho hắn vài câu lời nịnh nọt, Lang Tổng nói không chừng sẽ còn để cho quản lý nói tốt vài câu, cho vị này thức thời huynh đệ thăng trước tăng lương giám đốc, nhạc thanh, sau một khắc, Lan Ngọc Đình liền trợn to mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Ngươi, ngươi là, lớn đường vương triều khách sạn, giám đốc. Ngồi tại lang tổng bên người vị kia xinh đẹp nữ tử, cũng giật mình nhìn về phía nhạc thanh, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ ở đây đụng phải lớn đường vương triều khách sạn tổng giám đốc. Nàng nhưng không hiểu rõ lớn đường vương triều khách sạn quan phương bối cảnh, không biết khách sạn này là hồn vốn. Tại nàng nghĩ đến, như thế khách sạn lão bản, tự nhiên so lang ngọc đình có tiền nhiều ha ha lang tổng là ta lang tổng nếu là tử điếm chúng ta khách quen chúng ta khẳng định phải cho lang tổng càng lớn ưu đãi nhạc thanh mỉm cười nói trên mặt thận trọng chi sắc lại cũng khó có thể tận che đậy chương 304, trăm hảo hảo điều tra thêm dương quan khai thác mỏ tập đoàn lang ngọc đình cầm nhạc thanh danh thiếp trong mắt xoay hai vòng liền rơi vào lê lạc trên thân vui giám đốc hạnh ngộ hạnh hội Xin hỏi vị tiên sinh này là? Lang Ngọc Đình thế nhưng là nhìn ra được, Nhạc Thanh đối Lê Lạc thần thái nói không nên lời kính cẩn, thậm chí còn lộ ra nhẹ nhẹ chú ý cẩn thận. Không hề nghi ngờ, vị này chừng 30 tuổi tuổi trẻ xoái ca, là cái nhân vật không tầm thường. Tại chuyện như vậy cấp trên, Lang Ngọc Đình loại người này, kỳ thật đầu xoay chuyển một điểm không chậm. Chỉ là hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, tại đồ cổ thành vì tiện dạo chơi, có thể đụng tới nước Cộng hòa một cùng hào môn đích hệ tử đệ lê lạc trên mặt vẻ mong mỏi càng thêm rõ ràng khoát tay áo chán ghét nói lang tổng chúng ta bằng hữu tụ hội nếu như ngươi không có chuyện gì khác lời nói mời ngươi đi nhường một chút được không lê thiếu chính buồn bực đâu lão lang nếu là lại không thức thời làm không tốt liền muốn đâm vào lê thiếu trên họng súng lang ngọc đình sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái trong đầu nhưng cũng có điểm không vui vẻ coi như ngươi là nhân vật cũng đừng như vậy chảnh a à. trực tiếp liền đuổi ta đi chẳng lẽ ta lão lang ngay cả đi cùng với ngươi ngồi một hồi tư cách đều không có. Mắt thấy lang Ngọc Đình có chút không thức thời, nhạc thanh liền nhìn hắn một chút, ánh mắt nhàn rỗi ở giữa trở nên nghiêm khắc vô so. Lang Ngọc Đình trong lòng nhoáng một cái du, cố nén nộ khí, đứng dậy, ngoài cười nhưng trong không cười nói, vậy thì tốt, vui giám đốc, vậy ta sẽ không quấy dày. Chúng ta đi, hướng mấy vị tùy tùng vung tay lên, cũng không quay đầu lại đi. Đã không có cơ hội đón thêm gần mỹ nữ, lại là không tất yếu lại cùng tiêu tiên sinh chào hỏi gì. Các ngươi lợi hại hơn nữa, ta không thể trêu vào còn không trốn thoát a. À. Nhưng mà sự thật chứng minh, có ít người chẳng những không thể trêu vào, thậm chí ngay cả tránh đều không trốn thoát. Lang Ngọc Đình ngay cả thịt dê ngâm bánh bao không nhân cũng chưa ăn, leo lên kéo anh xe thể thao ầm ầm lái đi, lê lạc nhìn qua xe thể thao biến mất tại ngõ nhỏ bên kia, song nghi nhíu chặt, lấy điện thoại cầm tay ra đến, gọi một cú điện thoại. Người tốt, đàm cục trưởng sao? ta lê lạc, điện thoại vừa tiếp thông, lê lạc thanh âm liền khôi phục cao cao tại thượng yêu nhã, phảng phất hắn là vị này đàm cục trưởng người lãnh đạo trực tiếp, lập tức khóe miệng hiện lên mỉm cười, có thể thấy được đàm cục trưởng ở bên kia nói một phen, để lê thiếu trong đầu tương đối thoải mái. Ha ha, đàm cục trưởng, không cần khách khí như vậy. Là như vậy, có cái gì dương quan khai thác mỏ tập đoàn, người đã từng nghe nói chưa? Đúng. Chính là rời khỏi phía tây dương quan vô cớ người cái kia dương quan, lão bản tựa như là họ Lang. Cái này Dương Quan công ty, các người cục khoáng sản điều tra thêm, xem bọn hắn công ty thủ tục có phải là đầy đủ. Vì cái gì? Ha ha, Đàm cục trưởng, chẳng lẽ nhất định phải hỏi thăm tại sao không? Rất đơn giản, ta cảm thấy công ty bọn họ cái kia họ Lang lão bản quá trương dương, thích mạo sưng lão sói vẫy đuôi. Dạng này người, có thể kinh doanh tốt công ty à? Hảo hảo điều tra thêm, lê lạc ngữ khí, có chút không vui. Nếu mày nghe bên kia nói vài câu, cái này mới thoáng giãn ra. Vậy thì tốt, vậy cứ như vậy đi, các ngươi trước cha, có kết quả gọi điện thoại cho ta. Lang Ngọc Đình có nằm mơ cũng chẳng ngờ, liền bởi vì chính mình nhất thời trương dương, thế mà lại dẫn suốt như thế đại phiền toái tới. Lê Lạc cũng là hung ác, một điểm không chơi hư, vọt thẳng hắn gốc rễ dưới đao. Nếu thật là đem dương quan khai thác mỏ tập đoàn cho cả nằm xuống, Lang Ngọc Đình liền chẳng phải là cái gì. Lê Lạc nhìn qua phong độ nhẹ nhàng, nhiễm nhiên thân sĩ. Hạ thủ thế nhưng là nửa điểm bất dung tình. Nói đến, Lang Ngọc Đình cố nhiên ngốc thiếu, Lê Lạc cũng không phải thật như vậy căm hận hắn. Chỉ có thể nói Lang Ngọc Đình vận khí coi là thật không tốt. Lê Thiếu đang giàu không có cơ hội tại Mỹ nữ trước mặt hiện ra một chút mình thực lực chân chính. Lang Ngọc Đình liền ba ba đụng lên tới làm bia ngắm, Lê Thiếu từ chối thì bất kính. Tự nhiên là không khách khí, để điện thoại di động xuống, Lê Lạc lập tức lại hồi phục thành nho nhã hữu lễ quân tử khiêm tốn hình được, mỉm cười, nói, không có ý tứ, bị loại này không hiểu thấu người cho quấy dày. Tiêu Phàm cười cười, nói ta ăn xong, tạ ơn. Đối Lê Lạc chủ đề, cũng không tiếp lời, đoán chừng tại Tiêu Phàm trong mắt, Lan Ngọc Đình cố nhiên rất nhàm chán, Lê Lạc cũng so hắn cũng không khá hơn chút nào, đồng dạng rất nhàm chán. Tân Lâm liền là đứng dậy, âm thầm hướng cửa hàng quầy thu ngân đi đến, chuẩn bị tính tiền nhạc thanh sửng sốt một chút mới hồi phục tinh thần lại có vẻ như lúc này là lê thiếu nói làm chủ mặc dù chỉ là không nhiều mấy đồng tiền tóm lại muốn giảng quy củ liền vội vàng đứng lên nói tân tiểu thư ta đến ta tới tiêu phàm cười nói nhạc tổng đừng khách khí trời tối ngày mai dám bảo đại hội muốn phiền phức nhạc tổng hao tâm tổn trí mắt thấy tân lâm không chút nào dừng lại trực tiếp đi quầy thu ngân nhạc thanh cũng liền không lại tranh đoạt vừa cười vừa nói tiêu tiên sinh yên tâm đi dám bảo đại hội sự tình, ta đến an bài. Được rồi, tạ ơn nhạc tổng, nơi nào nơi nào, tiêu tiên sinh quá khách khí. Các ngươi mấy vị là Lê Thiếu Bằng Hiếu, kia chính là ta nhạc thanh Bằng Hiếu. Chút chuyện nhỏ như vậy, một cái nhấc tay mà thôi, không cần phải nói. Lê Lạc Thừa cơ đối Uyển Thiên Thiên nói, Uyển Tiểu Thư, hiện tại thời gian còn sớm, mời mấy vị phần mặt mũi, cùng đi ca hát ha. À. Ân, nếu không, đi ba cũng được. Ta lại mời mấy vị diễn nghệ giới bằng hữu tới, mọi người cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm. Mấy ngày nay, Kim Đồng, Lệ Na đều trùng hợp tại Cố Đô quay phim, mời bọn họ cùng một chỗ tới thế nào. Mọi người nhận thức một chút, đây coi là phải là lê lạc đòn sát thủ. Kim Đồng, Lệ Na đều là đương thời phi thường đang hồng nổi tiếng diễn viên, thần tượng phái minh tinh, bình thường đến nói, nam nữ trẻ tuổi liền không có không thích bọn hắn không biết bao nhiêu truy tinh tộc đem bọn hắn xem như tình nhân trong mộng cùng sùng bái thần tượng. Dĩ vãng, chỉ cần Lê Lạc nói chuyện muốn mời những minh tinh này tới uống rượu với nhau nói chuyện phiếm, lập tức liền không có gì bất lợi, cơ hồ không có bất kỳ cái gì nữ hài tử có thể nói ra không chữ tới. Chính là cô gái trung cực đại sát khí một trong. Đương nhiên, Lê Lạc cũng không có nói láo, Kim Đồng Lệ Na lúc này đúng là cố đô quay phim, Lê Lạc cùng bọn hắn cũng xác thực giao tình không ít. Lê thiếu một điện thoại, Kim Đồng Lệ Na không có đặc biệt quan trọng sự tình, kia là nhất định sẽ tới cổ động. Xuyên thấu qua Kim Đồng Lệ Na, những năm này Lê Lạc quả thực cùng một chút truyền hình điện ảnh nữ tinh kết xuống hạt xương nhân duyên. Đừng bảo là hai ba tuyến tiểu nữ tinh, liền xem như đang hồng một tuyến nữ minh tinh, không ít cũng cùng Lê Lạc từng có tiếp xúc ra thịt. Dựa theo Lê Thiếu lời nói của mình chính là thật dính. Chơi chán, nói thật, nhiều như vậy cùng hắn trải qua giường nữ tinh, còn thật không có một cái có thể cùng Huyền Thiên Thiên Tân Lâm đánh đồng, kém xa. thậm chí ngay cả theo kịp Đường Huyên đều rất ít, nhất là cỗ này phong trần khí tức càng làm cho người dễ dàng chán nản. nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng lê lạc Mượn Minh Tinh hàng hiệu tử lừa gạt tiểu cô nương. Huyền Thiên Thiên khanh khách một tiếng, nói, lê công tử vẫn là thôi đi, ta đối với mấy cái này không có hứng thú gì. kỳ thật Uyển Thiên Thiên đối với mấy cái này giải trí không bài xích, mấu chốt tiêu phàm không hứng thú. Uyển đại đương ra cũng cũng chỉ phải không hứng thú. Uyển thiên thiên còn thật có chút sợ hãi chọc giận tiêu phàm. Kia, Uyển tiểu thư, lê lạc còn đợi thuyết phục, Uyển thiên thiên đã cười hì hì đuổi theo tiêu phàm, đưa tay kéo lại cánh tay của hắn, thiên kiều bách mỉ cái đầu nhỏ kiều kiều đặt tại tiêu phàm trên đầu vai, dưới chân nhảy nhảy nhót nhót, biết bao y như là chim non nép vào người. Lê Lạc lập tức lại nhìn ngốc, nhạc thanh vội và nghiêng đầu đi, cũng không thể để Lê Lạc nhìn thấy mình khóe miệng ý cười nhạc thanh thừa nhận uyển thiên thiên tân lâm đường huyên đều là khó gặp đại mỹ nữ nhưng nhạc thanh luôn cảm thấy lê thiếu có chút cấp sắc nếu bàn về mỹ nữ cố đô thế nhưng không ít lấy lê thiếu tại cố đô thế lực tăng thêm nhân tài của hắn cùng tài phú cái dạng gì nữ nhân không lấy được tay tội gì nhất định phải treo cổ tải cái này trên một thân cây nhìn người ta kia cao cao tại thượng xa cách sức mạnh xem chừng hay là trên mặt mũi sượng mặt nguyên lai tưởng rằng chỉ cần hơi thi thủ đoạn thậm chí chỉ cần thoáng hiện ra một chút tài sản của mình, những cô bé này khẳng định sẽ chạy theo như vịt, không nghĩ căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy. Ba cái đại mỹ nữ đều bao quanh vây quanh tiêu phàm cái kia tiểu bạch kiểm đổi tới đổi lui, hoàn toàn không có đem Lê Thiếu để vào mắt. Gọi Lê Thiếu cái này một hơi, như thế nào nuốt được đi. Người này a à, chính là không thể bực bội. Một khi Âu bên trên khí, làm sao đều muốn phân cái thắng thua thắng bại. Nhất là Lê Thiếu loại này ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên, cho tới bây giờ chưa ăn qua xẹp công tử ca nhi, càng là chịu không được cái này. Trong đầu như thế quay trở ra, nhạc thanh trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ không hiểu khoái cảm. Để ngươi nha cũng nếm thử loại này bị người không nhìn hương vị. Tiêu phàm bọn người nhìn như không chậm không nhanh, dưới chân đi được thật là không chậm, rất nhanh liền đem lê lạc và nhạc thanh vung ra thật xa. Nhạc tổng, xin ngươi giúp một chuyện, nhìn qua tiêu phàm thẳng tắp mà hơi có vẻ thon gầy bóng lưng cùng uyển thiên thiên phấp phới hồng y váy đỏ, lê lạc nhẹ nhàng lắc đầu rốt cục đem tâm tư thu hồi lại quay đầu đối nhạc thanh nói nhạc thanh bận bịu gật đầu không ngừng lê thiếu khách khí có dặn dò gì cứ việc phân phó lê lạc cười nói chỉ thị nhưng không dám nhận người thế nhưng là phó thính cấp cán bộ lãnh đạo ta bất quá một giới bình dân mà thôi nào dám chỉ thị ngươi a à, ha ha nhạc tổng người nhìn có thể không thể hỗ trợ làm đến bọn hắn phương thức liên lạc tiêu phàm bọn hắn tại lớn đường vương triều khách sạn mở hai gian phòng lấy Tân Lâm cùng đường nguyên thẻ căn cước mở, tổng quầy phục vụ lưu lại cũng là hai nàng số điện thoại. Lê Lạc trịnh trọng như vậy kỳ sự xin nhờ Nhạc Thanh hỗ trợ, tự nhiên là muốn làm đến huyền thiên thiên phương thức liên lạc. Nhìn huyền thiên thiên kia cười tâu pét không thèm để ý chút nào thái độ, Lê Lạc biết mình tự mình đi hỏi huyền thiên thiên số điện thoại, 100% sẽ mũi dính đầy cho. Lê Lạc nhìn ra được, đừng nhìn huyền thiên thiên cười hì hì, tựa hồ hồn nhiên ngây thơ không có chút nào xảo trá, nhưng loại tính cách này tiểu cô nương, cự tuyệt người khác thời điểm cũng nhất là gọn gàng dứt khoát, rất ít cho người ta lưu cái gì lui bước. Nhạc thanh không có lập tức đáp ứng, ngược lại trầm ngâm. Cũng không trách nhạc thanh thận trọng việc, lê lạc cũng không phải người khác, nếu là những cái kia bằng hữu bình thường cần nhờ, nhạc thanh tự nhiên không có gì do dự. Có thể đến giúp liền giúp, thực tế không giúp được cũng không quan hệ. Nhưng lê lạc việc này, lại không thể tùy tiện đáp ứng. Đáp ứng liền phải làm được, xử lý không được, nhưng liền đắc tội người vô duyên vô cớ vì dạng này sự tình đắc tội lê lạc nhạc tổng có oan hay không a à? thế nào vui luôn cảm thấy chuyện này rất khó khăn làm a à? như thế hơi một do so dự lê lạc lập tức liền không cao hứng nhạc tổng trong lòng run lên vội vàng nói lê thiếu việc này ta đến nghĩ biện pháp ngày mai dám bảo đại hội là một cơ hội phàm là tham gia dám bảo đại hội khách quý đều phải để lại dưới phương thức liên lạc cái này liền đúng nha chỉ cần người lưu tại các người khách sạn, tổng có thể nghĩ ra biện pháp đến. Lê Lạc trên mặt rốt cục hiện ra vẻ tươi cười. chương 305, Giác quan thứ 6. Bóng đêm càng thâm, lớn đường vương chiều khách sạn tầng 3, 302 số 6 khách quý phòng xếp, trong phòng khách vẫn như cũ lóe lên ánh đèn. Phòng khách trên bàn trà, trưng bày con kia ngọc rùa, màu ngà sữa mai rùa, tại ánh đèn dịu dịu dưới phát ra ánh sáng mông lung trạch, lộ ra 10 điểm mili tiêu phàm có chút lùi ra sau tại ghế sofa bên trong, hai mắt khép hờ, tựa hồ ngay tại dưỡng thần. Ba tấm tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, thì quay chung quanh tại bên cạnh khai trà, đều chiếm một phương, sáu con đôi mắt đẹp ánh mắt nhấp nháy, nhìn chằm chằm ngọc rùa nhìn cái không được. Ăn xong thịt dê ngâm bánh bao không nhân, vừa về tới khách sạn, tiêu phàm liền xuất ra cái này ngọc rùa đến nghiên cứu. Ba tên mỹ nữ riêng phần mình tắm rửa xong, cũng gia nhập vào cái này nghiên cứu hàng ngũ. Cũng không biết trải qua bao lâu, uyển thiên thiên mềm mại tiểu thân thể về sau khẽ đảo đưa tay vuốt mắt lẩm bẩm nói ai nha con mắt đau quá mệt mỏi chết rồi cái này chết rùa đen đến cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật a à? những này đồ án nhìn lâu choáng đầu hoa mắt không chịu nổi đường huyên cười khổ một tiếng cũng dụi dụi con mắt uyển thiên thiên nói không sai cái này ngọc rùa ngọc chất cứ việc ôn nhuận nhu hòa rùa trên lưng những cái này đồ án nhưng thủy trung mơ mơ hồ hồ nhìn không quá rõ ràng tựa hồ tổng cách một tầng sương mù, tại gió mẹ kế trong mắt những này đồ án cũng là mê cung đã đem chi vẽ trở về hảo hảo nghiên cứu. uyển thiên thiên vò một trận nhãn con ngươi lại úp sấp trên bàn trà đối ngọc rùa nâng lên xinh sắn miệng nhỏ thở phì phò nói lão ô quy a à, lão ô quy ngươi ngược lại là nói chuyện a à, trên lưng ngươi những hoa văn kia đến cùng là làm gì dùng đến cùng có hữu dụng hay không cũng đừng lừa phỉnh chúng ta a à. liền ở thời điểm này Uyển Thiên Thiên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ngọc rùa trống rỗng mất đi bóng dáng. Ai nha, chuyện gì xảy ra? Cùng Uyển Thiên Thiên lấy lại tinh thần, ngọc rùa đã đến tiêu phàm trong tay, cũng không biết hắn làm loại nào ma pháp. Đường huyên trên mặt lại lộ ra vừa khiếp sợ lại là kính nể thần sắc. Nàng thế nhưng là thấy rõ ràng, tiêu phàm dùng không phải ma pháp, mà là cách không thủ vật, thuần túy dựa vào nội lực trèo trống. Cái này ngọc rùa tuy nói không lớn, toàn thân lấy ngọc thạch điêu thành, lại là chịu nặng tiêu phàm bàn tay xa xa vừa nhấc ngọc rùa liền tiễn bắn tới trong tay của hắn. Nội công này nên là gì cùng thâm hậu, trừ nghe đồn rằng những cái kia tuyệt thế cao nhân có nội lực thâm hậu như vậy, trong hiện thực, đường huyên thật đúng là lần đầu gặp người thi triển loại này thần kỳ vô so võ công. Nhìn tiêu phàm cử trọng nhược khinh dáng vẻ, đây bất quá là tiện tay phát huy, căn bản không có tạo thành bao lớn gánh vác, làm nhẹ nhàng. Các ngươi đều nghỉ ngơi đi thôi, ta thử lại lần nữa những biện pháp khác. Tiêu phàm chậm rãi nói, khủy hai chân xuống, tại ghế sofa bên trong khoanh chân ngồi xuống, hai tay chất chồng tại nơi đan điền, ngọc rùa liền đặt tại trong lòng bàn tay của hắn. Quyền thiên thiên cùng đường huyên hai mặt nhìn nhau, tân lâm đôi mi thanh tú nhào lên, nói, người đã nói, thứ này bên trong ẩn chứa rất mạnh trời cơ che đậy chi lực. Tân lâm lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Tân lâm đi theo tiêu phàm thời gian không ngắn, trong số ba nữ, duy chỉ có nàng rõ ràng trời cơ che đậy chi lực đối thuật sư tạo thành ảnh hưởng có bao nhiêu lợi hại càng là tạo nghệ cao thâm thuật sư mặt đối thiên cơ che đậy chi lực lúc liền càng cẩn thận tiêu phàm gật gật đầu nói không sao ta lấy hà lạc phái phương pháp thử một chút từ từ sẽ đến chỉ cần tình hình không đúng ta sẽ lập tức dừng lại ta luôn cảm thấy vật này rất trọng yếu tiêu phàm lời này cũng không phải ăn nói lung tung loại này thần bí giác quan thứ sáu không nói rõ được cũng không tả rõ được nhưng quả thật tồn tại thân là đại thuật sư tiêu phàm đối giác quan thứ sáu khai phát vẫn luôn chưa đình chỉ qua trên thực tế thuật bói toán cùng nhân loại thần bí giác quan thứ sáu liền có rất sâu liên hệ buổi tối hôm qua vừa vừa vào ở lớn đường vương triều khách sạn tiêu phàm liền chiếm bài học từ khỏe tượng bên trên biểu hiện hai ngày này sẽ phát sinh một chút chuyện đặc biệt có lẽ đối với hắn sau này phương hướng sẽ sinh ra rất trọng yếu ảnh hưởng ừ tân lâm khẽ vuốt cằm không tiếp tục nói ngay tại một bên ghế sofa ngồi xuống chuôi này cực mỏng cực nhỏ nhuyễn kiếm lẳng lặng đặt tại trên bàn trà lóng lánh thấu xương hàn mang uyển thiên thiên cùng đường huyên liếc nhau cũng im lặng không lên tiếng đều chiếm một phương bày ra phòng ngự trận thế cứ việc uyển thiên thiên tạm thời không có thể vận dụng nội lực sức chiến đấu cực yếu nhưng giang hồ nhiều năm như vậy lịch luyện kinh nghiệm lại không phải uổng công thật có cái gì tình huống dị thường phát sinh nàng tối thiểu có thể kịp thời cảnh báo một loại rất nhỏ cầu nguyện thanh âm trong phòng khách vang lên tiêu phàm trên mặt bảo quang lưu chuyển theo thời gian chuyển rời thậm chí toàn thân trên dưới đều ẩn ẩn lộ ra một cỗ ánh sáng mông lung trạch cực kỳ nhu hòa khiến người gặp một lần phía dưới kìm lòng không đặng sinh ra cảm giác thân cận trong phòng khách yên tĩnh một cỗ thần niệm chi lực chậm rãi đem ngọc rùa bao vây lại một chút xíu đi đến thẩm thấu tiêu phàm miệng bên trong đọc chính là Hà Lạc Âm Dương Phái lưu truyền chú ngữ. Hà Lạc Âm Dương Phái phía trước thanh thời kỳ bắt đầu suy bại, trong phái rất trọng yếu bao nhiêu điển tịch thất truyền, nhưng ở vô cực thuật tàng bên trong, lại còn có rất nhiều cổ điển điển tịch hoàn chỉnh bảo tồn lại, trong đó thậm chí bao gồm mấy trăm năm trước Hà Lạc Phái hai vị trưởng giáo tổ sư tự viết tu luyện tâm đắc. Cũng không biết năm đó những ngày điển tịch là như thế nào bị vô cực môn thu tập được. Tiêu phàm đọc chú ngữ liền xuất từ trong đó một vị hà lạc phái trưởng giáo tổ sư tay trong sách. Cái này Ngọc Rùa đã có khả năng cùng Hà Lạc Phái tiền bối tông sư tương quan, như vậy lấy Hà Lạc Phái thuật pháp thử một chút, liền rất cần thiết. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, bỗng nhiên, một bức tranh án tại tiêu phàm trong đầu nổi lên, mơ mơ hồ hồ, tựa hồ là một kiện hình tròn vật phẩm, không ngừng xoay tròn. Tiêu phàm trong lòng hơi động, lập tức tăng lớn thần niệm chi lực thẩm thấu. Cái gọi là thần niệm chi lực, cũng cùng giác quan thứ sáu có quan hệ, người bình thường xuyên thấu qua minh tưởng phương thức đều có thể cảm giác được. Đương nhiên cái loại cảm giác này là mông lung, như có như không. Giống Tiêu Phàm dạng này tu luyện có thành tựu đại thuật sư, thần niệm chi lực chính là thật sự vô hình có chất, có thể rõ ràng cảm giác được loại lực lượng này tồn tại, đồng thời có thể tiến hành thảo khống. Kia bước đồ án dần dần rõ ràng, cùng lúc đó, ở xa ở ngoài mấy ngàn dặm thủ đô, Tây Sơn khu biệt thự. Một tòa chiếm diện tích rộng lớn trong biệt thự, cũng giống vậy lóe lên ánh đèn. Mấy năm gần đây biệt thự này giống như ban đêm liền không có hoàn toàn tắt qua đèn. Cũng không biết biệt thự chủ nhân tại bận rộn cái gì. Biệt thự trong phòng khách, hai tên thân mang bạch bào, tóc quan xoắn, hốc mắt hãm sâu nam tử trung niên ngồi đối diện nhau. Ngồi tại phía tây chính là tây ly giáo thủ tọa đại đệ tử, dung thiên tổ sư tỏa hạ thương thiên đại tư tế sa bia, ngồi tại phía đông thì là tây ly giáo ngũ đại vô thánh xếp hạng thứ tư huyết thiên đại tư tế a ba tư sa bia ngồi ngay ngắn bất động thần sắc nghiêm nghị A34 à, thì bưng lên trước mặt hồng trà uống một ngụm, thấp giọng nói, đại sư huynh, tam sư huynh lúc nào tới. Cũng nhanh thôi, hắn nói muốn mở cái gì hội, bọn hắn quốc gia này, liền là ưa thích họp. Sa bia nâng lên lông mềm như nhung thủ đoạn nhìn một chút đồng hồ, thuận miệng đáp, trong giọng nói xen lẫn khinh thường chi ý. Sư phụ còn không thể xuất quan sao, cái kia tiêu phàm, thế nhưng là ra đi dạo không ít thời điểm. A34 à, nói, chân mày cao lại, có quan hệ Dung Thiên Tổ sư cùng Tiêu Phàm cách không giao thủ tình hình, hắn mặc dù không có thấy tận mắt, nhưng cũng nghe hai vị sư huynh miêu tả qua. Chi tiết chỗ hơi có khác biệt, trên đại thể không kém. Dựa theo tình huống lúc đó đến nói, Dung Thiên Tổ sư là công kích phương, Tiêu Phàm là phòng thủ phương, mà lại là tại Nghịch Thiên cải mệnh đồng thời tiến hành bị động phòng thủ. Theo lý, coi như Tiêu Phàm không có lọt vào thiên địa lực lượng phản phệ, chết ngay lập tức tại chỗ bị thương tối thiểu cũng nên so dung thiên tổ sư nặng hơn nhiều mới đúng. Nhưng là bây giờ, tiêu phàm tựa hồ sớm đã khỏi bệnh, mà dung thiên tổ sư thì vẫn luôn đang bế quan. Chẳng phải là nói, sư phụ bị thương so tiêu phàm còn nặng hơn được nhiều. Không có đạo lý này a à. Làm Tây Ly giáo ngũ đại vu thánh một trong, A Ba Tư tại thuật pháp bên trên tạo nghệ không thể bảo là không cao thâm, biết rõ nghịch thiên cải mệnh hung hiểm họ. Cao Minh đến đầu đại thuật sư, tại chuẩn bị nhất đầy đủ tình huống dưới, dù coi như không có bị đến bất luận ngoại lực gì quấy nhiễu cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra tiêu phàm làm sao làm được quả thật như thế chẳng lẽ tiêu phàm tại thuật pháp bên trên tạo nghệ vậy mà ở sa dung thiên tổ sư phía trên a à, ba tư tuyệt không tin hắn mặc dù không giống đại sư huynh sa bia đồng dạng đối sư phụ tôn thờ nhưng cũng không tin trên đời này còn có thuật pháp tạo nghệ so dung thiên tổ sư cao mấy cái tầng cấp người đó đã không phải là người mà là thần a à, ba tư có chút hồ đồ Sa bia cười lạnh một tiếng, nói tức sư đệ, người đang hoài nghi sư phụ. Sư đệ không dám, A Ba Tư lấy làm kinh hãi, vội vàng đặt chén trà xuống, cung kính thanh âm. Mặc kệ A Ba Tư tại ở sâu trong nội tâm có phải là thật hay không tin phục vị này chủ trì giáo vụ đại sư huynh, chỉ ít trên mặt mũi hắn đối Sa bia là rất tôn trọng. Nói đến cũng người điểm thú vị, Tây Ly giáo ngũ đại vô thánh, A Ba Tư phụ trách vũ lực, hòa nói bên trong làm đều là giết người thấy máu hoạt động nhưng nói thường làm việc a 34 nhưng lại là nhất nhã nhận nhất thủ lễ một cái kém xa xa bia như thế tính khí nóng này xa bia ánh mắt nhấp nháy tại a 34 trên mặt quét mấy cái vừa đi vừa về lúc này mới khẽ vuốt cầm thân sắc hòa hoãn xuống dưới nói tứ sư đệ trong lúc này có cái mấu chốt người không nghĩ rõ ràng a à. mời đại sư huynh chỉ điểm a 34 kính cẩn nói không người một chút xa bia khoát tay áo nói người cùng tiêu phàm cũng coi như giao thủ qua người cảm thấy hắn đã hoàn toàn khỏi hẳn sao. A34 tư trầm ngâm nói, ta không có mặt đối mặt cùng hắn giao thủ qua, bất quá từ hắn không tiếc vận dụng nội lực vì cái kia trộm mộ nữ hài chữa thương đến phân tích, thương thế của hắn cũng đã khỏi hẳn đi. Hẳn là khỏi hẳn rồi. Hắc hắc, người nói, chỉ là thân thể của hắn bên trên thương thế. A34 tư sợ hãi mà kinh, nói, đại sư huynh, ý của ngươi là nói, tiêu phàm nói tổn thương càng nặng. Kia là đương nhiên, Lúc ấy sư phụ mặc dù bên trên cái khi, cùng cái kia tử vi tiên sư mô thạc xương đấu hai ngày, nguyên khí có chút tổn thương, nhưng cuối cùng đã tỉnh lại trấn giáo thần thú thánh linh, đối tiêu phàm tiến hành công kích. Tại loại tình huống kia phía dưới, dù là hắn thật là thiên thần hạ phàm, cũng không có khả năng lông tóc không thương. Sư phụ kết luận, coi như hắn không chết, thuật pháp bên trên cũng khẳng định sẽ rơi xuống một cảnh giới trở lên. Hiện tại hắn bên ngoài đồng hồ nhìn qua êm đẹp, người cho rằng hắn thuật pháp bên trên tạo nghệ nhanh như vậy liền có thể khôi phục A. À. Chúng ta đều là thuật sư, trong lòng rõ ràng, nói tổn thương nhưng không có dễ dàng như vậy khỏi hẳn. Sa bia lạnh lùng nói, nhe răng cười một tiếng, có đạo lý, có đạo lý. A ba tư bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu. chương 306, không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Thế nhưng là sư phụ, chốc lát, A ba tư lại có chút lo âu nói. Tiêu phàm thụ nói tổn thương, không dễ dàng như vậy khỏi hẳn, giống như cùng dung thiên tổ sư thời gian dài như vậy không có xuất quan không có tất nhiên liên hệ a à. tiêu phàm thương thế nặng nề không đại biểu dung thiên tổ sư bình yên vô sự sa bia nói sư phụ đây là thận trọng lý do không muốn lưu lại cái gì tai họa ngầm dù sao chúng ta đây là đang hán nhân quốc gia bên trong là thiên hạ của bọn hắn mọi thứ đều phải cẩn thận chút cũng không thể bởi vì ảnh hưởng này đến chúng ta chỉnh thể kế hoạch a 34 nói bên này địa phương bên trên sự tình không phải có tam sư huynh à. A. Sa bia lạnh hừ một tiếng, nghiêng liếc A34 một chút, tựa hồ đối với A34 nói ra những lời này đến có chút bất mãn, tứ sư đệ, suy nghĩ của ngươi vẫn là như vậy thẳng tắp. A34 lại tựa hồ có chút không hiểu, nghi hoặc mà hỏi thăm, lớn ý của sư huynh là. Tứ sư đệ, người đừng quên bọn hắn hán nhân một câu thành ngữ không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Lần này, nếu không phải vì mình lợi ích của gia tộc, lão tam sẽ như vậy tận tâm tận lực. Sabia trong giọng nói, mang lên giáo huấn chỉ ý. A à, Ba Tư sợ hãi mà kinh, trần chờ nói, đại sư huynh, không thể nào. Tam sư huynh mặc dù là hán nhân, nhưng cũng là sư phụ đồ đệ. Sư phụ có mệnh, hắn dám không tuân theo A. Dù nói thế nào, hắn cũng sẽ không đối sư phụ bất lợi, sẽ không đối thần giáo bất lợi. bia hừ nói, ta chưa hề nói hắn sẽ đối sư phụ bất lợi, càng không có nói hắn sẽ đối thần giáo bất lợi, lượng hắn cũng không có như thế lá gan nhưng cái này không biểu hiện hắn sẽ thời thời khắc khắc cùng chúng ta một lòng càng nhiều thời điểm hắn sẽ vì gia tộc của hắn suy nghĩ tỷ như cục thành phố phái đi giám thị hoàng hải văn hai thường phục hôm trước đều triệt tiêu ồ đây là vì cái gì a ba tư hiển nhiên còn không rõ ràng lắm tình huống này liền vội vàng hỏi dù sao tại dung thiên tổ sư trong lúc bế quan trong giáo sự vụ từ sa bia phụ trách a ba tư chỉ hiệp trợ đem giám thị văn nhị thái ra những cái kia thường phục triệt tiêu, tam sư huynh chỉ cùng Sabia lên tiếng chào, nhưng lại không biết sẽ A34. Sabia cười lạnh một tiếng, nói còn không phải sợ làm cho trong chính trị tranh đấu. Cái kia văn hai, cũng là vô cực môn người, theo Diệp Cô Vũ nói, hay là tiêu phạm sư huynh. Cục thành phố phái thường phục đi giám thị hắn, tiêu ra không cao hứng. Sabia tựa hồ đối với tam sư đệ bất mãn vô cùng, mỗi lần chỉ cần vừa nhắc tới trên người hắn, không phải kêu rên chính là cười lạnh, không có một cái sắc mặt tốt. A34 trầm ngâm nói, đại sư huynh, ta nhìn chúng ta vẫn là phải thông cảm một chút tam sư huynh. Chúng ta nhiều người như vậy ở lại bên này, thời điểm cũng không ngắn, hết thảy hậu cần đều từ hắn đến cung ứng, địa phương bên trên quan hệ cũng dựa vào hắn đi khơi thông. Hắn cũng rất không dễ dàng, có chút sự tình, hắn khẳng định có hắn khó xử, không nên quá khiển trách. Phải nói, A34 đây là công bằng chi luật không ngờ Bia lại giận tím mặt, bỗng nhiên mở to hai mắt, chừng ở A34, cả giận nói, lão tứ, người đây là ý gì? Vì cái gì hướng về hắn? Người đừng quên thân phận của mình. A34 thở dài, nói, đại sư huynh, người trước đừng hiểu lầm. Ta không phải hướng về tam sư huynh, luận tình cảm, đương nhiên là giữa chúng ta càng thêm thâm hậu. Hai ta mặc dù không phải cùng một bộ tộc ra, lại là cùng một cái dân tộc. Ta vừa gia nhập thần giáo, người liền là đại sư huynh, chúng ta nhiều năm như vậy sư tình cảm huynh đệ, kia còn dùng hoài nghi A. À. Nghe a tư nói như vậy, Sa Bia sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại, khẽ gật đầu. Ta chủ yếu là nghĩ, chúng ta muốn làm thành đại sự, song thành sư phụ chế định kế hoạch, hoàn thành chúng ta thần giáo thiên thu đại nghiệp, đơn dựa vào chính chúng ta là không đủ, còn muốn đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết người. Đừng bảo là Tam Sư Huynh cũng là thần giáo đệ tử, liền xem như Diệp Cô Vũ như thế ngoại nhân, chúng ta cũng phải nỗ lực cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, chí ít mặt ngoài nhất định phải là dạng này. Không phải, bọn hắn liền sẽ không tận tâm tận lực vì thần giáo làm việc. Ai ngờ vừa nhắc tới Diệp Cô Vũ trên thân, nguyên bản thần sắc thoảng qua hòa hoãn Bia lại phẫn nộ, nổi giận đùng đùng nói, lão tứ, người đừng phạm hồ đồ. Người còn tưởng rằng Diệp Cô Vũ là người tốt lành gì đâu. Ta nhìn, nếu không phải lúc trước sư phụ cùng hắn lập thành huyết khế, hắn bây giờ không có biện pháp, nói không chừng đã sớm cùng chúng ta mỗi người đi một ngả. Thậm chí còn có thể hướng chúng ta xuất thủ, loại người này, người còn tin tưởng hắn. A à, Ba Tư không khỏi ngạc nhiên, Sa Bia cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nói, Dương Tây Trấn lần kia, nhiều cơ hội tốt. Diệp cô vũ danh sương vua sát thủ, gai gỗ gì lão nhân trong núi, hắn không hiểu được bắt lấy dạng này cơ hội ngàn năm một thuở. Thế mà cứ như vậy bỏ qua, ai biết hắn dắp tâm làm gì. Tóm lại người này, người về sau tuyệt đối phải coi chừng chút 10 triệu không có thể chân chính tin tưởng hắn a ba tư im lặng xa bia đối diệp cô vũ cách nhìn cứ việc có chút cực đoan trên đại thể không kém mỗi lần a ba tư cùng diệp cô vũ cùng một chỗ đều sẽ từ sâu trong đáy lòng bốc lên một cỗ nguy hiểm hàn ý cùng diệp cô vũ khách khí lẫn nhau tôn trọng đều chẳng qua là mặt ngoài giả vờ đồ vật người này mới thật sự là không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác cùng tam sư huynh không là một chuyện tam sư huynh cứ việc cũng là hán nhân, A Ba Tư tin tưởng, mọi người tại đại mục tiêu bên trên khẳng định là nhất trí. Diệp cô vũ coi như không nhất định, đại sư huynh, trước mắt chúng ta vẫn là phải tận lực lợi dụng hắn, dù sao thiên ưng thế lực không nhỏ, Diệp cô vũ cũng rất lợi hại. Im lặng chốc lát, A Ba Tư thở dài, mang theo thuyết phục ý tứ nói. Đó là đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không thật cùng hắn vạch mặt. Cùng sư phụ sau khi xuất quan, hắn cũng không dám như vậy ngạo khí a ba tư liên tục gật đầu nói vậy khẳng định diệp cô vũ lại cao minh tại sư phụ trước mặt cũng chỉ có thành thành thật thật phần đang khi nói chuyện bên ngoài biệt thự bên cạnh vang lên một trận ô tô vang lên thanh âm hai đạo sáng như tuyết ánh đèn thẳng bắn tới a ba tư kìm lòng không đặng đứng dậy nói tam sư huynh đến sa bia lạnh lùng một hừ vững vàng ngồi ở chỗ đó cái mông tuyệt không rời đi ghế sofa nửa phân bất kể nói thế nào hắn mới là tây ly giáo đại sư huynh ngũ đại vô thánh đứng đầu trừ dung thiên tổ sư bên ngoài tây ly giáo không ai địa vị càng ở trên hắn rất nhanh ngoài cửa vang lên tiếng bước chân trầm ổn a à, ba tư khóe miệng nhanh chóng lướt qua một nét khó có thể phát hiện ý cười tam sư huynh chính là như vậy mãi mãi cũng trầm ổn như vậy không chút hoang mang đại tướng phong độ điểm này đại sư huynh kỳ thật kém đến rất xa chỉ là sư phụ đem trong giáo nói chuyện thường vụ đều giao phó cho đại sư huynh đi xử lý, mọi người đương nhiên muốn hết sức phối hợp. Tam sư huynh, biệt thự phòng khách cửa bị đẩy ra, mặc phổ thông màu đen xám kẹp khắc áo thanh thiên đại tư tế đi đến, A34 liền vội vàng gật đầu chào hỏi. "Tứ sư đệ, Tam sư huynh hướng A34 mỉm cười gật đầu, lập tức chuyển hướng Sa Bia, thần sắc trở nên rất là trang trọng. "Chào đại sư huynh, ừm, đến, đi thôi." Sa Bia cái này mới chậm rãi đứng dậy, Nhàn nhạt gật đầu một cái, lập tức khoát tay chặn lại, nhấc chân hướng phòng khách một bên đi đến. Tam sư huynh liền vội vàng hỏi, "Đại sư huynh, đi đâu?" "Đi gặp sư phụ." Sa Bia cũng không quay đầu lại, chỉ lo đi lên phía trước. Thấy sư phụ, sư phụ đã xuất quan rồi. Tam sư huynh giật nảy cả mình, sau một khắc, trên mặt liền lộ ra cực độ thần sắc vui mừng, ánh mắt lại kìm lòng không đặng nhìn về phía A34, tựa hồ tại hướng hắn cầu chứng, tin tức này thật giả A34 nhún nhún vai, lắc đầu, ra hiệu mình cũng không phải rõ ràng như vậy. Sa Bia cũng đã đẩy ra phòng khách một cái cửa hông, đi vào. Tam sư huynh bất đắc dĩ, đành phải cùng A34 cùng một chỗ, theo thật sát. Cái này phiến bên cạnh cửa mở ra, bên trong là một đầu hành lang, cùng phòng khách đồng dạng, hành lang bên trên cũng phủ lên thật dày màu vàng sáng thảm, thủ công khá tinh xảo. Cả ngôi biệt thự trang trí, phố trí đều 10 điểm xa hoa đã nơi này là dung thiên tổ sư dừng chân chi địa, tam sư huynh đương nhiên phải tận tâm cung phục, lấy trả lại sư ân. Hành lang hai bên, lại đều có hai phiến cửa phòng. Sa bia đẩy ra bên phải căn phòng thứ hai cửa đi vào, tam sư huynh cùng A Ba Tư yên lặng đuổi theo, luôn luôn một từ. Rất hiển nhiên, bọn hắn biết từ cái này đem cửa phòng sau khi đi vào, thông suốt hướng nơi nào. Gian phòng này mặt ngoài nhìn, là một kiện phổ thông phòng ngủ. Nhưng mở ra trên ngăn tủ cửa ngầm, không ngờ lộ ra một đầu thông đạo dưới lòng đất. Ba người tướng cùng đi theo tiến vào thông đạo dưới lòng đất, A34 rất cẩn thận mà đem tủ âm tường cửa ngầm che đậy tốt. Biệt thự dưới mặt đất bộ phân cùng trên mặt đất kiến trúc bộ phân đồng dạng, tu được phi thường đại khí, thô thô xem xét, chỉ sợ tầng hầm diện tích cũng không so mặt đất kiến trúc diện tích tới tiểu. Tầng hầm 10 điểm khô giáo, thông gió tốt đẹp, ánh đèn sáng tỏ, đi ở bên trong không có chút nào mùi vị khác thường. Sa bia ba người nhất chuyển qua thông đạo dưới lòng đất thứ nhất nói dễ ngoặt, lập tức liền có hai tên bạch bào nam tử hướng bọn hắn cúi người chào, kính cẩn nói, bái kiến ba vị đại tư tế. Cái này hai tên bạch bào nam tử ước chừng khoảng 30 tuổi, ánh mắt hung ác nham hiểm, thần sắc biêu hãn, bên hông cải lấy loan đao, rất hiển nhiên là tầng hầm cảnh vệ người. Sa bia rất tùy ý khoát tay áo, xem như hoàn lễ. A à, ba tư lại vỗ vỗ hai tên cảnh vệ bả vai, lộ ra một cái cổ vũ tiếu dung. A34 là Tây Ly giáo lực lượng vũ trang chấp trưởng giả, có phần có một bộ ngự dưới chi đạo. Những cảnh vệ này, quanh năm đợi tại biệt thự này nơi chật hẹp nhỏ bé, nhiều khi hay là đợi ở phòng hầm, ám vô thiên nói, một lúc sau, khó tránh khỏi trong lòng hầm hực. Lúc này, một cái nho nhỏ cổ vũ, liền lộ ra nhất là đáng quý. Giống sa bia như thế ngạo khí, cao cao tại thượng, A34 ở sâu trong nội tâm cũng không tán đồng. Quả nhiên, hai tên cảnh vệ trên mặt lập tức liền lộ ra nguyện vì đại tư tế quên mình phục vụ cảm kích thần sắc. Tam sư huynh thật không có đối cảnh vệ có cái gì đặc biệt biểu thị, chỉ là quay đầu nhìn A34 một chút, lộ ra khen ngợi chi ý. Rất hiển nhiên, trên một điểm này, bọn hắn là nhất trí. Tầng hầm không chỉ một tầng, ba người chuyển qua mấy cái chỗ ngoặt, dần đi dần thấp. Cùng biệt thự mặt đất kiến trúc tường hòa bình yên khác biệt, tầng hầm đề phòng xâm nghiêm, trên đường đi trí ít trải qua ba nhóm chạm gác công khai, hai cái chạm gác ngầm, mới rốt cục đi tới một đầu cuối hành lang, tại một cái nhìn qua 10 điểm nặng nề gỗ lim trước cổng chính ngừng lại. Vừa đến cánh cửa này trước, ngay cả A34 trên mặt ngạo khí cũng thu liếm, thay đổi kính cẩn vạn phần thần sắc, ba người đồng loạt hai tay khoanh để ở trước ngực, cúi người chào thật sâu xuống dưới. Bái kiến sư phụ, chương 307, Dung Thiên Tổ Sư. Các người đều đến rồi, chốc lát, từ trong mật thất truyền đến một tiếng nói giả nua, nghe vào, trung khí 10 điểm rồi rào. Sa bia lập tức hớn hở ra mặt, lần nữa một tay xoa ngực bái, cung kính thanh âm, chúc mừng sư phụ, thân thể lớn tốt. Sư phụ bế quan khoảng thời gian này, chúng ta đều rất lo lắng. Lời này cũng không tính là vuốt mông ngựa, Sa bia đối dung thiên tổ sư trung thành cảnh cảnh, cho dù ai đều không nghi ngờ. Tại bế quan cửu tháng về sau, dung thiên tổ sư rốt cuộc chịu tại triệu gặp bọn họ ba vị thân truyền, thực tế là cái tin tức tốt. Cái phòng dưới đất này, nguyên bản là làm mật thất đến kiến tạo. Thậm chí cả ngôi biệt thự, đều là xây dựng ở Tây Sơn khu vực tốt nhất, dưới mặt đất linh khí sung túc. Dung thiên tổ sư ở sau khi đi vào, căn này lớn nhất tầng hầm, lại tiến hành chuyên môn cải tạo. Dung thiên tổ sư tự mình bày ra pháp trận, làm vì chính mình mật thất. Kể từ cùng tiêu phàm sau khi giao thủ, dung thiên tổ sư trọng thương nôn ra máu, lập tức tiến vào mật thất bế quan tĩnh dưỡng, dòng dã 9 tháng, đây là Dung Thiên Tổ Sư lần đầu chính thức triệu kiến môn nhân. Trước đó, Dung Thiên Tổ Sư chỉ thông qua điện thoại phân phó, cách một đoạn thời gian để đưa một chút cần thiết đồ dùng hàng ngày đến ngoài mật thất ở giữa. Trừ cái đó ra, tuyệt không tin tức khác, đối với ngoại giới sự vụ, hoàn toàn chẳng quan tâm. Sa Bia, ngươi cho rằng, sư phụ thật suy yếu đến loại trình độ đó, dạng này một lần đấu pháp, liền có thể để ta nguyên khí trọng thương, cần dòng dã 9 tháng đến khôi phục A. Mật thất bên trong trầm mặc một lát, Dung Thiên Tổ Sư lạnh nhạt hỏi. Sa Bia lấy làm kinh hãi, vội vàng kính cẩn nói, không dám. Ta chỉ là lo lắng sư phụ thân thể mà thôi. Sa Bia đối sư phụ tôn thờ, ở sâu trong nội tâm lại cũng không sợ hãi, nói đến, cũng coi là đáy lòng vô tư thiên địa rộng. Hắn đối sư phụ trung thành cảnh cảnh, cũng liền cho tới bây giờ đều không lo lắng sư phụ đối với mình có cái gì không tốt cái nhìn. Coi như thật phạm sai lầm gì, tại Sa Bia mà nói, cũng vẻn vẹn chỉ là vô tâm chi thất thôi, tuyệt không phải cố ý muốn ngỗ nghịch sư phụ đối sa bia lời nói dung thiên tổ sư từ chối cho ý kiến chuyển di chủ đề hỏi người kia tình huống điều tra đến đâu rồi có quan hệ tiêu phàm tình huống sa bia chưa hướng sư phụ báo cáo sợ quấy dày sư phụ thân thể khôi phục trong lúc đó tối kỵ tâm tình chập chờn hiện tại dung thiên tổ sư chủ động hỏi tự nhiên không thể giấu giếm nữa sa bia cúi đầu nói sư phụ đã tra được người kia gọi tiêu phàm là tiêu gia đích trưởng tôn, tại quốc gia tông giáo cục đi làm cái kia. Tiêu phàm là vô cực môn đương đại trưởng giáo chân nhân. Vô cực môn đương đại trưởng giáo chân nhân, Dung Thiên Tổ sư lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nói: "Đúng vậy, sư phụ, tình huống này là từ Diệp Cô Vũ miệng bên trong nói ra, trải qua chúng ta xác minh, đúng là sự thật." Tiêu phàm sư phụ chính là Triệu Chỉ Thủy, Tiêu phàm là Triệu Chỉ Thủy đóng cửa. Sa Bia cẩn thận nói, trong mật thất, Lại Yên tĩnh lại, Sa Bia, Tam Sư Huynh, A Ba Tư liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không dám mở miệng. Sau một lát, Dung Thiên Tổ Sư nói, nếu là Diệp Cô Vũ nói, kia chân thực họ liền không thể nghi ngờ. Triệu Chỉ Thủy đóng cửa, nói như vậy, Triệu Chỉ Thủy còn sống. Sa Bia trần chờ nói, tình huống này, không rõ ràng lắm. Nhưng khoảng thời gian này, đều chưa nghe nói qua Triệu Chỉ Thủy hiện thân. Hắn có phải là còn sống, ngay cả Diệp Cô Vũ cũng không thể khẳng định. Hừ, coi như hắn còn sống, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, chẳng lẽ còn có thể giúp được nhóm gấp cái gì sao? Nếu như ta không có nhớ lầm, Triệu Chỉ Thủy năm nay ít nhất đều 110 tuổi. Tuổi tác như vậy, coi như hắn là vô cực môn trưởng giáo tổ sư thì phải làm thế nào đây? Dung Thiên tổ sư lạnh hừ một tiếng, nói, trước đó, Dung Thiên tổ sư ngữ điệu luôn luôn không chậm không nhanh, không có bao nhiêu gợn sóng, vừa nhắc tới Triệu Chỉ Thủy, lại ngữ khí đại biến, tựa hồ lập tức trở nên kích động lên phảng phất hắn cùng triệu chỉ thủy ở giữa, từng có rất sâu gặp nhau, mà lại hẳn không phải là cái gì vui sướng hồi ức. Sa bia rất tán thành, liền thành phụ họa, sư phụ nói đến quá đúng, ta cũng cho rằng như thế. Coi như triệu chỉ thủy còn sống, cũng đối bọn ta không có cái uy hiếp gì. Nói không chừng còn muốn kéo các đồ đệ chân sau đâu. Một mực giữ im lặng tam sư huynh bỗng nhiên nói, sư phụ, theo ta được biết, vô cực môn rất nhiều môn nhân, nếu như không tao ngộ tai và bất ngờ lời nói, đều có thể sống được hơn 100 tuổi, giống như trong đó cực kỳ cá biệt yêu nghiệt, thế mà còn có thể cùng người đấu pháp. Người nghe ai nói, không đợi dung thiên tổ sư mở miệng, Sa Bia liền đoạt tại đằng trước, rất không vui hỏi. Diệp Cô Vũ, Sa Bia trùng điệp hừ một tiếng, nguyên bản tựa hồ muốn hung hăng bác bỏ một chút, lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào, giống như hắn vừa rồi cũng nâng lên Diệp Cô Vũ, Tiêu Phàm là vô cực môn trưởng giáo chân nhân tình báo, hay là Diệp Cô Vũ cung cấp dung thiên tổ sư hỏi diệp cô vũ lúc nào đến ai mời hắn tới không ai mời hắn tới hắn đến ước chừng có hơn một tháng đi chính hắn tới vừa đến đã thanh sự tình làm hư một lần sa bia hầm hừ nói dung thiên tổ sư thanh âm lại hồi phục bình tĩnh không có chút rung động nào hỏi hắn làm hư sự tình gì rồi sa bia lập tức đem ám toán đoàn khổng tước sự tình hướng sư phụ hồi báo một lần sư phụ ta cho rằng diệp cô vũ lần này trở về có vấn đề Lấy thiên ưng tiêu chuẩn, làm sao có thể xuất hiện nghiêm trọng như vậy sai lầm. Hắn lại không phải không hiểu rõ tiêu phàm tình huống, thế mà phái loại kia cấp độ sát thủ đi giết ở vào tiêu phàm bảo hộ nghiêm mật phía dưới đoàn khổng tước, cái này không phải cố ý cho tiêu phàm mật báo a. Sa Bia lập tức nói ra phán đoán của mình, Dung Thiên Tổ sư không có vội vã có kết luận, trầm ngâm nói, hai người các ngươi thấy thế nào? Tam sư huynh cùng A Ba Tư liếc nhau, Tam sư huynh nói, sư phụ, ta đồng ý đại sư huynh ý kiến. Diệp Cô Vũ lần này trở về, tình huống quả thật có chút khả nghi. Ta hoài nghi hắn không phải tới giúp chúng ta, mà là có mưu đồ khác. Có mưu đồ khác, vậy ngươi cho rằng Diệp Cô Vũ tại mưu đồ cái gì? Dung Thiên Tổ sư trầm giọng hỏi. Tam sư huynh nghĩ nghĩ, nói, hắn cụ thể tại mưu đồ cái gì, ta tạm thời còn không có thể xác định. Nhưng lần này, chúng ta vẫn chưa hướng lên trời ưng cầu viện, hắn liền tự mình tới, ta luôn cảm thấy hắn quá tích cực một chút. A34 cũng nói, sư phụ, căn cứ chúng ta lưu tại thiên ưng nội bộ tuyến nhân tin tức chuyển đến, mấy năm này ở giữa, Diệp Cô Vũ không chỉ một lần vụng trộm trở lại châu Á, mỗi lần hành động đều rất bí ẩn, chỉ đem mấy tên nhất chi kỳ tùy hành nhân viên. Thậm chí thiên ưng hạch tâm nhất mấy tên trưởng lão cũng không biết hắn trở về hoa hạ, rốt cuộc muốn làm gì. Dung Thiên Tổ Sư nói, Diệp Cô Vũ sự tình, các người trước không cần quản. Thế nhưng là, sư phụ, Xa bia vội vàng nói, tựa hồ muốn biểu đạt khác biệt ý kiến. Tại Bia trong suy nghĩ, Diệp Cô Vũ nguy hiểm họ một điểm không so tiêu phàm thấp. Chỉ vì tiêu phàm nói rõ là địch nhân, mà Diệp Cô Vũ, Dung Thiên Tổ Sư lại đem hắn xem như người một nhà. Bia nói một chút tiêu phàm tình huống đi. Dung Thiên Tổ Sư đánh gãy Bia lạnh nhạt nói. Từ Bia ba người tới ngoài mật thất một bên, vẫn dạng này cách cửa phòng đối thoại, Dung Thiên Tổ Sư tựa hồ cũng không định để nhóm đi vào. Vâng, sư phụ, Samir không dám trái lời dung thiên tổ sư chỉ lệnh, một tay xoa ngực, bái. Căn cứ chúng ta đạt được tình huống đến phân tích, tiêu phàm thụ bị thương rất nặng. Lần kia cùng sư phụ đấu pháp về sau, trọn vẹn tại thủ đều biến mất nửa năm lâu, ngay cả Tết Xuân đều là tại ngoại địa qua. Năm nay đầu xuân về sau, hắn mới một lần nữa trở lại thủ đô. Người này phi thường giảo hoạt, rời đi thủ đô trước đó, bố trí rất nhiều mê trận, ẩn tàng thân phận chân thật của mình. Cho tới bây giờ, chúng ta tạm thời không biết hắn ở đâu chữa thương. Bất quá, hắn trở về thủ đô về sau, ngược lại là tương đối sinh động, trải qua thường xuất hiện tại một chút chỗ ăn chơi, đoạn thời gian trước, còn cùng một cái trắng Nga nữ nhân dây dưa không rõ. Cái kia trắng Nga nữ nhân, là thủ viễn đông chi hổ, thi đấu vũ đội khống chế, tại tinh ngữ quán ba hát xong. Vì nữ nhân này, giống như tiêu phàm cùng thi đấu vũ thủ hạ ở giữa, còn phát sinh sống mái với nhau hiện tại kia trắng Nga nữ người đã rời đi tinh ngữ quán ba, chẳng biết đi đâu. Không lâu sau đó, tiêu phàm cùng Hà Lạc phái truyền nhân cơ khinh xa cũng phát sinh vãng lai, còn có cái kia nhóm người trộm mộ yên chi xã đại đương ra son phấn đỏ, trước mắt cũng cùng tiêu phàm ở cùng một chỗ, quan hệ rất mật thiết dáng vẻ, không bài trừ bọn hắn có thể là quan hệ nam nữ. Sa bia báo cáo theo đủ quy củ, rất nhiều nơi đều dùng tiêu chuẩn thuật ngữ. Chiều hôm qua, tiêu phàm đi tần quan, cùng hắn tùy hành, là ba nữ hải tử đi tần quan đúng vậy sư phụ bọn hắn đi tần quan làm cái gì sa bia lắc đầu nói cái này tạm thời còn không rõ ràng lắm nghe nói là vì tìm tìm bọn hắn vô cực môn thất lạc một chút thiên chương dung thiên tổ sư trầm mặc một hồi hỏi sa bia những tin tình báo này là ai cung cấp đưa cho ngươi đông phương là người a cái gọi là đông phương là dung thiên tổ sư đối với mình thứ ba xưng hô tam sư huynh bái nói sư phụ có chút tình báo là ta cung cấp, còn có một số là Diệp Cô Vũ cung cấp. Diệp Cô Vũ giống như có biện pháp biết được tiêu phạm hành tung. Dung Thiên Tổ sư Từ Tốn nói, gai gỗ gì lấy giết người vì nghiệp, đang theo dõi thuật phương diệt, khẳng định có bọn hắn chỗ độc đáo. Nếu là ngay cả mục tiêu cũng không tìm tới, bọn hắn lại thế nào cam đoan ám sát sát suất thành công? Vâng, sư phụ, Tam sư huynh lần nữa cúi đầu, kính cẩn nói, mặc dù nội tâm của hắn cũng không hoàn toàn đồng ý dung thiên tổ sư cái này suy đoán, Diệp Cô Vũ tựa hồ còn có cái khác con đường theo dõi tiêu phàm. Nhưng dưới mắt, hắn không có tính toán tiếp tục thảo luận cái đề tài này. Khoảng thời gian này, các người đều làm tốt lắm, nhất là sa bia, vất vả, tạ ơn sư phụ khích lệ, không khổ cực, đây đều là thuộc bổn phận sự tình. Xa bia lập tức vẻ mặt tươi cười, mặt mày hớn hở. Tốt, các người đi trước đi, nhất định phải mật thiết chú ý tiêu phàm động tính, nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp xuyên thấu qua hắn tìm tới triệu chỉ thủy. Điểm này rất trọng yếu, ta đang luyện tập một loại mới, còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể đạt thành cảnh giới viên mãn. Tại ta tiếp tục bế quan khoảng thời gian này, hay là từ Sabir chủ trì toàn cục, Đông Phương, A34 hiệp trợ. Vâng, sư phụ, ba người lại là đồng loạt không người. Mặt khác, Sabir, người thông chi diệp cô vũ, để hắn trời tối ngày mai giờ tí, đến ta nơi này một chuyến. Được rồi, sư phụ, xa bia thoảng qua sướng sờ, mới cung kính đáp ứng. chương 308, có mắt mà không thấy Thái Sơn. Lớn đường vương chiều khách sạn giám bảo đại hội, tại khách sạn nhiều chức năng đại sảnh tổ chức. Nhạc thanh nói lời giữ lời, tiêu phàm tọa nguyện cầm tới cái này dám bảo đại hội thư mời, hay là nhạc thanh tự mình đưa tới cửa, giao cho huyền thiên thiên, nhiều lần tuyên bố, đây là lê thiếu cố ý phân phó, có thể vì huyền tiểu thư cống hiến sức lực, là lê lạc vinh hạnh. Nói đến, Lê Lạc dù sao cùng Lang Ngọc Đình như thế nhà giàu mới nổi có chút khác nhau. Nhược quả việc này đặt tại Lang Ngọc Đình trên thân, còn không biết muốn bao nhiêu đắc chí. Lê Lạc lại mình không còn lộ diện, phân phó nhạc thanh đem thư mời đưa tới, có phần có thể hiển lộ rõ ràng một cùng đại thiếu thân phận. Tiêu phàm tất nhiên là không thèm để ý những này, mặc kệ là Lang Ngọc Đình hay là Lê Lạc, cũng sẽ không thật đặt ở tiêu phàm trong mắt. Nhưng đối cái này dám bảo đại hội, tiêu phàm lại rất có hứng thú, Tại trong khách sạn phòng ăn sử dụng hết bữa tối, tiêu phàm liền là đứng dậy hướng nhiều chức năng đại sảnh đi đến, tam nữ theo sau lưng. Tân lâm hay là trắng lo lắng áo, quần jean, tóc dài xóa vai, hơi thi phấn trang điểm, đơn giản mộc mạc. Đường huyên thì là đen sĩ đồ vest, búi tóc tinh xảo, tiêu chuẩn bạch lĩnh mỹ nhân trang phục. Quyền thiên thiên màu đen áo cánh rơi, phía dưới là nền trắng hoa hồng lớn váy ngắn, hai đầu thẳng tắp, phấn quang tinh tế, có thể nói không tì vết chút nào, đẹp đến cực hạn, lại thêm hồn nhiên ngây thơ thần sắc, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều có thể dẫn tới vô số nam nhân kinh diễm vô so ánh mắt. Mới vừa đi ra phòng ăn, liền xảy ra trạng huống. Một bóng người xế đâm bên trong giết ra, mang theo một cỗ gió táp, hướng lấy bọn hắn mãnh xông lại. Cứ việc người này thế tới hung mãnh, tiêu phàm bọn người gì cùng ánh mắt, một chút liền nhận ra, cái này vọt mạnh mà đến ra hỏa, vậy mà là Lang Ngọc Đình. Lang Ngọc Đình vóc dáng không tính tinh xảo, như thế trăm mét bắn vọt như sông lại ngược lại cũng có chút khí thế lan ngọc đình tự nhiên không có khả năng thật tiếp cận tiêu phàm hàn quang lóe lên quyền thiên thiên bên tai hiện lên một vòng bén nhọn tê minh son phấn đỏ xinh đẹp đại mi nhẹ nhàng giơ lên nhìn bên người tân lâm một chút quyền thiên thiên dưới mắt mặc dù bởi vì nội lực bị phong không thể cùng người động thủ nhưng kinh nghiệm còn tại thân là phương bắc mấy tỉnh danh xương thứ nhất nữ ma đầu son phấn kiếm truyền nhân Uyển Thiên Thiên đương nhiên có thể nghe được, cái này là ám khí phá không thanh âm. Mà lại là rất nhỏ tiểu nhân châm loại ám khí. Uyển Thiên Thiên thế nhưng là biết được rất rõ ràng, càng là mảnh tiểu nhân ám khí, càng là khó mà trưởng khống. Nhất là châm loại ám khí, bởi vì vì bản thân phân lượng cực nhẹ, nhưng nghĩ bắn ra đả thương người, cần động năng cực lớn. Thời thế hiện nay, võ thuật suy vi, đừng bảo là châm loại ám khí, có thể chơi tốt phi đao người cũng không nhiều mắt thấy Tân Lâm cũng không có làm cái gì trên phạm vi lớn động tác, chỉ là thủ đoạn nhẹ dơ lên mà thôi, ám khí kia liền phát bắn ra ngoài, có thể thấy được đạn chỉ thần thông đã đến 10 điểm cao thâm cảnh giới. Tân Lâm trên mặt không có chút rung động nào, đối huyền thiên thiên ánh mắt càng là nhìn như không thấy. Lại có ai biết, ngay trong nháy mắt này, Tân Lâm kỳ thật đã đem xung quanh tất cả mọi người quét một lần, bao quát mấy cái lối đi, cũng giống vậy không có trốn qua Tân Lâm hai mắt. Thân là tiêu phàm cận vệ, đối với mấy cái này kỹ năng sử dụng, Tân Lâm cũng sớm đã quen vô cùng như lưu. Ngay sau đó là liên tiếp vang lớn, tại nam nữ khách nhân tiếng kinh hô bên trong, Lang Ngọc Đình một tiếng kêu to kinh thiên động địa, thật giống như phi nhanh bên trong tuấn mã bỗng nhiên gặp được thừng gạt ngựa, chân đứng không vững, bỗng nhiên hướng về phía trước bên cạnh ngã vang ra ngoài. Phanh, sau một khắc, Lang Ngọc Đình một cái ngã gục, quảng chặt chẽ vững vàng. May mà lớn đường vương chiều khách sạn thảm đủ dày, chất lượng thượng dai, không phải Lang tổng thật muốn rơi đầu rơi máu chảy, làm không tốt ngay cả răng cửa đều sẽ đập rơi mấy khỏa. Dù là như thế, Lang Ngọc Đình cũng rơi chật vật không chịu nổi, gục ở chỗ này, lẩm bẩm, nửa ngày đều không đứng dậy được. Cái này ngay miệng, Lang tổng thật sự là nếm nhiều nhức đầu, toàn thân trên dưới, vô một chỗ không đau. Tiên sinh, tiên sinh, người không sao a? À. Rất nhanh liền có hai tên khách sạn nhân viên phục vụ chạy tới, một bên một cái, đem Lang Ngọc Đình đỡ lên, rất quan tâm hỏi tiên sinh, tổn thương tới chỗ đó rồi, muốn hay không gọi xe cứu thương. Lang Ngọc Đình lắc đầu liên tục, một hồi lâu nhe răng nhếch miệng, mới cuối cùng là thở phào được một hơi, luôn miệng nói, không có gấp hay không, là chính ta chạy quá nhanh, không cẩn thận ngã một phát, tạ ơn tạ ơn. Tiên sinh, thật không sao sao, nếu không, vẫn là gọi xe cứu thương đi, không muốn không muốn, không quan hệ không quan hệ. Lang Ngọc Đình xoay người xuống dưới, dùng sức vò mấy lần đầu gối, lại tranh thủ thời gian ngẩng đầu lên nhìn về phía Huyền Thiên Thiên bọn người nguyên bản đau đến nhe răng vết miệng lập tức lại thay đổi vẻ mặt tươi cười ra sức đứng thẳng người đem hai tên nhân viên phục vụ đẩy qua một bên khập khiễng hướng lấy bên này đi tới Huyền tiểu thư Huyền tiểu thư thật xin lỗi thật xin lỗi đều là ta lão lang sai ta Lang Ngọc đỉnh có mắt mà không thấy Thái Sơn đắc tội quý nhân hướng ngài bồi tội đến thật xin lỗi thật xin lỗi là mắt của ta mù ta chính là cái lớn mù loà Lang Ngọc Đình què móc lấy đi tới Uyển Thiên Thiên trước mặt, cúi người chào thật sâu xuống dưới, miệng bên trong luôn miệng bồi tội xin lỗi, nói liên nguyên lải nhải, không về không. Thậm chí cũng mặc kệ xung quanh một đám người nhìn thấy, tay giơ lên, ba ba hai tiếng, không nhẹ không nặng phiến mình hai cái bàn tay. Từ thanh âm của hắn cùng thần sắc bên trong đều có thể cảm giác được, lúc này Lang Tổng ở sâu trong nội tâm tràn đầy sợ hãi, nhìn về phía Uyển Thiên Thiên ánh mắt cũng biến thành vô cùng đáng thương, mang theo vô tận ai khẩn cùng cầu xin tha thứ chi ý. Quyền Thiên Thiên đầu tiên là sướng sờ, lập tức liền hiểu được, đen lúng liếng mắt to hướng bên phải vung mạnh, lập tức liền đem lê lạc nắm chặt, lê lạc một bộ trùng hợp vào lúc này xuất hiện bộ dáng, mỉm cười hướng Uyển Thiên Thiên vung tay lên, lên tiếng chào. bất quá trên chán vẻ đắc ý, cuối cùng khó mà tận che đậy, tựa hồ mình vừa mới hoàn thành một kiện khó lường đại sự. Quyền tiểu thư, thật xin lỗi thật xin lỗi, mời ngươi nhiều hơn tha thứ. Xin ngươi nhất định phải tha thứ ta lần này, chỉ cần công ty của ta có thể bảo trụ, Uyển tiểu thư chính là ta đại ân nhân, ta nhất định trùng điệp cảm tạ." Thấy Uyển Thiên Thiên ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng mình một chút, Lê Lạc thật là gấp mắt, hướng về Uyển Thiên Thiên cúi đầu như dã, xoay người tần suất nhanh chóng, để người kìm lòng không được vì hắn eo lo lắng, nhưng tuyệt đối không được răng rắc một tiếng, gãy thành hai đoạn. "A, à, đây không phải Dương Quan khai thác mỏ Lang tổng a?" "Đúng a, giống như chính là hắn." cái này là thế nào rồi? Đắc tội ai, khẩn trương như vậy? Vị này huyền tiểu thư, lại là người nào a à? Thật xinh đẹp, Lan Ngọc Đình cứ việc tại Lê Thiếu trước mặt chẳng đáng là gì, nhưng cũng là lớn đường vương chiều khách sạn khách quen. Gia hỏa này hòa nói bên trong rất ưa thích đắc trí, làm việc trương dương cực kỳ, khách nhân chung quanh bên trong, còn thật sự có không ít biết hắn. Thấy tình hình như vậy, lập tức ong ong tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, còn có riêng lẻ vài người đưa tay chỉ trỏ, mang theo 10 phần ý tò mò. Những nghị luận này thanh âm, tự nhiên đều truyền vào đến Lang Ngọc Đình trong tai, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trên đỉnh đầu, trong đầu rung động ầm ầm, một trương mặt gầy nhàn rỗi ở giữa đỏ bừng lên đỏ bừng, hận không thể tìm đầu cái đất lập tức liền chui vào. Lang tổng, cởi chuông phải do người buộc chuông, ta đối với người cái kia khai thác mỏ công ty cũng không có gì hứng thú. Bị nhiều người như vậy chăm chú nhìn cái không được, Lang cũng có thể cắn răng, Uyển đại đương ra lại không vui lòng, liếc lang ngọc đình một chút, không mặn không nhạt mà hỏi thăm, xinh đẹp hạnh nhân mắt khẽ híp một cái, bắn ra một đạo hàn quang. Nghe cô nãi nãi này rốt cục mở miệng, lang ngọc đình không khỏi vui mừng quá đỗi, lại là liên tiếp cúi đầu, nói lắp bắp, Uyển tiểu thư, thật xin lỗi, thật là có lỗi với, thật có lỗi thật có lỗi, 120.000 phân thật có lỗi, ta có mắt mà không thấy thái sơn. Hừ, Uyển thiên thiên nhẹ hừ một tiếng, đưa tay ngừng lại lang ngọc đình bờ eo thon uốn éo màu hồng phấn tấm da dê dày dẫm tại kim hoàng sắc trên mặt thảm bước nhanh hướng về tránh ở một bên xem náo nhiệt lê lạc đi qua tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn bao phủ một mảnh xương lạnh nhìn qua nữ ma đầu là thật sự tức giận thấy uyển thiên thiên bộ dáng như vậy đi theo lê lạc bên người một tên tinh anh nam tử không nhịn được tiến lên một bước nửa che che đẩy tại lê lạc trước người một vị khác người mặc đồ công sở cô gái xinh đẹp thì một mặt khẩn trương nhìn qua nhanh chân đi tới uyển thiên thiên bất quá khẩn trương bên trong cũng trộn lẫn lấy một tia che giấu rất khá vẻ tò mò cái này bạch lĩnh mỹ nhân cùng tên kia che lấp phía trước có khả năng cao nam tử đồng dạng cũng đều là lê lạc tùy tùng không hề nghi ngờ bạch lĩnh mỹ nhân cũng nhìn ra lê lạc cùng trước mắt vị này đẹp đến mức rối tinh rối mù tiểu cô nương ở giữa tựa hồ phát sinh chút cố sự quyền thiên thiên tại lê lạc trước mặt dừng bước lạnh lùng hừ một tiếng quyền tiểu thư tốt lại gặp mặt lê lạc khẽ vươn tay đem che lấp trước người có khả năng cao nam tử lay qua một bên vừa cười vừa nói chỉ là uyển thiên thiên trong mắt hàn quang quá đáng lê lạc có chút không thể chịu được kình không thể không đem ánh mắt của mình hướng bên cạnh rời một điểm lê công tử nhiều lớn niên kỷ còn thích chơi loại này cho trẻ con trò siếc chơi rất vui sao thật là ngây thơ uyển thiên thiên lạnh lùng vứt xuống một câu như vậy bờ eo thon lại uốn éo đem đầy mặt chố mắt lê lạc ném ở nơi đó xoay người rời đi đi thôi từ đầu đến cuối tiêu phàm đối này đều là không nói một lời thần sắc trên mặt bình thản cực kỳ tựa hồ đối với phát sinh trước mắt cuộc nháo kịch này ngay cả nửa phân thưởng thức trị ý đều không đáp lại Cùng uyển thiên thiên vừa về đến liền lạnh nhạt nói một câu nhấc chân hướng thang máy bên kia nhiều chức năng đại sảnh đi đến tân lâm uyển thiên thiên đường nguyên cùng tại phía sau mặc kệ là lê thiếu cũng tốt lang ngọc đình cũng được không thèm để ý tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem bốn người bóng lưng lê lạc trên mặt thận trọng mỉm cười sớm đã ẩn liếm không gặp một cỗ vừa thẹn lại giận tức giận nhàn dỗi dâng lên cánh tay phải không ngừng run run gắt gao tiếp cận tiêu phàm đám người từ từ đi xa bóng lưng trong mắt lóng lánh âm trầm ngọn lửa thật đúng là đụng phải không nể mặt mũi địa phương khác không dám nói tại cái này cố đô trên mặt đất lê thiếu mặt mũi thật sự chính là rất quý giá qua nhiều năm như vậy cũng không phải là không có người cùng lê thiếu đối nghịch qua nhưng những người kia liền không có một cái có kết quả tốt hạ chàng muốn bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Lang Ngọc Đình dạng này, đã tính phi thường may mắn. Cuối cùng hắn cũng không tính là thật đắc tội lê thiếu, nhiều nhất là có mắt mà không thấy thái sơn mà thôi. Nhưng cái này tiêu phàm, còn có cái này uyển thiên thiên, lại là thật không cho lê thiếu mặt mũi. Tốt, rất tốt, phi thường tốt, chốc lát, lê thiếu cắn hàm răng, lóe ra như thế mấy chữ. chương 309, Sĩ Diện Lớn đường Vương triều khách sạn nhiều truyền thông sảnh, tại khách sạn tầng 3. Trang hoàng sự tinh mỹ khí quyển, tự nhiên khỏi cần nói phải. Giám ở Cố đô khách sạn nghiệp nội danh xưng thứ nhất, tổng là có chút tức giận. Thời khắc này nhiều truyền thông sảnh đã sớm dựa theo giám bảo đại hội yêu cầu tiến hành tốt bố cục. Cái này giám bảo đại hội hội trường, ngược lại là cùng trong tivi nhìn thấy rất nhiều tràng cảnh không sai biệt lắm, rất nhiều chỗ ngồi thành hình nửa vòng tròn sắp xếp, mặt hướng một cái bục giảng thành hình nửa vòng tròn sắp xếp chỗ ngồi, bị ngăn cách thành rất nhiều khu vực nhỏ, mỗi cái khu vực ước chừng có thể dung nạp 5 người, cái bản chính giữa thì bày biện chữ xô Ả Rập viết dãy số. Bảo an biện pháp tương đối nghiêm mật, mặc dù những cái kia bảo an đè lên đều nho nhã lễ độ, rất có giáo dưỡng, nhưng không có thư mời người, tuyệt đối vào không được hội trường. Dựa theo hội trường quy tắc, cùng nó nói đây là một cái dám bảo đại hội, còn không bằng nói là một cái đấu giá hội căn cứ trước mấy trận giám bảo đại hội tình huống đến xem, cơ hồ mỗi một trận đại hội đều xuất hiện qua hiếm thấy bảo vật, trong đó thậm chí còn có cấp bậc quốc bảo khác văn vật xuất hiện, đấu giá giá trên trời. Bởi vậy hội trường bảo an biện pháp nghiêm mật một chút, cũng là 10 điểm đương nhiên. Đương nhiên, những này văn vật nhất định phải lai lịch trong sạch, nếu là hàng lậu, cầm tới cái này giám bảo đại hội đến khoe khoang, vậy liền thuần túy là từ tìm phiền toái. Quyền Thiên Thiên giao cho bảo an viên nghiệm nhìn thư mời, là thứ số 31. Hơi hơi có chút ra ngoài ý định chính là, bảo an xem xét cái số này, lập tức cười rạng rỡ đối bọn hắn gấp bội khách khí, tự mình dẫn dắt bọn hắn tiến vào đại sảnh, đi tới số 31 chỗ ngồi trước đó. Quyền Thiên Thiên lúc này mới phát hiện, số 31 là toàn bộ hội trường lớn nhất dãy số, mà lại vị trí cũng giống như là lâm thời cộng vào. Xem ra, đây là nhạc thanh vì bọn hắn chuyên môn an bài. Dám bảo đại hội nguyên bản chỉ có 30 cái đầu. Nhạc thanh trong tay thư mời cũng đã toàn bộ phát ra ngoài, những cái kia khách quý nhưng cũng không phải bình thường người, không tốt lại đi lấy muốn trở về, lê thiếu phân phó lại nhất định phải hoàn thành. Nhạc thanh chỉ có thể tại 30 cái đầu bên ngoài, lâm thời gia tăng một cái số 31. Mặc dù là lâm thời gia tăng cái đầu, lại mảy may cũng không so chính thức cái đầu kém, vô luận quy cách hay là đẳng cấp, đều cùng cái khác cái đầu giống nhau như đúc, chỉ là vị trí hơi có chút sang bên, cái này cũng gọi không thể làm gì. Bảo an hiển nhiên sự tình lấy được trước nhạc tổng đặc biệt phân phó, vì vậy gặp một lần số 31 thư mời, liền đặc biệt đừng khách khí. Tiêu Phàm ở giữa ngồi xuống, Uyển Thiên Thiên rất tự giác chờ đợi Tân Lâm nhập tọa, Tiêu Phàm bên người vị trí có hai cái, Uyển Thiên Thiên đây là đem quyền ưu tiên tặng cho Tân Lâm. Tân Lâm lại không nói một tiếng, ngồi tại bên ngoài rìa. Thấy tình hình như vậy, Uyển Thiên Thiên nở nụ cười xinh đẹp, đối Đường Huyên nói, "Nhị tỷ, ngươi ngồi đi vào đi." Kể từ đó, Đường Huyên ngồi tại Tiêu Phàm phía bên phải, Uyển Thiên Thiên ngồi tại Tiêu Phàm bên trái, Tân Lâm đi tại bên ngoài rìa. Dưới mắt Uyển Thiên Thiên công lực hoàn toàn biến mất, tự nhiên cũng là được bảo hộ đối tượng, Tân Lâm, Đường Huyên một trái một phải, xem như bày ra cái đơn giản phòng ngự trận thế. Mặc dù nói, được bảo hộ đối tượng Tiêu Phàm võ công, thậm chí còn tại Tân Lâm cùng Đường Huyên phía trên, nhưng đó là một chuyện khác. Bất cứ lúc nào chỗ nào, Tân Lâm đều chưa từng quên mình chức trách chỉ thủy tổ sư cùng thất diệu cung chủ bảy năm ước hẹn còn chỉ đem đem quá khứ một nửa thời gian tiêu phàm tân lâm rất trầm tính đường huyên cũng làm mỉm cười mà ngồi cũng không nói nhiều duy chỉ có uyển thiên thiên tương đối hưng phấn đứng dậy không ngừng quan sát hội trường tình hình bọn hắn ăn cơm thời gian tương đối trễ dưới mắt cái này dám bảo đại hội hội trường đã không sai biệt lắm ngồi đầy khách nhân tương đối trong tivi thấy qua cảnh tượng tương tự lớn đường vương triều khách sạn cái này dám bảo đại hội tựa hồ càng thêm ra dáng trong hội trường những khách nhân này có không ít vừa nhìn liền biết là người giàu có cứ việc quần áo cách ăn mặc cũng không hề cao điệu trương dương nhưng loại kia tràn ngập tự tin khí độ lại vô luận như thế nào đều trang không ra trong bụng không có mặt hàng hoặc là trong tay không có bó lớn tiền mặt cũng không dám tự tin như vậy bình thường người cũng không có tư cách tham gia đồ cổ văn vật đại hội đấu giá trên giảng đài xếp thành một hàng ba bộ cái đầu hẳn là thuộc về giám bảo sư hai tên ăn mặc lóng lánh nam nữ trẻ tuổi tay cầm microphone đứng ở một bên, hẳn là lần đấu giá này đại hội người chủ trì. Dám bảo đại hội chưa chính thức bắt đầu, trên giảng đài cái đầu hay là trống không? Nhân vật trọng yếu luôn luôn cuối cùng ra sân, rất nhanh, đồng hồ chỉ hướng 7 giờ 30 êm tai âm nhạc vang lên, tại người chủ trì kích tình trong thanh âm, ba vị giám bảo chuyên gia cuối cùng từ hậu trường nối đuôi nhau mà ra. Ba vị này chuyên gia, đều là nam tính, Niên kỳ tại hơn 40 tuổi đến 60 tuổi ở giữa, từng cái mặt mang mỉm cười, hồng quang đầy mặt, khí thế ung dung, nhìn qua đều đều là đầy bụng thi thư uyên bác chi sĩ. Quyền thiên thiên bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, xinh xắn cái đầu nhỏ tiến đến tiêu phàm trước mặt, thấp giọng nói, thấy không, đi ở chính giữa cái kia đeo kính, chính là thiên bảo trai lão bản, nam thúc cùng. Tiêu phàm mỉm cười, nhẹ gật đầu, nói, ngược lại là có điểm giống. Quyền thiên thiên không khỏi ngạc nhiên, cái gì gọi là có điểm giống. Hắn vốn chính là thiên bảo trai lão bản tốt a à? chẳng lẽ người cảm thấy hắn là giả? Tiêu phàm cười nói, người dĩ nhiên không phải giả, chỉ là dài so sánh với diệt hoạt, xem xét tựa như là cái diệt thương. Nguyên lai like người nói có điểm giống, là ý tứ như vậy a à? Thương nhân nha, 10 cái có 8 cái đều diệt hoạt, không buôn bán không diệt. uyển thiên thiên có chút giờ khóc giờ cười, thế nhưng là lại nhìn kỹ một chút thiên bảo trai lão bản, lập tức đã cảm thấy tiêu phàm lời này nói đến có chút đáng tin cậy cái này nam thúc cùng ôn tồn lễ độ bên ngoài đồng hồ phía dưới, thật đúng là ẩn giấu đi như vậy một tia khó mà phát giác diệt hoạt chi sắc. Thiên bảo trai hay là cái cửa hàng nhỏ thời điểm, nam thúc cùng tự nhiên không như hôm nay như thế đức cao vọng trọng, nên diệt hoạt thời điểm tuyệt đối diệt hoạt, nửa phân đều nghiêm túc. Hiện nay thiên bảo trai đã là cố đô trong thành số một số hai lớn văn vật cửa hàng, nam thúc cùng tự nhiên cũng liền càng thêm đầy người thư quyển khí tức, càng lúc càng giống cái giáo sư chuyên gia, Dựa vào hắn dám số lớn số lớn tự yên chi xã trong tay nhập hàng, còn có thể đem thiên bảo trai sinh ý càng làm càng lớn, nhiều năm như vậy không sợ xảy ra chuyện, liền có thể biết, người này tuyệt không đơn giản. Dù coi như tại giới cổ vật còn không đuổi kịp lưu tám như thế số một địa vị, tối thiểu cũng coi là cử phách cấp đại nhân vật. Nam thúc cùng đi đến nhất vị trí giữa, hướng về mọi người vừa chắp tay, liền trung thực không khách khí ngồi xuống, có thể thấy được ba vị này dám bảo sư, cũng là lấy hắn làm chủ có thể đem Thiên Bảo trai làm cho tới hôm nay quy mô, tại đồ cổ văn vật giám thưởng phương diện, Nam Thúc Cùng khẳng định có độc đáo chi bí, ngược lại là có cái này sĩ diện tư cách. Tương đối mà nói, Nam Thúc Cùng là ba tên giám bảo sư bên trong trẻ tuổi nhất, ước chừng hơn 40 tuổi, hai gã khác giám bảo sư niên kỷ đều tại 50 trở lên, bên phải nhất vị kia, tuổi gần lục tuần. Cùng Nam Thúc Cùng ngồi xuống trước, hai vị này mới ngồi xuống, nhưng thấy chính bọn hắn cũng hoàn toàn thừa nhận Nam Thúc Cùng lãnh đạo địa vị nam chủ trì phân biệt giới thiệu ba vị giám bảo sư về sau, còn nói mấy câu khách sáo, liền chuẩn bị muốn tuyên bố giám bảo đại hội chính thức bắt đầu, lại bị nam thúc cùng lấy ánh mắt ngăn lại. Nam thúc cùng ánh mắt tại trống không số một chỗ khách quý ngồi khẽ quét mà qua, khóe miệng hiện lên một vòng ý vị thâm trường mỉm cười. Trẻ tuổi nam chủ trì người bừng tỉnh đại ngộ, liên tục không ngừng hướng nam thúc cùng gật đầu gửi tới lời cảm ơn, cảm tạ thiện ý của hắn nhắc nhở. Số một ghế khách quý chính đối giám bảo đài, tự nhiên là lưu cho khách nhân tôn quý nhất. Dưới mắt, chỗ ngồi này hay là trống không, người chủ trì liền tỉnh tỉnh mê mê tuyên bố dám bảo đại hội bắt đầu, coi như quá không cho số một khách quý mặt mũi. Cùng số một khách quý đại giá quang lâm thời điểm, phát hiện dám bảo đại hội đã bắt đầu, nếu không cho đoàn người nói lời xin lỗi, lộ ra quá không có tính dưỡng. Thật muốn nói xin lỗi, mặt mũi này lại đi nơi nào đặt. Cuối cùng, tự nhiên đều là người chủ trì không có ánh mắt tạo thành nhìn thấy chi tiết này tiêu phàm khẽ vốt cằm tựa hồ cảm thấy nam thúc cùng là người coi như phúc hậu cái này động tác tinh tế tự nhiên cũng không gạt được uyển thiên thiên ánh mắt không khỏi hết lên tiên diễm môi đỏ thấp giọng nói người nha đừng tưởng rằng cái này nam thúc cùng chính là người tốt nói không chừng là hắn cũng muốn đập cái này số một khách quý mông ngựa gia hỏa này hành vi ngây thơ cực kỳ giá đỡ cũng không tiểu một câu cuối cùng lại tựa hồ như có ám chỉ gì khác đường huyên lại mỉm cười nói thiên thiên, có lẽ hắn chính là cố ý. Cái này không một mực không có hủ sợ ngươi a à. Uyển thiên thiên suy một tiếng, có chút khinh thường, hai nàng chính đang đàm luận, không thể nghi ngờ chính là lê lạc. Uyển thiên thiên cùng đường huyên gì cùng ánh mắt, sớm đã phát hiện, toàn bộ giám bảo đại hội hội trường, cái khác khách quý đều đã đến đông đủ, duy chỉ có không gặp lê lạc bóng dáng, từ nhạc thanh đối với hắn nịnh bợ thái độ đến xem, cái này số một ghế khách quý, khẳng định là cho lê lạc dự lưu biết rất rõ ràng uyển thiên thiên đã tiến vào giám bảo hội trận, lê lạc không có khả năng không đến. Ước chừng lại cùng 2-3 phút, người chủ trì chuẩn bị từ sớm đã nói xong, chỉ có thể nói nhăng nói cuội kéo dài thời gian, sắc mặt cũng không khỏi lo âu, rũi cổ, không ngừng hướng lối vào nhìn quanh. Đại thiếu, ngài coi như không đến, xin nhờ cho cái thông chi A, à, cái này không phải cố ý để chúng ta làm khó A. À. Cứ việc trong lòng bất mãn hết sức, nhưng không có đạt được minh xác chỉ thị, để người chủ trì như vậy tuyên bố đại hội bắt đầu lại cũng không dám căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng dạng này dám bảo đại hội lê thiếu cơ hồ là buổi diễn không rơi mỗi lần đều cao cư số một ghế khách quý coi như hôm nay dự định số một ghế khách quý không phải lê thiếu cũng khẳng định là nó thân phận của hắn địa vị không kém gì lê thiếu như nhân cũng không phải hắn một cái nho nhỏ người chủ trì có thể tùy tiện đắc tội bất quá người chủ trì có thể nén giận chờ đợi lấy lê thiếu đại giá quang lâm lại không đại biểu khách nhân khác cũng có tốt như vậy hàm dưỡng. Người chủ trì, chuyện gì xảy ra? Này thời gian đều đã qua 5 phút đồng hồ, làm sao còn không bắt đầu? Xảy ra chuyện gì sao? Một cái thô hào giọng nam, bỗng nhiên tại chỗ khách quý ngồi vang lên, ngữ khí lộ ra có chút không kiên nhẫn. Vị này số 5 bàn khách nhân, người chủ trì cũng nhận ra, cũng là dám bảo đại hội khách quen, gặp hắn không kiên nhẫn, vội vàng ngầm cười nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, Long Tổng, còn có khách không tới, chúng ta chờ một chút. Khách nhân nào kiêu ngạo như vậy, nói như vậy, nếu là hắn tổng không đến, chúng ta còn phải một mực chờ đợi a. À. Số năm bàn Long tổng càng thêm bất mãn, hội trường lập tức trở nên 10 điểm yên tĩnh, bầu không khí cũng biến thành thập phần vi diệu. Ha ha, Long lão bản, thời gian của ngươi thật sự có quý giá như vậy sao? Vài phút đều như thế quan trọng a. À. Liền ở thời điểm này, hội trường đại môn lần nữa bị đẩy ra một cái tuổi trẻ giọng nam rất yêu nhã vang lên. Vừa nghe đến cái này yêu nhã giọng nam, lòng tổng sắc mặt đại biến, nguyên bản nổi giận đùng đùng trên mặt miễn cưỡng gạt ra mấy phân tiếu dung, cười ha hả nói, lê thiếu, ta nói đùa đâu, ngươi nhưng tuyệt đối đừng để ý. Trong đầu đã tại ngàn vạn lần hối hận, mình mở miệng trước đó, làm sao không nhiều động não đâu. Cái này số một ghế khách quý khách nhân, có tám chín phần mười là hắn A. Vô duyên vô cớ liền đắc tội vị gia này, thực tế quá không có lời. chương 310, đấu giá. Nguyên lai like là nói đùa a à. Long lão bản, trước mặt nhiều người như vậy, lần sau hay là không cần loạn đùa giỡn như vậy, nếu như bị người hiểu lầm, nhiều không tốt, người nói có đúng hay không. Lê Lạc hiển nhiên không có định lúc này bỏ qua, lại từ tốn nói. Nghe vào, Lê Thiếu tâm tình có chút không tốt, Long lão bản trong lòng chửi ầm lên, trên mặt lại chất đầy tiếu dung, hướng về Lê Lạc không ngừng hạ thấp người, lại không lên tiếng nữa. Cái này ngay miệng, nói đến càng nhiều càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Lời này nếu là nói đến hơi cứng một chút, không cẩn thận liền sẽ tiến một bước đắc tội Lê Lạc, nếu như nói đến quá mềm, lòng lão bản nhà mình, nhưng cũng là sĩ diện người. Có thể ngồi tại số 5 ghế khách quý, lòng lão bản địa vị cũng không tầm thường. Thấy lòng lão bản nhận sai, Lê Lạc cũng không có tiến một bước truy sát, chỉ là trầm mặt, tại ba tên tùy hành nhân viên cùng đi hướng về số một ghế khách quý chậm rãi đi đến. Xem ra, đây mới là hắn chân thực họ cách, người trước hết thảy, đều là cứng rắn giả vờ. Những này đời thứ hai, cơ hồ đều là loại này đức họ. Uyển thiên thiên lại nhếch miệng, Lê Thiếu tự nhiên không biết, mình cái này các loại làm ra vẻ, chẳng những không có làm cho thiếu nữ thét lên cảm mến. Ngược lại tại huyền thiên thiên trong suy nghĩ lưu lại 10 điểm ác liệt khinh thường ấn tượng. Đương nhiên, hắn coi như lưu lại cho dù tốt ấn tượng, cũng vô sự vô bổ nữ nhân, cho tới bây giờ đều chỉ sùng bái so với mình càng thêm cường đại nam nhân. Bất quá sau một khắc, Uyển Thiên Thiên đều kinh ngạc phát hiện, Tiêu Phàm thần sắc trở nên 10 điểm ngưng trọng, hai mắt sáng ngời, thẳng đến lê lạc mà đi. Làm sao rồi? Uyển Thiên Thiên thầm thì trong miệng một tiếng, cũng đi theo nhìn qua, lại phát hiện Tiêu Phàm ánh mắt, tựa hồ cũng không phải là rơi vào lê lạc trên thân, mà là chuyên chú vào lê lạc bên người một vị mới xuất hiện tùy hành nhân viên. Vị này mới xuất hiện tùy hành nhân viên ước chừng 40 tuổi ra mặt, vóc dáng bên trong các loại, tướng mạo bình thường, quần áo cách ăn mặc cũng là bình thường. Nói tóm lại người này hết thảy, đều lộ ra quy củ, không hiển sơn không lộ thủy, thuộc về loại kia người bình thường nhất, không chút nào trương dương, tiện tay ném tiến vào trong đám người, liền rốt cuộc khó mà tìm ra. Quyền thiên thiên trên mặt hiện lên một vòng mê võng chi sắc. Người này thực tế quá bình thường, không có chút nào đặc điểm A, làm sao liền gây nên tiêu phàm chú ý rồi chỉ là căn cứ uyển thiên thiên đối tiêu phàm hiểu rõ, lần này, khẳng định lại là mình nhìn sai rồi, có chút bí mật, mình chưa phát giác. Đúng lúc này, vị kia tùy hành nhân viên cũng ngẩng đầu hướng bên này nhìn sang, ánh mắt cùng tiêu phàm một đôi, một sợi tinh quang nhanh chóng lướt qua, lập tức lại hồi phục bình thản, quay đầu lại, tiếp tục đêm mi thuận nhãn cùng tại lê lạc bên người, vô thanh vô tức tại số một ghế khách quý ngồi xuống. Lê thiếu tốt, nam thúc cùng mặt mỉm cười, hướng lê lạc gật đầu làm lễ. Cái này dám bảo đại hội nghiêm cấm bất luận cái gì người viết báo tiến vào, càng thêm không cho phép quay chụp video, lý do là vì cho những khách nhân giữ bí mật. Nam Thúc cùng ngược lại cũng không sợ cái gọi là Lê Thiếu Sưng Hô bị tin tức truyền thông lộ ra ánh sáng, gây nên phiền toái không cần thiết. Đối Nam Thúc cùng, Lê Lạc vẫn tương đối khách khí, lúc này mỉm cười hoàn lễ. Cùng Lê Lạc rốt cuộc ngồi xuống, hai vị người chủ trì liếc nhau, đều âm thầm thở vào một cái, vị gia này vừa đến, dám bảo đại hội rốt cục có thể bắt đầu. Nếu là lại không hiện thân, thêm ra mấy cái long lão bản loại hình khách quý đến chất vấn, nhưng cũng khó có thể chống đỡ. Nam chủ trì người tuyên bố, hôm nay dám bảo đại hội, quá trình còn cùng hướng nói đồng dạng, hết thảy sẽ phân biệt 12 kiện dân gian nhân sĩ mang tới bảo vật, đối trong đó có giá trị chính phẩm, tiến hành tại chỗ đấu giá. 12 tên hiến bảo người thứ tự xuất trận, đều là ngẫu nhiên rút ra, nói cách khác, cái này 12 kiện bảo bối không tồn tại áp trục mà nói. Có lẽ kiện thứ nhất dâng lên bảo vật, liền giá trị liên thành trận đầu tức quyết chiến. Cũng rất có thể, cuối cùng một kiện dâng lên bảo vật, lại là cái hàng nhái. Nhưng mà chính là loại này ngẫu nhiên rút ra thứ tự xuất trận, làm cho toàn bộ đấu giá hội tràn ngập không biết niềm vui thú, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện không tưởng được bảo vật, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhắc lên một trận không tưởng được đấu giá, Cùng loại kia dựa theo vật phẩm đấu giá giá trị cao thấp an bài tốt tuần tự dần tiến vào trật tự đấu giá hội tương đối mà nói, dạng này dám bảo đại hội cùng đấu giá hội, từ có mùi vị khác biệt. 12 kiện, Uyển Thiên Thiên vừa nghe xong, lại bắt đầu bĩu môi. Một cái quy mô lớn như vậy dám bảo đại hội, mới 12 kiện bảo vật, cũng lộ ra quá keo kiệt chút. Tại Uyển Thiên Thiên nghĩ đến, tối thiểu cũng muốn phân biệt cái 3 40 kiện bảo vật kia mới náo nhiệt. Bằng không dám bảo đại hội vừa mới bắt đầu liền lập tức kết thúc. Tiêu phàm mỉm cười nói, lại thêm bán đấu giá quá trình, cũng liền không sai biệt lắm. Loại này dám bảo hội, thời gian cũng không nên kéo quá dài. Cũng tốt, chỉ cần có náo nhiệt nhìn là được. Quyền thiên thiên nhưng thật ra là cái nhạc thiên phái, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, bắt đầu hưng cao thải liệt chờ đợi lấy tức sẽ xuất hiện. Trên thực tế, giám bảo đại hội cũng thật không có để huyền đại đương ra thất vọng, thế mà vòng thứ nhất liền dám ra món hàng tốt. Vị thứ nhất hiến bảo người dâng lên một cái lục dấu vết loang lổ đỉnh đồng, vừa một phát đến nam thúc cùng trong tay, nam thúc cùng trong mắt liền bắn ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này, cái này giống như hẳn là Tây Chu cổ vật a, đỉnh đồng thau, nam thúc cùng một bên dám thưởng lấy đỉnh đồng, miệng bên trong một bên tự lẩm bẩm. Tây Chu đỉnh đồng thau hội trường lập tức vang lên một trận hưng phấn tiếng bàn luận xôn xao. Tây Chu đào được thanh đồng khí, mặc dù là số cũng không ít nhưng chỉ cần bảo tồn tương đối hoàn chỉnh, bề ngoài hơi tốt lời nói, đều giá cả không ít, rất có cất giữ giá trị. Ngay cả hai bên cái khác hai vị giám bảo sư cũng bu lại, cùng nam thúc cùng cùng một chỗ thưởng thức cái này đỉnh đồng thau bên trên minh văn. Mấy phút đồng hồ sau, ba tên giám bảo sư nhất trí nhận định, cái này đỉnh đồng thau là xuất từ Tây Chu năm bên trong, chính phẩm, bảo tồn hoàn chỉnh. Bề ngoài rất tốt, có nhất định cất giữ giá trị. Nam Thúc cùng cho ra tham khảo giá tiền là khoảng 12 vạn. Nói cách khác, cái giá tiền này nếu như đập bán không được lời nói, Nam Thúc cùng thiên bảo trai mình liền có thể thu mua. Từ Nam Thúc đồng xuất mặc cho chủ nhiệm giám bảo sư, luôn luôn có nguyên nhân. Sau đó người chủ trì hỏi thăm hiến bảo người, có phải là nguyện ý làm trận đấu giá cái này đỉnh đồng thau? Hiến bảo người liên thanh nói nguyện ý, Nam Thúc cùng đã cho ra thị trường tham khảo giá cả, lại tiến hành đấu giá tại chỗ lời nói, khẳng định còn có thể lại đề cao một chút, mặc kệ giá cả đề cao bao nhiêu, So ra mà nói số tiền này đều xem như nhiều kiếm, hiến bảo người tự nhiên vui lòng. Cái này dám bảo đại hội làm mấy giới, cứ việc không cho phép truyền thông tiến hành tiếp sóng, cũng đã ở vòng tròn bên trong có rất tốt danh tiếng. Không ít hiến bảo người chủ động đến lớn đường vương triều khách sạn đến báo danh, liền là hướng về phía đấu giá khâu đến. Ai không hy vọng mình bảo vật có thể bán cái giá tốt ha? Hiện tại bắt đầu đấu giá, Tây Chu thời kỳ đỉnh đồng thau một cái, giá quy định 120.000 nhân dân tệ mỗi lần tăng giá không ít hơn 10 ngàn. Tây Chu Thanh Đỉnh Đồng được trưng bày tại một bên đấu giá trên bàn, nam chủ trì người lâm thời làm đấu giá sư, cao giọng nói. 140 ngàn, 120 nghìn đối với người bình thường đến nói, đương nhiên là cái thiên văn sổ tự, đối với ở đây tất cả khách quý mà nói, tự nhiên không đáng nhắc đến. Có thể tới tham gia hôm nay cái này dám bảo đại hội khách quý, trừ tiêu phàm uyển thiên thiên bọn người là lâm thời gia tăng, Nhạc thanh không rõ nội tình bên ngoài, cái khác khách quý tại cố đô thành phố đều tính được tai to mặt lớn nhân vật trọng yếu. Người chủ trì lời còn chưa dứt, liền có người tăng giá. Mà lại một thêm chính là 20 000 150 000 160 000 Rất nhanh, khách quý nhóm liền nhắc lên đêm nay đấu giá hội cái thứ nhất. Cuối cùng cái này đỉnh đồng thao lấy cao hơn đấu giá giá quy định gấp đôi có thừa giá cả, định giá 250 000 bị số 5 bản long lão bản đập đi long lão bản kỳ thật chưa hẳn liền có bao nhiêu thích cái này tây chu thanh đỉnh đồng chỉ là trước đây không lâu bị lê lạc rơi mặt mũi hiện tại vội vã muốn tìm trở về lấy cao hơn giá quy định còn nhiều gấp đôi giá cả chụp được đỉnh đồng thau cũng có thể biểu hiện long tổng tài đại khí thô lê lạc tựa hồ đối với căn này đỉnh đồng thau không cảm thấy hứng thú một mực không có tham dự cạnh tranh dám bảo đại hội đều đâu vào đấy tiến hành cũng không biết là chủ sự phương cố ý an bài hay là trùng hợp đêm nay hiến bảo người mang tới bảo vật, còn thực là không tồi, cơ hồ mỗi một kiện đều là chính phẩm, trong đó ba kiện, giá cả không ít. Một cái băng trùng phỉ thúy vòng ngọc, thậm chí giá khởi đầu chính là 500.000 nhân dân tệ. Lúc này, toàn bộ giám bảo đại hội đã chuẩn bị kết thúc, cái này phỉ thúy vòng ngọc, đã là thứ 11 kiện đưa ra giám định bảo vật, trùng hợp lại là giá bắt đầu giá quy định cao nhất bảo vật, nguyên vốn có chút hòa tính hạ đi hội trường bầu không khí, lập tức lại điều động đấu giá rất nhanh liền bắt đầu tiến vào. Long lão bản lần nữa trở thành phỉ thúy vòng ngọc đấu giá chủ lực. Lần này, Long lão bản ngược lại không phải vì tranh mặt mũi, cạnh tranh cái này phỉ thúy vòng ngọc, rõ ràng là vì lấy lòng bên người một cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài nhi. Long lão bản qua tuổi 40, kia cô gái xinh đẹp lại phi thường trẻ tuổi, mặc dù nùng trang diễm mặt trên mặt phấn trồng lên phấn, cũng vẫn là không che giấu được kia cỗ non nớt chi khí, nhìn qua vẫn chưa tới 20 tuổi cô gái trẻ tuổi căng cứng kiều nộn làn da cùng long lão bản mập giả tạo xương vù mặt to, vừa vặn hình thành tươi sáng đối so. Có lẽ một cái giá trị vượt qua 500.000 phỉ thúy vòng ngọc, có thể rất tốt san bằng long lão bản cái chán nếp nhân cùng lẫn nhau ở giữa tuổi tác chênh lệch thật lớn. Cái này phỉ thúy vòng ngọc phẩm chất thuần khiết, chạm trồ tinh xảo, tham dự cạnh tranh khách quý không ít, mấy vòng kế tiếp, liền đem vòng ngọc giá cả đẩy lên một cái rất cao vị trí. 800.000 khi người chủ trì hai lần hô lên 78 vạn giá cả về sau, Long lão bản cắn răng một cái, lại dơ lên bài trong tay tử. Tại Long lão bản ra, tiền nện đến càng nhiều, hắn cùng cô gái trẻ tuổi tuổi tác chênh lệch liền sẽ trở nên càng tiểu. 800.000, 800.000, Long lão bản thật sự là đại khí bàng bạc, các nữ sĩ các tiên sinh còn có vượt qua 800.000 sao? Nam chủ trì người cũng kích động lên, luôn miệng hô, không khí hiện trường càng thêm nóng nảy thấy chậm chạp không có người lại tăng giá, lòng lão bản liền có chút đắc ý, nhìn quanh hai bên một phen, lại quay đầu cùng bên người cô gái trẻ tuổi nói chuyện, đưa tay tại nàng khiết trắng như ngọc trên cổ tay không ngừng khoa tay, tựa hồ là tại nói cho nàng đeo lên phỉ thúy vòng ngọc về sau, ra sao chờ đẹp mắt. 800.000 lần thứ hai, các nữ sĩ các tiên sinh, nếu như không có cao hơn 800.000 báo giá, cái này xinh đẹp phỉ thúy vòng ngọc, liền muốn về số 5 đài khách quý long lão bản tất cả. Nam chủ trì người thậm chí có chút khàn cả giọng, "Một triệu." Liền ở thời điểm này, một cái thanh âm lười biếng bỗng nhiên vang lên. "Chương 311, tặng cho ngươi." Vừa nghe đến thanh âm này, lòng lão bản sắc mặt lập tức liền đổ xuống dưới. Lại là Lê Lạc, giống như lòng lão bản hôm nay phạm sát, Lê thiếu chuyên hướng về phía hắn đến. Mặc dù nói, đây là đại hội đấu giá, bất kỳ cái gì một vị khách quý đều có thể tùy thời ra giá, Lê Lạc làm như vậy, không phạm quy cự nhưng dưới tình huống bình thường, nếu như ngươi lê thiếu nhìn chúng cái này phỉ thúy vòng ngọc, trước kia nên ra giá. Hiện ở những người khác cơ bản đều không cùng, hiển nhiên cái này vòng ngọc liền muốn về long lão bản tất cả, ngươi lê lạc bỗng nhiên đâm nghiêng bên trong giết ra đến, một ngụm liền gọi vào một triệu, đây không phải đánh mặt là cái gì. Chính là nhìn lão long không vừa mắt, ngay trước nhiều như vậy tai to mặt lớn đại lão bản trước mặt, tát tai rút nha. 1.1 triệu, Long lão bản chỉ cảm thấy trong đầu một cỗ khí thực tế là không thuật, nghiến răng nghiến lợi từ miệng bên trong lóe ra như thế một con số. Bên cạnh hắn vị kia cô gái trẻ tuổi nhi lập tức ngửa đầu nhìn về phía hắn, mặt mày hớn hở, mặt mũi tràn đầy sùng bái ngưỡng mộ chi ý. Nam nhân, liền nên có loại này khí khái, bất quá long lão bản loại này anh hùng khí khái, rất rõ ràng kiên trì không được bao lâu. Lê Lạc cười lạnh một tiếng, tiện tay dơ lên bảng hiệu, nhàn nhạt báo ra một cái mới giá cả, 1.2 triệu. Nhìn cái này tư thế cùng mặt mũi tràn đầy không quan trọng thần thái, liền có thể biết, mặc kệ long lão bản làm sao ra giá, lê lạc đều sẽ theo tới cùng, tuyệt không lùi bước. Không phải liền là tiền nha, ca chơi với ngươi, chỉ là kể từ đó, long lão bản liền nói rõ là muốn cùng lê thiếu cùng chết, từ nay về sau, tại cái này cố đô trong thành, cùng lê lạc thể bất lưỡng lập. Long lão bản đến cùng là làm đại sự, vừa nghĩ đến đây, vừa mới phần phật soạt vào tới trên đỉnh đầu nhiệt huyết lập tức liền nghiêm túc, mồ hôi lạnh tại trong lúc lơ đáng liền ướt đẫm lưng. Không chơi nổi, vừa nghĩ tới nghe đồn rằng, lê thiếu khủng bố bối cảnh, lòng lão bản liền anh hùng khí đoản, rốt cuộc không cứng nổi. Thật không chơi nổi, ha ha, đã lê thiếu cũng nhìn chúng cái này phỉ thúy vòng tay, vậy ta liền không tranh, cái này vòng tay là lê thiếu. Long lão bản sắc mặt biến đổi một trận, rốt cuộc thay đổi một bộ dung nhan, cười ha hả nói, đem bài trong tay tử nhẹ nhàng thả lại đến trên mặt bàn nâng chung trà lên chậm rãi uống trà hừ long lão bản bên người cô gái trẻ tuổi lập tức thất vọng bỗng nhiên nghiêng đầu đi cũng không nhìn hắn cái nào thật mất mặt một cỗ vô tận xấu hổ cùng biệt khuất chi ý tại long lão bản trong mắt cực nhanh hiện lên chỉ là bị chén trà che lại lê thiếu không nhìn thấy đương nhiên coi như hắn nhìn thấy cũng sẽ không quan tâm hắn muốn thật quan tâm liền sẽ không tùy tiện xuất thủ đánh long lão bản mặt. Song phương nguyên vốn cũng không tại một cái ngang nhau cấp bên trên. 1.2 triệu lần thứ ba, ba, nam chủ trì người trong tay trùy nhỏ tử bỗng nhiên nhìn tại trên mặt bàn. Chúc mừng số một ghế khách quý Lê Thiếu, cái này phỉ thúy thượng hạng vòng ngọc, về Lê Thiếu tất cả. Người nữ chủ trì thì hai tay nâng lên trang phỉ thúy vòng ngọc hộp, bước liên tục khoan thai, hướng số một ghế khách quý đi tới. Dựa theo đấu giá hội quá trình, muốn chờ đến chủ giao nhận khoản tiền về sau, cái này phỉ thúy vòng ngọc mới có thể chân chính đổi chủ. Nhưng quy củ là chết, người là sống. Vẹn vẹn lê thiếu hai chữ này liền giá trị liên thành, xa xa không chỉ 1.2 triệu có thể đổi được đến. Phía trước mấy lần dám bảo đại hội, lê thiếu cũng xuất thủ qua, nhiều nhất một lần, hoa hơn 500 vạn chục được một kiện nguyên đại sứ thanh hoa, cũng không gặp lê thiếu nháy qua một chút mí mắt. Chỉ là 1.2 triệu, vẫn là dùng đến đánh long lão bản mặt, tính được cái gì chậm đã, người nữ chủ trì vừa mới đi vài bước, Lê Thiếu liền đứng dậy, tay vừa nhấc, ngừng lại người nữ chủ trì. Mọi ánh mắt đều nhìn chăm chú tại Lê Thiếu trên mặt, không biết vị đại thiếu này lại muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Có vẻ như tối nay, Lê Thiếu thế nhưng là ra đủ danh tiếng, cái này giá trị 1.2 triệu băng trùng phỉ thúy vòng ngọc, đều bị Lê Thiếu che lấp phải hào không bóng sáng. Lê Thiếu ngạo nghế tứ phương, khóe miệng hiện lên một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, chậm rãi nói, cái này phỉ thúy vòng ngọc, không phải vì chính ta chụp được đến, ta muốn làm làm một kiện lễ vật, đưa cho số 31 ghế khách quý uyển thiên thiên tiểu thư. Nói, Lê Thiếu ánh mắt liền hướng một bên số 31 ghế khách quý nhìn qua. Toàn trường ánh mắt lập tức đồng loạt chuyển hướng, đi theo Lê Thiếu ánh mắt, đi tìm vị kia thần bí khó lường may mắn. Đến cùng là ai, mới có thể nhận được lên như thế lễ vật quý giá. Hơn nữa còn là Lê Thiếu trước mặt mọi người tặng cho, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, này bằng với là làm chúng thổ lộ A. À. Nhìn Lê Thiếu dạng này dỗ dành dáng vẻ, coi như không người biết hắn, cũng biết vị đại thiếu này không đơn giản, là vị khó lường đại nhân vật. Long lão bản như vậy đắc ý ra hỏa, ở trước mặt hắn cũng giống như chuột thấy mèo, bị đương chúng đánh mặt đánh cho ba ba mà vang lên, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh, cái rắm cũng không dám thả một cái. Cái dạng gì nữ hài tử, mới đáng giá Lê Thiếu trước mặt mọi người thổ lộ. Cái này hạnh phúc, Tại vô số nóng rực ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Uyển Thiên Thiên chậm rãi đứng dậy, khóe miệng mỉm cười. Hoa, hội trường lập tức truyền ra một trận khó mà ức chế kinh hô thanh âm. Chẳng những có nam nhân kinh hô, thậm chí còn có nữ nhân kinh hô. Uyển Thiên Thiên chi diễm lệ, dù coi như làm cùng họ, cũng không nhịn được trong chốc lát sinh ra ta thấy mà yêu cảm giác. Thiên Thiên tiểu thư, một cái đồ chơi nhỏ, tặng cho ngươi chơi, hy vọng ngươi thích. Lê Thiếu hướng về Uyển Thiên Thiên có chút cúi đầu, tao nhã lễ phép nói, lộ ra phong độ nhẹ nhàng, mười phần thân sĩ. Đồng thời mặt mũi tràn đầy tỏa ra ánh sáng lung linh, chiếu sáng rạng rỡ, tựa hồ đối với mình cử động lần này cũng nói không nên lời thưởng thức. Người nữ chủ trì 10 điểm cơ linh, cũng không đi quản uyển thiên thiên có đáp ứng hay không tiếp nhận, lúc này xoay người, hướng về số 31 ghế khách quý đi đến. Đường huyên sắc mặt đại biến, hướng về phía uyển thiên thiên ngay cả liên tiếp nháy mắt, ra hiệu nàng ngàn vạn không thể lấy tiếp nhận món lễ vật này mặc dù cho tới bây giờ tiêu phàm đều chưa từng con mắt nhìn qua kia cái gọi là lê thiếu nhưng cái này cũng không hề biểu thị tiêu phàm trong đầu hoàn toàn không tức giận khoan dung đến đâu rộng lượng nam nhân đụng phải loại chuyện này đó cũng là hẹp hòi lốp bốp ai có thể tại chuyện như vậy bên trên đại khí bàng bạc a nếu thật là vì như thế một cái không hiểu thấu chui ra ngoài lê thiếu đem tiêu phàm cho đắc tội đó mới là thật được không bù mất không nói những cái khác riêng là uyển thiên thiên thương thế bên trong cơ thể cùng trầm tích âm sát khí không có tiêu phàm sẽ làm thế nào uyển thiên thiên cười hì hì tựa hồ đối với đường huyên nhắc nhở nhìn như không thấy đường huyên khẩn trương lại vụng trộm đi nhìn tiêu phàm sắc mặt lại chỉ thấy tiêu phàm trên mặt không có chút rung động nào không có nửa điểm sinh khí ý tứ đường huyên trong đầu lộp bộc một tiếng thẳng chìm xuống dưới xem ra tiêu phàm là thật có chút tức giận cũng không biết là tại sinh lê lạc khí hay là tại sinh huyền thiên thiên khí. Có lẽ cả hai cùng có đủ cả, còn không có cùng đường huyên nghĩ đến thích đáng đường giải quyết. Người nữ chủ trì đã bưng lấy hộp đi tới huyền thiên thiên trước mặt, nở nụ cười xinh đẹp, lấy 10 điểm dễ nghe êm tai thanh âm hỏi, thiên thiên tiểu thư. Huyền thiên thiên khẽ vuốt cằm, lập tức ngẩng đầu, hướng lê lạc bên kia nhìn qua, triển diễn cười một tiếng, hỏi, lê công tử, cái này vòng tay đưa cho ta. Là, hy vọng thiên thiên tiểu thư thích, lê lạc trên mặt mang cười, khẽ vuốt cầm, càng thêm phong độ yêu nhã. Tiểu tử, ta liền không tin dạng này còn nện không choáng ngươi. Ngày xưa tuần U Vương vì thu được bao tử cười một tiếng, không tiếc phong hỏa hí chư hầu, hôm nay Lê Đại Thiếu vì thu được Mỹ nhân phương tâm, cũng không tiếc ném một cái vạn kim. Cổ kim đồng lý, tạ ơn, quyền thiên thiên hì hì cười một tiếng, đưa tay từ trong hộp đem cái kia lục oánh oánh phỉ thúy vòng tay lấy ra ngoài. Cái này vòng tay là băng địa, có thể xưng tinh phẩm, từ trong hộp vừa lấy ra, lập tức liền tản mát ra nhu hòa lục quang, đem huyền thiên thiên trắng bóc tay nhỏ chiếu dọi phải xanh dần, phối hợp bên trên huyền thiên thiên tuyệt mỹ dung nhan, quả nhiên là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, diễm mỹ không gì sánh được. Tất cả mọi người thấy ngẩn người, lòng lão bản bên người cái kia cô gái xinh đẹp nhi càng là ghen ghét dữ dội, đẹp mắt khuôn mặt nhỏ cơ hồ đều muốn vặn vẹo biến hình. Một ít, người cảm thấy cái này vòng tay thế nào? Huyền thiên thiên cầm phỉ thúy vòng tay nơi cổ tay khoa tay, bỗng nhiên quay đầu hỏi bên người điểm bụi không sợ hãi tiêu phàm, như trước vẫn là mỉm cười. Thiên thiên, đường huyên không thể kìm được, gọi một tiếng, song mi nhíu chặt, lắc đầu liên tục. Nhà đầu này, nghịch ngợm gây sự cũng phải có cái độ. Cái này ngay miệng, còn đang gây hấn tiêu phàm, không phải cố ý sao. Tiêu chân nhân hỏa tướng đi lên, cái này dám bảo đại hội làm không tốt đều muốn làm không đi xuống. Tạm được, tiêu phàm cũng không tức giận, Thật đúng là nghiêm túc nhìn Phỉ Thúy vòng tay một chút, mỉm cười cho như thế cái đánh giá. Vẫn được a, à, Uyển Thiên Thiên liền gật đầu, bỗng nhiên quay đầu nhìn về một bên, kêu lên, "Ai, vị này đại tẩu, mời ngươi tới đây một chút." Ánh mắt của mọi người lại theo ánh mắt của nàng nhìn qua, rơi vào một vị người mặc đồng phục nữ phục vụ viên trên thân. Vị này nữ phục vụ viên ước chừng khoảng 30 tuổi, tướng mạo bình thường, thần sắc chất phác, vừa nhìn liền biết là cái người thành thật. Giống như vậy nữ phục vụ viên Hội trường hết thảy có bốn vị, phụ trách ở đây vì khách quý nhóm bưng trà đổ nước. Tiểu thư, ngươi, ngươi là gọi ta phải không? Nữ phục vụ viên hiển nhiên không nghĩ tới Uyển Thiên Thiên sẽ ở thời điểm này gọi nàng, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Không ít khách quý trong mắt liền hiện lên một vòng vẻ ngờ vực, không biết Uyển Thiên Thiên muốn làm gì. Đúng, chính là để cho ngươi, mời ngươi tới đây một chút. Uyển Thiên Thiên nụ cười trên mặt rất hòa ái. Tiểu thư, có dặn dò gì a? À? nữ phục vụ viên không hiểu chút nào chậm rãi đi tới sắc mặt mê vóng, còn mang theo ba phân cảnh giác chi ý uyển thiên thiên cười khẽ vươn tay liền tóm lấy nữ phục vụ viên thủ đoạn lập tức đem cái kia vòng ngọc tại cổ tay nàng bên trên khoa tay hai lần nhẹ gật đầu nói được rất xứng cái này vòng tay thật sấn ra của ngươi tặng cho ngươi á nói không nói lời gì liền đem vòng tay bọc tại nữ phục vụ viên trên cổ tay a à, to lớn dám bảo trong đại sảnh lập tức vang lên tiếng kinh hô một mảnh, cùng lúc đó, cộp cộp, trong mắt rơi xuống đầy đất. Thực tế ai cũng không tưởng được, Uyển Thiên Thiên sẽ chơi như thế một tay mánh khóe. Cái này, cái này, tiểu thư, ta không thể nhận. Nữ phục vụ viên đầu tiên là giật nảy cả mình, lập tức liền thất kinh, đem đầu lắc giống phát lang trống, mặt đều trợn nhìn. Cái này cũng không trách nàng gan nhỏ, cho dù ai tại nàng mức này, bỗng nhiên có người vô duyên vô cớ đem một cái giá trị 1.2 triệu phỉ thúy vòng ngọc đưa cho nàng, không hù chết mới là lạ. Cái này có cái gì không thể nhận, người sợ cái gì a à. Dù sao cái này vòng tay, là người ta đưa cho ta, ta lại tặng cho ngươi, hợp tình hợp lý, cũng hợp pháp, ngươi liền thu cất đi. Đúng, Lê Công Tử, ta như thế xử trí, ngươi không có ý kiến a à. Đương nhiên, ngươi nếu là không nỡ, ta cũng không miễn cưỡng. Uyển Thiên Thiên lập tức chuyển hướng số một ghế khách quý, cười hi hi hỏi, mặt mũi tràn đầy thiên chân vô tà. Bá, Lê Lạc Nguyên bản cười nhẹ nhàng gương mặt trong chốc lát trở nên xanh xám. Nha, xem ra Lê Công Tử là thật không nỡ rồi. Tính một cái, chẳng phải một cái vòng tay, về phần sao. Đi, đã ngươi không nỡ, vậy coi như, trả lại cho ngươi. Uyển Thiên Thiên tựa như không thấy được Lê Lạc xanh xám sắc mặt, cười đến càng vui vẻ hơn. Ha ha, Thiên Thiên, ngươi lại nghịch ngợp, đã nhưng cái này vòng tay ta tặng cho ngươi, đó chính là ngươi. Ngươi yêu đưa cho ai liền đưa cho ai, ta không xen vào. Lê Lạc sắc mặt không ngừng biến ảo, sâu hít sâu vài khẩu khí, lúc này mới đem đầy ngập lửa giận cưỡng ép ép xuống, trên mặt miến cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, ra vẻ chấn định nói. Bất kể như thế nào, ngay trước cái này rất nhiều người trước mặt, Lê Thiếu mặt mũi, là nhất định phải chống đến ngọn nguồn. Vì 1.2 triệu liền từ bà tai sự tình, Tuyệt không thể làm. Đi, quyền thiên thiên hài lòng gật gật đầu, lại chuyển hướng na vị vẫn như cũ mơ mơ màng màng, tay chân luống cuốn nữ phục vụ viên. Đại tẩu, người nghe tới đi, Lê Công Tử đã nói, cái này vòng ngọc hắn tặng cho người A, sẽ không lại muốn trở về. Cũng liền nói, cái này vòng tay là người A, vui vẻ A. Là, ta sao, nữ phục vụ viên vẫn không hiểu thấu, không có lấy lại tinh thần, con mắt trợn thật lớn bị cái này hạnh phúc đột nhiên xuất hiện hoàn toàn làm choáng. Đường huyên cười, nhẹ nhàng lắc đầu, thiên thiên luôn luôn như vậy thích náo, ngay cả tân lâm khóe miệng đều hiện lên vẻ tươi cười, lóe lên liền biến mất. Đúng, là ngươi, quyền thiên thiên 10 điểm khẳng định nói, đối nữ phục vụ viên rất trịnh trọng gật gật đầu. Qua, wow, lại chố mắt một lát, nữ phục vụ viên bỗng nhiên rít lên một tiếng, lảo đảo hướng ngoài cửa chạy tới, phanh một tiếng. Đem dám bảo đại sảnh nặng nề gỗ lim đại môn lập tức phá tan, chạy vội mà ra, trong khoảnh khắc liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này nữ phục vụ viên ra cảnh bần hàn, là từ nông thôn đến trong thành đến vụ công, dựa vào tại khách sạn khi lĩnh ban bà con xa, thật vất vả mới tại lớn đường vương chiều khách sạn mưu đến phần này bưng trà đổ nước làm việc. Một tháng tân tân khổ khổ xuống tới, cũng liền hai nghìn đến khối tiền tiền lương, hòa nói bên trong muốn nuôi sống gia đình, bớt ăn bớt mặc, cả một đời mang qua quý giá nhất đồ trang sức chính là một đầu mấy khắc nặng dây truyền vàng, Bỗng nhiên ở giữa, 1.2 triệu cứ như vậy mang tại nhà mình trên tay, gọi nàng còn như thế nào bình tĩnh được. Đừng bảo là nàng, liền xem như đang ngồi một chút cái gọi là khách quý, đột nhiên đối mặt loại này trên trời rơi xuống đến lớn đĩa bánh, chỉ sợ cũng bình tĩnh không xuống. Chốc lát, truyền tới từ xa xa cười to thanh âm, trong nháy mắt lại biến thành khóc giống, khiến người nghe trong lòng từng đợt bỡ ngỡ. Xem ra, vị này nữ phục vụ viên cũng không biết mình đến cùng là nên khóc hay nên cười nguyên bản hoàn toàn yên tĩnh hội trường, chợt bộc phát ra một trận cười vang. Long lão bản tiếng cười tựa hồ phá lệ vang dội. Về phần Lê Thiếu giờ này khác này là loại tâm tình nào, vậy cũng chỉ có có trời mới biết. Bất quá từ khía cạnh nhìn Lê Thiếu kia kéo căng quá chặt chẽ ra mặt, cho dù ai đều có thể đoán được, Lê Thiếu tâm tình, khả năng không phải quá thoải mái. chương 312, mới giá trị 2.000 khối hán đại đồ cổ. Công khai bị huyền thiên thiên xuyến một thanh, Lê thiếu cứ việc trong đầu lại phiền muộn, lại cũng không thể phẩy tay áo bỏ đi, như vậy rời sân. Bất kể nói thế nào, cái này dám bảo đại hội còn chưa kết thúc, còn có một cái hiến bảo người chờ lấy dâng lên bảo vật của hắn mời chuyên gia giám định, Lê thiếu nếu là cứ thế mà đi, vậy liền lộ ra quá không còn khí độ. Mời số 12 hiến bảo người Mã Tiên Sinh, nam chủ trì người thấy tình thế không ổn, vội vàng cất cao giọng điều kêu lên. Cái này ngay miệng, chỉ có thể mau chóng chuyển di đoàn người lực chú ý mới có thể để cho Lê Thiếu chẳng phải xấu hổ. Nhẹ nhàng trong tiếng âm nhạc, thứ số 12 hiến bảo người Mã Tiên Sinh chậm rãi hướng về phía trước, tiến vào mọi người trong tầm mắt. Vị này Mã Tiên Sinh, ước chừng chừng 50 tuổi, mặt mũi nhăn nheo, quần áo cách ăn mặc 10 điểm đơn giản, vừa nhìn liền biết gia cảnh không phải quá tốt, sinh hoạt chẳng phải như ý. Cái này không phải là bởi vì hắn mộc mạc, mà là bởi vì cả người khí chất. Đi tại thông hướng dám bảo đài trên thảm đỏ, mã tiên sinh sợ hãi rụt rè, mang trên mặt khiêm tốn tiếu dung. Người thành công loại kia tràn đầy tự tin khí chất, một chút cũng cùng hắn không đáp giới. Tỷ như tiêu phàm, coi như xuyên được lại đơn giản, đều sẽ không có người thật sự đem hắn xem như nghèo kiết hủ lậu thư sinh. Mã tiên sinh trong tay bưng lấy cái hộp kia, đóng gói cũng là quang vinh, tràn đầy hiện đại khí tức, rất rõ ràng cái này đóng gói hộp là lâm thời thêm. Nếu hắn mang tới bảo bối cũng như thế mới mẻ lời nói, lại là khỏi phải phân biệt đồ cổ đồ cổ, trọng điểm ngay tại một cái cổ chữ. Kinh lịch vừa rồi kia một phen trầm bổng chập trùng kích thích, mọi người đối mã tiên sinh trong tay hộp, ngược lại là tràn ngập chờ mong cảm giác, hy vọng mã tiên sinh có thể cho đoàn người mang một kiện càng bảo vật quý giá đến. Như vậy hôm nay cái này dám bảo đại hội, liền xem như kết thúc mỹ mãn so dĩ vãng mấy lần dám bảo đại hội đều muốn tới kích thích. Ít nhất dĩ vãng kia mấy lần dám bảo đại hội, nhưng không có đánh mặt đánh cho ba ba vang bất quá nhìn mã tiên sinh cái này trung thực dáng vẻ không ít người cũng ở trong lòng hoài nghi giống như vậy người có thể thu giấu cái gì tốt bảo bối đâu trên thực tế mã tiên sinh cũng xác thực không có để người giật này cả mình khi cái kia rõ ràng không đồng bộ đóng gói hộp mở ra mã tiên sinh cẩn thận từng ly từng tí từ đó lấy ra một cái bình bát hình dạng vật phẩm lúc liền có mấy cái khách quý lộ ra thất vọng ánh mắt có thể tới tham gia loại này dám bảo đại hội khách quý bình thường đều không đơn giản như vậy đối đồ cổ đồ cổ giám thưởng năng lực không phải bình thường. Nếu thật là 200 năm, làm sao dám vì tiện tham dự cạnh tranh? Mặc dù nói, bao quát nam thúc cùng ở tại bên trong ba vị giám bảo chuyên gia tại loại này công chúng trường hợp vẫn tương đối để người tín nhiệm, nhưng mà bọn hắn cũng chỉ sẽ báo một cái cạnh tranh giá quy định, đến cùng bán đấu giá bảo vật bao nhiêu tiền mới tính cả hạn, liền muốn nhìn mọi người đối thứ này nhận biết. Hoàn toàn nhất khiếu bất thông ra hỏa, rất dễ dàng bị xem như oan đại đầu làm thịt một đao trên đấu giá hội lẫn nhau thông đồng, hồn vốn làm thịt người thí dụ, nhưng không phải số ít. Mã tiên sinh lấy ra bình bát, nhan sắc thanh bạch giao nhau, ngọc chất phi thường phổ thông, thậm chí có thể xưng thấp kém. Chơi đồ cổ người trong nghề đều rất rõ ràng, ngọc khí thật không thế nào đáng tiền, cho dù là thời kỳ thượng cổ ngọc khí, nếu như không là phi thường đặc biệt, thường thường giá cả cũng sẽ không rất cao. Lại càng không cần phải nói mã tiên sinh lấy ra cái này bình bát, ngọc chất như thế phổ thông, vừa nhìn liền biết là tạp ngọc. Dạng này tạp ngọc bình bát, dù là niên đại lại xa xưa, chạm trổ tinh xảo đến đâu, giá trị cũng phi thường có hạn. Mà ba vị giám bảo đại sư biểu lộ, liền càng có thể nói rõ vấn đề. Xem xét cái này tạp ngọc bình bát, nam thúc cùng khóe miệng liền hiện lên một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, vị kia lớn tuổi nhất giám bảo sư, thì nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc trên mặt rõ ràng xem thường, mặt khác vị kia giám bảo sư, thì thoáng nhìn qua đi, liền trực tiếp bưng lên trước mặt chén nước, tựa hồ ngay cả nhìn nhiều hứng thú đều không đáp lại. Cũng xác thực coi không vừa mắt, chẳng những là tạc ngọc, mà lại chạm trổ cũng liền, chưa nói tới có cỡ nào đặc biệt. Cái gọi là tạc ngọc, nói dễ nghe điểm, kỳ thật chính là hơi bóng loáng một điểm tảng đá thôi. Nhưng đã thứ này đã cầm tới nam thúc cùng trước mặt, lại là tại loại này rất chính thức dám bảo trên đại hội, cũng không thể cứ như vậy để người ta lấy về, cũng nên dám thưởng một chút, cho câu lời bình. Mã tiên sinh, người cái này bình bát, làm thế nào chiếm được. Nam Thúc Cùng cầm lấy bình bát, lật xem vài lần, rất tùy ý mà hỏi thăm. Đây là giám bảo đại hội tiêu chuẩn quá trình, mỗi một vị hiến bảo người đi lên, giám bảo sư đều muốn hỏi như vậy bên trên một câu. Mã tiên sinh vội vàng kính cẩn đáp, "Nam tiên sinh, cái này bình bát không là của ta, là ta một cái thân thích nhà, nhà hắn ở phải xa, liền thanh thứ này mang đến cho ta." "A, à, thân thích, tổ truyền sao?" Nam Thúc Cùng liếc nhìn bình bát, lại theo miệng hỏi có thể là tổ truyền A, bà con kia của ta thành thật rất vốn phân. Nam tiên sinh, ta liền muốn hỏi một chút, cái này bình bát có phải là chính phẩm? Hỏi cái này lời nói thời điểm, mã tiên sinh ngữ khí có chút khẩn trương, tựa hồ sợ từ nam thúc cùng miệng bên trong nói ra một cái không chữ tới. Nam thúc cùng cười ha ha một tiếng, nói, mã tiên sinh, chính phẩm ngược lại là chính phẩm, người cái này tạp ngọc bình bát, chiếu ta nhìn, hay là lão cổ đồng, tần hán thời kỳ đồ vật từ cái này điêu khắc hoa văn cùng thủ pháp đến xem mang theo rất rõ ràng tây hán đặc thù thật đồ cổ a à, kia nam tiên sinh cái này bình bát giá trị bao nhiêu tiền vậy mã tiên sinh lập tức liền hưng phấn lên truy hỏi một câu giá trị bao nhiêu tiền mã tiên sinh cái này hỏi một chút ngược lại tựa hồ trải qua nam thúc cùng cho hỏi khó có chút trần chờ trầm ngâm không nói tất cả mọi người tâm đều treo lên ngay cả mấy vị kia thất vọng khách quý đều mở to hai mắt nhìn Bình thức tính khí, chờ lấy nam thúc cùng báo giá. Có lẽ mình nhìn sai rồi cũng không nhất định. Bất kể nói thế nào, đây cũng là tần hán thời kỳ cổ vật. Mã tiên sinh, ta nói ra ngươi cũng không nên thất vọng a. À. Tại giới cổ vật, ngọc thạch chế phẩm nhất quán không thế nào đáng tiền. Cái này bình bát, ngọc chất quá kém, chạm trổ cũng rất bình thường, còn có không ít tổn hại. Bề ngoài càng thêm, mặc dù là tần hán thời kỳ cổ vật, cũng không phải rất đáng tiền. Kia đến cùng giá trị bao nhiêu tiền vậy? Mã tiên sinh liên tục không ngừng truy vấn, mặt mũi tràn đầy đều là lo được lo mất thần sắc. Nam thúc cùng nghĩ nghĩ, nói, mã tiên sinh, ta cho cái này bình bát định giá, là 2.000 khối. 2.000, mã tiên sinh trên mặt lập tức lộ ra cực độ vẻ thất vọng. Nam thúc cùng nhẹ gật đầu, lại nhẹ nhàng lắc đầu. Nói thật, hắn cho cái này bình bát 2.000 khối định giá, đã rất cao. Nếu như người khác cầm dạng này một cái tạp ngọc bình bát đến thiên bảo trai đến lời nói, tiệm của hắn viên có thể cho ra 500 khối giá liền đỉnh thiên. Hắn đây là nhìn lão mã là cái người thành thật, vô cùng đáng thương dáng vẻ, mới lương tâm phát hiện, cho một cái gấp 4 năm lần giá cả. Nếu thật là toàn bộ đấu giá hội đều không ai nhìn chúng cái này bình bát, Nam Thúc cùng liền cho 2.000 khối thanh cái này bình bát thu, tạm thời cho là làm việc thiện. Ha ha, mã tiên sinh, cái giá tiền này đã cho rất không đạo, ngay tại đầu cái chén uống trà năm mười mấy tuổi dám bảo chuyên gia chậm rãi đặt chén trà xuống, cười như không cười nói, người cái này bình bát, muốn không nên ở chỗ này đấu giá. Kỳ thật vị này chuyên gia cũng là tại rất mịt mờ nhắc nhở mã tiên sinh, người thật muốn bán, ngay ở chỗ này bán, coi như lấy giá thấp nhất thành giao, cũng kiếm không ít. Cùng ra cái này dám bảo đại sảnh cửa, đừng bảo là hai nghìn, chỉ sợ năm trăm đều không ai nguyện ý. Lúc này, nhưng khó được nam thúc cùng lương tâm phát hiện, Mã tiên sinh trên mặt âm một trận tinh một trận, tựa hồ rất không quyết định chắc chắn được, chốc lát, cắn răng một cái, nói, hai nghìn liền hai nghìn, ngay tại cái này đấu giá đi. Nhìn ra được, mã tiên sinh cũng không phải loại kia người ngu, biết rất rõ, nếu như không ở nơi này bán đấu giá, chỉ sợ hai nghìn khối tiền đều lấy không được. Mặc dù cái này không phải mình đồ vật, thế nhưng là vị kia thân thích vội vã chờ tiền dùng. Hai nghìn khối trong thành trong mắt người, cũng liền một bữa cơm tiền, thậm chí còn không đủ một bữa cơm tiền, đặt tại xa xôi vùng núi, lại đầy đủ để một nhà mấy cái người sinh hoạt một năm cần thiết. Nói một cách khác, đối với hắn vị kia thân thích mà nói, hai nghìn khối cũng là thiên văn sổ tự. Vậy thì tốt, vậy coi như trận đấu giá. Nam thúc cùng mỉm cười gật đầu, tựa hồ cảm thấy mã tiên sinh làm ra 10 điểm quyết định chính xác. Nam chủ trì người vội vàng cầm lấy cái kia tạp ngọc bình bát, đặt ở một bên trên đài đấu giá, truy nhỏ vừa gõ, chấn tác tinh thần, nói Tây Hán thời kỳ tạp ngọc bình bát một cái, giá khởi đầu 2.000, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 200. Hiện tại bắt đầu đấu giá, như vậy lớn rất nhiều công năng trong đại sảnh, lại một lần nữa vang lên một trận tiếng cười vang. Đang ngồi không ít khách quý đều là lão điểu, tham gia qua mấy giới giám bảo đại hội, cùng loại dạng này thấp chờ đồ cổ tại giám bảo trên đại hội công khai đấu giá, thật đúng là lần đầu đụng phải. 2.000 khối, tại những này đại lão bản trong mắt, 2.000 khối cũng là tiền A nam chủ trì người cũng không nhịn được buồn cười làm người chủ trì hắn đương nhiên phải hết sức đem dám bảo đại hội không khí hiện trường làm chỉ là hiện nay xem ra muốn dựa vào cái này rách rách dưới dưới tạp ngọc bình bát đến nhấc lên tối nay cái cuối cùng sợ là lực có chưa đến hắn lại có tạo bầu không khí bản sự làm sao không thể nấu cơm mà không có gạo a à? chư vị cái này tạp ngọc bình bát mặc dù không tính là chân phẩm nhưng cũng là cái rất chính tông đồ cổ nam thúc cùng tiên sinh tự mình dám định qua tần hán thời kỳ cổ vật hai nghìn khối thật không phải rất đắt xin mọi người nô nước tấp nập ra giá mắt thấy phía dưới không có một cái khách quý ra giá nam chủ trì người cũng rất bất đắc dĩ đành phải nói như thế lại không có người ra giá chỉ sợ cũng muốn lưu phách tốt ha à, ta ra hai nghìn số 16 ghế khách quý một vị nữ sĩ giơ lên trong tay bảng hiệu mặt mũi tràn đầy đều là vẻ đồng tình xem ra không ít khách quý cùng Nam Thúc cùng là đồng dạng tâm tư, không phải liền là hai nghìn khối sao. Coi như là giúp người làm niềm vui làm việc tốt, hào hào, quá tốt, cảm tạ số 16 bản vị này khẳng khái nữ sĩ. Hai nghìn khối, có so hai nghìn khối giá tiền cao hơn sao? Có sao, hai nghìn khối lần thứ nhất, nam chủ trì người lớn tiếng hô hào, trong tay chùy nhỏ dơ lên, tựa hồ tùy thời chuẩn bị đập xuống, như vậy kết thúc hôm nay dám bảo đại hội. 2500. Ngay tại nam chủ trì người kêu lên hai 000 khối lần thứ hai về sau, rốt cục lại có người ra giá. Hay là cái kia uể oải giọng nam, mang theo tự cho là đúng yêu nhã. Lê Lạc, bị huyền thiên thiên hung hăng vung một bàn tay về sau, Lê Thiếu thế mà lại một lần nữa xuất thủ. Chẳng lẽ Lê Thiếu muốn dựa vào cái này nho nhỏ tạp ngọc bình bát đến vãn hồi vừa rồi vứt bỏ mặt mũi không thành. Thật như như thế, cái này độ khó không khỏi quá hơi bị lớn. Ba nghìn, quả nhiên, Lê Lạc vừa dứt lời, lập tức lại có người cho ra giá tiền cao hơn, mà lại một hơi thêm 500. Lê Lạc Hoác quay đầu, hung hăng hướng số 31 ghế khách quý quét tới, trong hai mắt, tia lửa tung tóe. Tại Lê Thiếu hung giữ bước trong mắt, tiêu phàm sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi buông xuống trong tay bảng hiệu, đối Lê Lạc phun lửa ánh mắt, hoàn toàn coi như không nhìn thấy. chương 313, đòn khiêng bên trên. Đâu chỉ là Lê Lạc đang nhìn tiêu phàm, toàn trường người đều đang nhìn hắn đường huyên ánh mắt lóe lên một vòng lo lắng tiêu phàm rốt cục vẫn là xuất thủ không thể nghi ngờ tại đường huyên xem ra tiêu phàm sở dĩ tham dự cạnh tranh cái này tạp ngọc bình bát rất rõ ràng là hướng về phía lê lạc đi lê lạc không ra giá hắn cũng không ra giá lê lạc một ra sân tiêu phàm lập tức cùng tiến vào không khách khí chút nào đem giá cả nhất đi lên nói rõ chính là muốn để lê lạc đẹp mắt bởi vậy có thể thấy được tiêu phàm thoạt đầu không có chút rung động nào đều là giả vờ kỳ thật trong đầu đã 10 điểm khó chịu. Thiên Thiên tổng là ưa thích hồ nháo, cũng đừng bởi vì cái này không hiểu thấu lê lạc, cùng Tiêu Phàm thật náo ra cái gì khó chịu đến, Đường Huyên lo lắng nhất chính là cái này. Không có Tiêu Phàm hỗ trợ, Uyển Thiên Thiên thân thể nếu là biết bao, Yên Chi xã do ai đến chấp trường. Uyển Thiên Thiên trong mắt lại hiện lên thần sắc kinh ngạc. Nàng cùng Đường Huyên ý nghĩ hoàn toàn không giống, Tiêu Phàm liền xem như cái kẻ ngu cũng có thể nhìn ra được, mình đối kia cái gì lê thiếu thực tế nửa điểm hào cảm đều không đáp lại, bất quá chỉ là đang trêu chọc hắn chơi vui. Cứ như vậy, tiêu phàm có cái gì dấm ăn ngon? Lại nói, tiêu phàm từ đầu đến cuối đều chưa từng biểu thị qua muốn tiếp nhận nàng uyển thiên thiên khi nữ nhân của mình, hắn có tư cách gì ăn dấm? Thế nhưng là, tiêu phàm vì sao lại bỗng nhiên tham dự cạnh tranh đâu? uyển thiên thiên nhưng không tin, tiêu phàm là thật coi trọng cái kia tạp ngọc bình bát. Làm yên chi xã đại đương gia, tại giới cổ vật, uyển thiên thiên tuyệt đối phải tính cái nhân sĩ chuyên nghiệp đối cái kia tạp ngọc bình bát đánh giá nàng hoàn toàn tán thành nam thúc cùng ý kiến hai nghìn khối thật là cái rất cao tràn giá mà tân lâm lại kìm lòng không đặng thẳng tắp mềm mại bờ eo thon trong mắt toát ra chuyên chú mà kiên nghị thần thái chỉ có nàng trong lòng hiểu rõ tiêu phàm là thật đối cái kia tạp ngọc bình bát động tâm về phần lê lạc tiêu phàm ngay từ đầu liền không có đem hắn thật coi ra gì đáng giá đi đánh mặt của hắn a à lúc nào gặp qua giáo sư đi đánh một cái tiểu học sinh mặt. Lê Lạc hầm hừ chừng ở tiêu phàm, ánh mắt chưa thu hồi đi, lại có người báo giá. Lại là theo chân hắn cùng một chỗ tới vị kia hơn 40 tuổi nam tử trung niên, âm thầm cầm lấy trên bàn bảng hiệu, dơ lên. 4 ngàn, nam tử trung niên âm điệu không cao, 10 điểm trầm thấp, mang theo nói không nên lời mờ mịt cảm giác, tựa hồ không phải từ trong miệng hắn phát ra tới. Lê Lạc bỗng nhiên đem ánh mắt thu về, nhìn về phía bên người nam tử trung niên, lộ ra vẻ giật mình. Nam tử trung niên lại cùng tiêu phàm đồng dạng, chính mắt cũng không nhìn hắn một chút, một mực nhìn chằm chằm trên đài đấu giá cái kia lão thổ tạp ngọc bình bát, trong mắt ẩn ẩn lộ ra một cỗ màu nhiệt huyết. Nam nghìn, còn không có cùng nam chủ trì người mở miệng, tiêu phàm lại một lần nữa dơ lên bảng hiệu. Nam thúc cùng cùng hai vị khác dám bảo sư liếc nhau, cười nhẹ nhàng lắc đầu. Xem ra song phương cứ như vậy tranh đấu, trên đấu giá hội, loại tình hình này cũng là không tính quá hiếm thấy có đôi khi một chút lẫn nhau thấy ngứa mắt công tử đại thiếu phú nhị đại, chỉ thích như vậy đấu khí. Tiền, tiền tính cái gì sự tình, lại nói cái này bất tài 5.000 khối A, chỉ có mã tiên sinh thì là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt kinh hỉ thực tế là không nghĩ tới, vật này trong nháy mắt liền có người ra đến 5.000 cao giá cả. 10.000, lê lạc từ nam tử trung niên trong tay tiếp nhận bảng hiệu, dơ lên cao cao, miệng bên trong hét lớn một tiếng, tựa hồ muốn trong lòng kìm nén kia cỗ tà hỏa phun ra ngoài. Tại như thế nghẹn xuống dưới, Lê Thiếu muốn biệt xuất bệnh đến. Về phần cái kia tạp ngọc bình bát, Lê Lạc nhìn cũng không nhìn một chút. Không phải liền là nện tiền a tốt, ca hôm nay lấy tiền đập chết ngươi, để ngươi những này nơi khác lão triệt để làm rõ ràng, cái này cố đô thành, đến cùng ai mới là lão đại. 20.000, tiêu phàm bất động thanh sắc, dơ lên bảng hiệu, dám bảo đại sảnh bầu không khí, rốt cuộc bắt đầu trở nên hơi khác thường một chút nguyên bản uể oải tựa ở trong ghế trở lấy nhìn một màn trò hay liền tan cuộc khách quý nhóm từng cái rất thẳng người, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn qua hai nhà này là thật sống mái với nhau bên trên, ai đều không chịu nhượng bộ, ngược lại muốn xem xem, trận này long hổ đấu, cuối cùng ai mới là bên thắng. Cũng có một chút khách quý, không ngừng xa xa đánh giá tiêu phàm, tựa hồ đối với tiêu phàm bản nhân chú ý, càng thêm nặng tại đối trận này đấu giá kết quả chú ý. Cái này ai vậy? Sao mà to gan như vậy, dám ở cố đô thành phố cùng lê thiếu đối nghịch không nghĩ hốn rồi xem ra cái này không giống lắm là địa đầu xa hơn phân nửa là quá giang long còn không có lĩnh giáo qua cố đô lê thiếu lợi hại người tuổi trẻ bây giờ a à, liền thích đấu khí nửa điểm cũng không chịu nhường cho nhất định phải đợi đến đụng đến đầu rơi máu chảy về sau mới biết được hấp thủ giáo huấn ha ha cùng ta so nhiều tiền đúng không tốt đến a à, ca hôm nay cùng các người chơi tới cùng Lê Thiếu cười lạnh một tiếng, cầm trong tay bảng hiệu dơ lên thật cao. Một trăm nghìn, nguyên vốn có chút ông ông dám bảo đại sảnh, bỗng nhiên an yên tĩnh. Đoàn người đồng loạt mở to hai mắt nhìn, có chút khó tin nhìn về phía số một ghế khách quý. Ngay cả nam thúc cùng đều thả dưới chén trà trong tay, rất là giật mình nhìn Lê Thiếu một chút. Lê công tử, ta biết người có tiền, nhưng có tiền nữa cũng không phải như thế đập a. À. Chúng ta được giảng đạo lý, liền cái này phá bình bát, làm sao đều không đáng một trăm nghìn a. Người nếu là quyên cho cơ quan từ thiện, đừng bảo là 100 000 chính là một triệu 10 triệu, kia cũng không thể nói gì hơn. Nhưng bây giờ không phải là bán hàng từ thiện A, à. người lấy tiền nện cho ai nhìn đâu, liền cái kia sắc mặt tái nhợt nơi khác tiểu hỏa tử, không đáng người điên cuồng như vậy A. À. Phải biết, người Lê Thiếu đã vừa mới vô duyên vô cớ ném 1.2 triệu, đây là muốn lại đến cái 1.2 triệu A. À. Mã tiên sinh hai mắt lại chừng phải căng tròn căng tròn, giống là không tin lỗ tai của mình như làm sao không cẩn thận, hai khối đồ vật liền biến thành một trăm nghìn rồi. Mặc dù là đấu giá hội, muốn hay không thần kỳ như vậy a. Một trăm nghìn, nam chủ trì người một tiếng, ngơ ngác nâng lấy trong tay chùy nhỏ, không biết nên làm thế nào cho phải. Nhìn cái này tư thế, căn bản khỏi phải hắn tạo cái gì bầu không khí. Đêm nay cái này thu quan chi chiến chú định sẽ nóng nảy vô so. Sự thật cũng là như thế, nam chủ trì người còn mua tới kịp nói cái gì. Tiêu Phàm cũng đã dơ lên bảng hiệu. 150.000, ngữ khí bình tĩnh, phảng phất căn bản liền không nghe thấy Lê Thiếu vừa rồi kia một phen hung giữ lời nói. Uyển Thiên Thiên cũng nhịn không được nữa, hướng Tiêu Phàm nâng lên con mắt, thấp giọng nói uy, bình tĩnh một chút, không đáng a. À. Cái này, Uyển Thiên Thiên cũng có chút hoài nghi, Tiêu Phàm có phải là thật hay không đang ăn dấm. Có vẻ như chỉ có ăn dấm, mới có thể để một cái nhất quán tỉnh táo đạm mạc nam nhân làm ra như thế không thể nói lý cử động điên cuồng tiêu phàm cười nhạt một tiếng không lên tiếng uyển thiên thiên còn cần nói nhưng lại bỗng nhiên quay người hướng tân lâm cứ việc tân lâm không có bất kỳ cái gì động tác uyển thiên thiên bằng trực giác liền có thể biết tân lâm tựa hồ có lời muốn nói quả nhiên uyển thiên thiên một chuyển qua tân lâm liền nhìn nàng một chút thấp giọng nói không nên đánh xóa ngươi không hiểu Uyển Thiên Thiên lập tức liền đầy trời tinh tinh, ta làm sao liền không hiểu rồi, tốt xấu ta là yên chi xã đại đương gia, khác không hiểu còn có thể thông cảm được, cái này lão vật, các ngươi cũng so ta hiểu nhiều lắm. Nhưng thấy Tân Lâm kia bình tĩnh dáng vẻ, Uyển Thiên Thiên trong đầu cũng bắt đầu bồn chồn, có chút không phải như vậy cầm được chuẩn. Tân Lâm cố nhiên không có khả năng so với nàng càng hiểu đồ cổ, thế nhưng là Tiêu Phàm liền không nhất định. Bọn hắn kia còn có cái gì pháp khí? Điểm này Uyển Thiên Thiên là thật không rõ, chẳng lẽ cái này tạp ngọc bình bát cũng là kiện cái gì pháp khí? Quả thật như thế, trên thế giới này pháp khí cũng không tránh khỏi quá tụ tập. 200.000, lê lạc ngữ khí, ngược lại hỏa yên tĩnh, như là đã hạ quyết tâm muốn bắt tiền nện choáng cái này nơi khác lão, kia cũng không cần phải lại hầm hư, không có từ phần. Mã tiên sinh che miệng, ngực gấp gáp chập trùng, hồng hộc, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể đã hôn mê nhưng không có người để ý hắn, thậm chí đều không có người để ý món kia lẻ loi cho trọi bày ra tại trên đài đấu giá tạp ngọc bình bát. Cho dù ai cũng biết, đây thật ra là hai người trẻ tuổi đang ăn dấm đấu phú thôi. Cùng món kia tạp ngọc bình bát, có quan hệ gì? 250.000, 300.000, 350.000, theo hai người chân trước đuổi chân sau báo giá, trong khoảnh khắc, tạp ngọc bình bát giá cả, liền mang lên một cái khó có thể tin cao độ. Một triệu, sốt cục, lần nữa từ lê lạc miệng bên trong báo ra cái số này. Trong đại sảnh hoa một tiếng, tràn đầy sợ hãi thán phục. Đây là đêm nay kiện thứ hai vượt qua một triệu vật đấu giá, hai lần đều là bởi vì lê lạc tham dự. Lần thứ nhất còn tốt, dù sao món kia phỉ thúy vòng ngọc giá khởi đầu là 500.000, cuối cùng 1.2 triệu thành giao, cũng chỉ là lật một phen. Đấu giá hội bên trên, loại tình hình này 10 điểm phổ biến, cuối cùng giá sau cùng so giá khởi đầu cao hơn mười mấy lần chính là gấp mấy chục lần, cũng không phải là không có tiền lệ. Nhưng vượt qua gấp 500 lần trở lên, thật đúng là hiếm thấy. Ít nhất ở đây tuyệt đại đa số người không có thấy tận mắt điên cuồng như vậy tình hình. Giá khởi đầu 2.000 nguyên tạp ngọc bình bát, lại có thể có người báo ra một triệu giá trên trời. Lê Lạc Báo phải nghiến răng nghiến lợi, đây đã là hắn đủ khả năng tiếp nhận giá cao nhất mã. Cứ việc Lê Thiếu là rất muốn dùng tiền đem cái kia họ tiêu tiểu bạch kiểm đập chết, nhưng cũng có cái cực hạn. Nếu thật là vượt qua cực hạn này, coi như Lê Thiếu lại tài đại khí thô, cũng muốn suy nghĩ tỉ mỉ một chút kết quả. Dù sao trước đây không lâu, hắn đã bị người ta hố qua 1.2 triệu. Có tiền về có tiền, cũng muốn xài đáng giá khi bị người ta hố nhưng cảm giác khó chịu. Vừa nghĩ đến đây, Lê Lạc âm lạnh ánh mắt tại cái kia cơ hồ tùy thời muốn ngất đi mã tiên sinh trên mặt đảo qua, trong lòng bỗng nhiên bốc lên một cỗ cảm giác khác thường, đừng không phải mấy tên này tại liên thủ diễn kịch A. Thông đồng cùng một chỗ, cố ý dẫn ta vào trong. Phía trước hố ta 1.2 triệu, hiện tại còn muốn dùng dạng này một cái không phải là bất cứ cái gì thổ bình lại hố cái 1.200 vạn. Nếu như là cố đô người địa phương, lượng tất cũng không ai có sao mà to gan như vậy, dám hố lê thiếu. Nhưng những này người bên ngoài coi như khó nói, từng cái diễn kỹ tốt bao nhiêu, hôm nay hố hắn lê lạc ngày khác liền lập tức biến mất, không sợ hắn lê thiếu tại cố đô trong thành mánh khóe thông thiên, người tìm không thấy người A. À. 1.1 triệu, tiêu phàm hay là hào không ngoại lệ dơ lên bảng hiệu, nhàn nhạt báo ra giá tiền cao hơn. Tại cái này cạnh tranh quá trình bên trong, lê là còn thỉnh thoảng biến ảo một chút sắc mặt, tiêu phàm nhưng thủy chung không có chút rung động nào, chỉ là một lần tiếp một lần báo giá. Nhìn cái này tư thế, tiêu chân nhân đối kia không chút nào thu hút tạp ngọc bình bát, là nhất định phải được. Lê Lạc sắc mặt, trở nên so đáy nổi còn âm trầm, tay phải không ngừng run rẩy, tựa hồ tại rất cố gắng khống chế tâm tình của mình, không để cho mình tay lại đi bắt kia tấm bảng hiệu. Họ tiêu này, là hạ quyết tâm lại muốn đánh một lần Lê Thiếu mặt A. Ngay tại Lê Lạc trần chờ không quyết, không biết muốn hay không bồi tiếp tiêu phàm đem cái này trò chơi chơi tới cùng thời điểm, cái kia yên lặng thật lâu nam tử trung niên lại vươn tay ra, nắm qua Lê Lạc trước mặt bảng hiệu, không chút do so dự dơ lên cao cao. 1.2 triệu, mang theo mờ mịt trầm thấp giọng nam, lại một lần nữa tại giám bảo trong đại sảnh phiêu đáng. chương 314, Giá trên trời. Toàn trường phải sợ hãi. Diêm đại sư, lê lạc không lo được sinh khí, giật mình mà lên, đem đầu tiến đến nam tử trung niên trước mặt, hạ giọng kêu lên, ngữ khí đều là nghi hoặc chi ý. Lê lạc tuyệt không cho rằng, Diêm đại sư là vì cho mình tranh mặt mũi mới chủ động tham dự báo giá. Lê Thiếu coi như tự tin đi nữa, Đối này cũng có tự mình hiểu lấy. Diêm đại sư làm như thế, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, Diêm đại sư mình cảm thấy cái này tạp ngọc bình bát đáng giá 1.2 triệu. Cái này, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Ngay cả Nam Thúc cùng đều đầy mặt kinh ngạc, bắt đầu lại một lần nữa dò xét bày ra tại trên đài đấu giá cái kia tạp ngọc bình bát. Hẳn là mình nhìn sai rồi, cái này tạp ngọc bình bát thật sự là cái thứ tốt. Nam Thúc cùng lập tức âm thầm lắc đầu vừa rồi hắn xác thực cẩn thận phân biệt qua cái kia tạp ngọc bình bát niên đại chắc chắn sẽ không sai bình bát bên trên điêu khắc hoa văn mang theo không phải thường minh lộ vẻ tần hán thời kỳ đặc sắc thứ này là cái cổ vật chính là ngọc chất quá kém nói trắng ra bất quá là cái tảng đá điêu khắc bình bát thôi còn có nhiều như vậy tổn hại bề ngoài cũng không tốt coi như mình thật bị đánh mắt cái này bình bát niên đại càng thêm lâu dài là tây chu thời kỳ thậm chí hạ thương thời kỳ vật liền cái này chạm trổ ngọc chất cùng bề ngoài, cũng quả quyết giá trị không được 1.2 triệu. Diêm đại sư sắc mặt bình tĩnh, khẽ gật đầu, bên kia toa, uyển thiên thiên ngồi không yên, cũng không để ý tân lâm vừa rồi cảnh cáo, lại một lần nữa tiến đến tiêu phàm trước mặt, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn qua hắn, đen nhánh con người bên trong, tràn đầy kinh ngạc. Uy, cái này rốt cuộc là thứ gì? Ta không biết, tiêu phàm trả lời, kém chút để uyển thiên thiên một ngụm lão huyết phun tới. Người không biết, đại ca, người ngay cả đây là vật gì cũng không biết, cứ như vậy không muốn sống đấu giá. người là ngại tiền nhiều lắm a? Ha. hay là nói người cảm thấy lê lạc mặt thật đáng giá nhiều tiền như vậy, không phải hoa một hai trăm vạn đi ném lên một bàn tay. một thiếu đường huyên cũng đầy tâm không hiểu cái này thực sự quá vượt quá nàng đối tiêu phàm nhận biết. từ đường huyên lần đầu tại thất tinh lều trà nhìn thấy tiêu phàm, liền đã tại nội tâm nhận định tiêu phàm là cái chân chính cao nhân. làm sao ngay cả nhất quán trầm ổn như núi tiêu trưởng giáo cũng sẽ làm ra dạng này không thể nói lý sự tình đến Bên này chính đang thì thầm nói chuyện Trên đài đấu giá nam chủ trì người đã vô cùng giàu Phiến tình thanh âm kêu lên 1.2 triệu Ông trời của ta à, 1.2 triệu Cảm tạ khẳng khái số một khách quý Còn có so 1.2 triệu càng nhiều à Còn nữa không, 1.2 triệu lần thứ nhất 1.2 triệu lần thứ hai 1.300.000 Lần này giờ bảng chính là tân lâm Ngữ điệu thanh lãnh, không mang mảy may cảm giác màu Tân Lâm đồng dạng không biết cái này tạp ngọc bình bát đến cùng có khác biệt gì chỗ, nàng chỉ cần biết một sự kiện liền đủ, tiêu phàm đối vật này, nhất định phải được. Kia cũng không có cái gì đại giới có thể nói, nhất định phải toàn lực ứng phó, dù là táng ra bại sản cũng sẽ không tiếc. Bất quá Tân Lâm cũng đã trong bóng tối nhíu mày, tiêu phàm thẻ ngân hàng, là về nàng đảm bảo, thẻ bên trên chỉ có 140 mấy chục nghìn số dư còn lại, tiếp tục như vậy, nhiều nhất đấu giá lại một vòng, liền sẽ chống đỡ không được. 140 vạn, bên kia báo giá, hay là nam tử trung niên Diêm đại sư? Vừa rồi Lê Lạc kia một tiếng chào hỏi thấp giọng, trừ hai người bọn họ, lại không có người thứ ba nghe tới, cũng không có người biết Lê Lạc bên người vị này thần bí nam tử trung niên chính là Diêm đại sư. Mà lại, đoạn thời gian trước Diêm đại sư còn tại cửa sắt, nhanh như vậy liền đến Cố Đô, giống như Lê Lạc đối với hắn đều 10 điểm tôn kính bộ dáng. Cũng là thật bản lãnh, lần này số 31 ghế khách quý trầm mặc xuống, vô luận tiêu phàm hay là tân lâm, đều không có ngay sau đó tiếp tục báo giá. Dám bảo đại sảnh lại truyền ra ong ong nói nhỏ, thậm chí còn có riêng lẻ vài người đối bên này chỉ trỏ. Đấu giá hội bên trên xuất hiện loại trầm mặc này, 10 điểm bình thường. Nếu không phải là vật đấu giá giá cả vượt qua người đấu giá lúc trước dự tính, nếu không phải là trực tiếp không có tiền. Lê Lạc cũng hướng bên này nhìn lướt qua, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào nụ cười đắc ý. Tiểu tử, cùng ta đấu đúng quy cách ha. À? Tân tỷ tỷ, Huyền Thiên Thiên ngược lại có chút không giữ được bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía Tân Lâm nghi hoặc mà hỏi thăm. Lúc trước là không hiểu thấu tranh bên trên, hiện tại lại không hiểu thấu lùi bước, tổng cũng phải có cái lý do a. À? Tân Lâm đôi mi thành tú có chút nhăn lại, lạnh nhạt nói thẻ bên trên tiền mặt không đủ. Huyền Thiên Thiên lập tức nói cái này không quan hệ, tiền ta có, ta liền muốn biết cái đồ chơi này đến cùng có chỗ đặc biệt gì. Tiểu nha đầu hiện tại lòng hiếu kỳ tăng vọt, như lại không làm rõ ràng nguyên nhân, làm không tốt liền sẽ phanh một tiếng, trước mặt mọi người nổ tung ra. Tiêu Phàm nhẹ nói, cái này bình bát cùng ngọc mai rùa bên trên một bức tranh án rất tương tự. A, à, nghe lời này, chẳng những Uyển Thiên Thiên giật nảy cả mình, ngay cả Tân Lâm cùng Đường huyên cũng đầy mặt kinh ngạc. Chốc lát, Uyển Thiên Thiên thấp giọng, khẩn cấp hỏi, "Ngọc rùa, kia ngọc mai rùa bên trên đồ án không là phi thường mơ hồ, thấy không rõ lắm a." À? buổi tối hôm qua, ta thấy rõ ràng trong đó một bức. Tiêu phàm lạnh nhạt đáp, buổi tối hôm qua, hắn tại khách sạn gian phòng bên trong lấy thần niệm chi lực chậm rãi quan sát ngọc rùa, trong óc hiện ra một bức tương đối rõ ràng đồ án, thế mà cùng trước mắt cái này tạp ngọc bình bát cực kỳ tương tự. Khác biệt duy nhất chính là, tiêu phàm trong óc bình bát, vu bên trong có bảo quang lộ ra, nhu hòa mỹ lệ, mà trước mắt cái này tạp ngọc bình bát, thì hào không bóng sáng, 10 điểm lão thổ. Trừ cái đó ra, cả hai hình dạng, hoa văn đều đều không có sai biệt. Mà lại, buổi tối hôm qua vừa mới trong đầu ngộ ra như thế một bức tranh án, đêm nay ngay tại cái này dám bảo trên đại hội nhìn thấy vật thật, muốn để tiêu phàm cho rằng cái này vẻn vẹn chỉ là cái trùng hợp, giữa hai bên không có tất nhiên liên hệ, kia tuyệt đối không có khả năng. Cái gọi là huyền học, giảng cứu chính là từ nơi sâu xa loại kia không nói rõ được cũng không tả rõ được trực giác. Có loại sự tình này, quyền thiên thiên lập tức rất là kinh ngạc, lập tức lại trở nên không hiểu hưng phấn. Ngập nước mắt to chừng phải tròn căng, ôn nhu không ngừng chập trùng. Lúc này, nam chủ trì người lại đang lớn tiếng thúc giục. Một triệu năm trăm nghìn, quyền thiên thiên không chút do dự dơ lên bảng hiệu, kiều thanh hô. Một triệu sáu trăm bốn mươi nghìn, sau đó báo giá, đều là diêm đại sư, lê lạc tựa hồ lui khỏi vị trí phía sau màn. Giám bảo đại hội không khí hiện trường, đã bắt đầu sôi trào lên, mỗi một lần báo giá, đều sẽ mang đến một mảnh hoa âm thanh, càng ngày càng là vang dội thậm chí ngay cả long lão bản loại này giá trị bản thân không ít đại lão bản, đều đi theo mọi người cùng nhau kinh hô không thôi. Quần chúng cảm xúc, luôn luôn tương đối dễ dàng bị loại này không phải lý họ hành vi mang động, cùng theo hồ nháo. Từ xưa đến nay, châu Á liền có pháp không trách chúng nói chuyện, tựa hồ chỉ cần là rất nhiều người cùng một chỗ náo, dù là náo ra thiên đại tai họa, cũng trách tội không đến trên đầu mình, trời sập xuống có cái cao đỉnh lấy. Cái gọi là súng bắn chim đầu đàn là vậy. 1.7 triệu, quyền Thiên Thiên dơ lên bảng hiệu, thanh âm thanh thúy kiều nột, không trần chờ chút nào do dự, để người rất dễ dàng cảm nhận được nàng tình thế bắt buộc quyết tâm. Cùng tiêu nhất thiếu so nhiều tiền, không biết hắn dưới chứng có toàn bộ yên chi xã vì đó hiệu mệnh A. À? Nếu như ngay cả yên chi xã cũng ngăn cản không nổi, kia còn có dòng giã một cái đại sinh ngân hàng. Số một ghế khách quý bên kia do dự, diêm đại sư sắc mặt mặc dù coi như chấn định, trong mắt lại tinh quang lấp lóe hiển nhiên ở sâu trong nội tâm kém xa hắn mặt ngoài như thế bình tĩnh. Diêm đại sư cũng không nghĩ tới sẽ ở đây đụng phải tiêu phàm dạng này ương ngạnh đối thủ. Có vẻ như trước đó xem bói rõ ràng biểu hiện chuyến này phải lợi. chẳng lẽ thuật bói toán xuất hiện sai lầm? bằng trực giác Diêm đại sư liền có thể biết đối phương vị kia nam tử trẻ tuổi cũng là vị thuật sư mà lại hẳn là tạo nghệ không thấp. nhưng hắn chẳng lẽ cũng rõ ràng cái này tạp ngọc bát phù lý diện ẩn chứa bí mật kinh thiên? Diêm đại sư nhưng liền có chút không tin, dạng này kinh thiên bí mật, làm sao có thể người nào cũng biết. Ngay cả Diêm đại sư cũng là trước đây không lâu mới biết được, bảo hắn biết bí mật này người, tại Diêm đại sư trong mắt, tuyệt đối là thiên thần nhân vật. Há là bình thường phàm nhân có thể chịu được so sánh. Lê Lạc cũng nhìn về phía Diêm đại sư, mặt âm trầm không lên tiếng. 1.7 triệu, đã vượt xa khỏi Lê Lạc có thể tiếp nhận hạn mức cao nhất. Nếu như không phải là bởi vì Diêm Đại Sư ngoài ý muốn cắm vào, Lê Lạc đã sớm từ bỏ lần này cạnh tranh. Coi như bị người đánh mặt, kia cũng không lo được. Chỉ cần mấy tên này không trong đêm chạy trốn, còn tại cố đô đợi một buổi tối, Lê Thiếu liền có tự tin trăm phần trăm, đem vứt bỏ mặt mũi gấp đôi tìm trở về. Đến lúc đó, cũng nên khiến cái này không biết trời cao đất rộng nơi khác lão biết mã vương ra có mấy cái mắt. 1.7 triệu lần thứ hai Nam chủ trì người càng phát ra thanh âm cao vút lại tại giám bảo trong đại sảnh không ngừng quanh quẩn, thậm chí đều có chút hơi run. 1.7 triệu, đã là gần hai giới giám bảo đại hội tối cao báo giá. 180 vạn, Siêm đại sư rốt cục lần nữa giơ lên trong tay bảng hiệu. Wow, 180 vạn, số một tịch khách quý thật sự là tài đại khí thô a, thật là lợi hại thật là lợi hại. 180 vạn, cái này tạp ngọc bình bát đã có người ra đến 180 vạn giá cao. Còn có so 180 vạn giá tiền cao hơn sao? Còn gì nữa không? Nếu như không có so cái này giá tiền cao hơn, như vậy buổi tối hôm nay cuối cùng một kiện bảo vật, liền về số một tịch khách quý tất cả. 180 vạn lần thứ nhất, 180 vạn lần thứ hai, 180 vạn thứ ba, 2 triệu, Uyển Thiên Thiên trực tiếp đứng dậy, dơ lên bảng hiệu kêu lên. 2 triệu, tất cả mọi người lên tiếng kinh hô, chỉ nghe ứng ực một tiếng, vị kia hiến bảo người mã tiên sinh bỗng nhiên che ngực, ngửa mặt chỉ lên trời té ngã trên đất, kém một chút liền toàn thân run rẩy miệng sùi bọt mép. Đối với những cái này sinh hoạt nghèo khó, trong tay túng quẫn phổ thông quần chúng mà nói, hai triệu đúng là một cái có thể đập chết người số lượng. Hiện trường lập tức hỗn loạn lung tung, lập tức liền có nhân viên phục vụ cùng bảo an nhân viên xông tới, ba chân bốn cẳng đỡ dậy mã tiên sinh, một vị bảo an viên hung hăng bóp lấy hắn người bên trong. Mã tiên sinh chỉ là kích động quá mức, nhiệt huyết hướng đỉnh, lúc này mới bỗng nhiên té xỉu, rất nhanh liền được cứu tỉnh lại, rất ngượng ngùng cười, không ngừng hướng mọi người nói xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, làm trò cười cho thiên hạ, làm trò cười cho thiên hạ. Hai triệu, ông trời của ta nha, mặc dù được cứu tỉnh, mã tiên sinh hai mắt, vẫn có chút đăm đăm tựa hồ vẫn không chịu tin tưởng, cái kia không đáng chú ý tạp ngọc bình bát, lại có người báo ra hai triệu giá trên trời. chương 315, Đoạt bảo, Diêm đại sư sắc mặt triệt để âm trầm xuống, song nghi nhíu chặt, đuôi lông mày không ngừng nhảy lên, do dự, lại đưa tay đi bắt kia tấm bảng. Diêm đại sư, lê lạc lại đoạt phía trước một bên, đè lại bảng hiệu, hướng diêm đại sư nhẹ nhàng lắc đầu, đồng dạng song mi nhíu chặt. Diêm đại sư lông mày nhàn rỗi một dương, lạnh lùng nói, lê thiếu, cái này bình bát đối ta quá trọng yếu, nhất định phải đoạt tới tay. Người bây giờ giúp ta chuyện này, ta sẽ không để cho ngươi giúp không. Lê Lạc cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng nói, "Diêm đại sư, muốn đem cái này bình bát đoạt tới tay, không chỉ một loại phương pháp. Chúng ta không đáng ở đây cùng người liều chết, tiếp tục như vậy sẽ chỉ tiện nghi người khác." Lê thiếu có ý tứ là. Diêm đại sư khẽ giật mình, trong mắt mang lên trưng cầu tri ý. Lê thiếu nhẹ gật đầu, thần sắc 10 điểm chắc chắn. Diêm đại sư cười nói, "Ta ngược lại là kém chút quên, cái này cố đô là Lê thiếu địa đầu." Lê Lạc cười cười nói diêm đại sư lời này nhưng không dám nhận bất quá mời diêm đại sư yên tâm người quen ngược lại là còn có mấy cái có người muốn là muốn ở chỗ này rơi mặt mũi của ta cũng không phải dễ dàng như vậy diêm đại sư mỉm cười gật đầu thân thể có chút dựa vào phía sau một chút lại không để ý tới quyền thiên thiên lúc đầu dồn hết sức lực chờ lấy cùng bên kia quyết nhất tử chiến ai ngờ lại nửa ngày không có động tính không khỏi cảm thấy kỳ quái thấp giọng nói bọn hắn làm trò gì Đường Huyên cười nói, đã không lý lẽ, mặc kệ cỡ nào chân quý đồ vật, đều có giá cả hạn mức cao nhất. Uyển Thiên Thiên lại lắc đầu liên tục, nói, không đúng không đúng, ta luôn cảm thấy trong lúc này có vấn đề, cái kia lê lạc, không giống như là dễ dàng như vậy chịu thua họ cách, đoán chừng sẽ còn ra cái gì yêu thiêu thân. Tân Lâm cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, có cái gì chịu thua không chịu thua. Căn bản chính là bị làm hư, nếu là rời đi thành phố này, người nhìn hắn còn có phải như vậy hay không họ cách. Đường Huyên nở nụ cười xinh đẹp, khẽ gật đầu một cái, tựa hồ đối với Tân Lâm lời này cảm giác sâu sắc tán đồng. Mắt thấy Lê Lạc cùng Diêm Đại Sư đều về sau dựa vào ghế tử bên trong, một bộ từ bỏ cạnh tranh dáng vẻ, nam chủ trì người cũng liền không lại chờ đợi. Hai triệu lần thứ ba, tốt, thành giao, ba một tiếng, truy nhỏ tử trùng điệp gõ xuống đi. Chúc mừng số 31 tịch khách quý, lấy hai triệu giá cả, đoạt được buổi tối hôm nay cuối cùng một kiện áp trục bảo vật trong đại sảnh vang lên một mảnh tiếng vỗ tay, mặc kệ cạnh tranh song phương đến cùng mang một loại gì tâm lý, chỉ ít đêm nay cuối cùng này mới ra vở kịch, đầy đủ đặc sắc, rất đáng được mọi người vỗ tay một phen. Nhất là Long lão bản, vỗ tay phồng đến đặc biệt khởi kinh, vẻ mặt tươi cười, kém chút nhịn không được còn lớn tiếng hơn gọi tốt. Ta tuyên bố, buổi tối hôm nay dám bảo đại hội đến đây là kết thúc, tạ ơn chư vị đại giá Quang Lâm. Đã đấu giá được bảo vật khách quý, mời đến hậu trường đi công việc giao nhận thủ tục, ồn ào náo động náo nhiệt 2 đến 3 giờ thời gian dám bảo đại hội, rốt cục nhạc hết người đi. Lê Lạc cùng Diêm Đại Sư đứng dậy đi ra ngoài, tương quan giao nhận thủ tục, tự nhiên có tùy hành nhân viên đi công việc, lại là không nhọc Lê Thiếu tự mình tâm. Cho dù ai đều không tưởng được, hôm nay cái này dám bảo đại hội, danh chấn cố đô Lê Thiếu, lại bị người đánh mặt, mà lại hất lên chính là hai cái bàn tay, ba ba rung động. Lúc trước khi ra cửa, Diêm Đại Sư bỗng nhiên quay đầu, lại cùng tiêu phàm ánh mắt đụng vào nhau. Diêm đại sư trong mắt tinh quang lấp lẽ, tiêu phàm chấn định như hằng. Về phía sau đài làm giao nhận thủ tục thời điểm, mã tiên sinh hay là kích động đến không được, tay che ngực miệng, dựa vào ở nơi đó hô hô thở dốc. Đem tiêu phàm một đoàn người đi tới, lập tức liền chấn tác tinh thần, đi lên phía trước, hướng về tiêu phàm liên tục cúi đầu, nói không ít lời cảm tạ. Hắn là thật không nghĩ tới, cái này tạp ngọc bình bát thế mà có thể bán ra 2 triệu giá trên trời. Mặc dù cái này bình bát không là của hắn, hắn chỉ là nhận ủy thác của người, nhưng bán đi dạng này cao giá cả, kia thân thích còn không biết muốn như thế nào cảm tạ hắn đâu, hắn chỗ tốt phí cũng là thiếu không được, nói thế nào cũng được cái 30 ngàn 50 ngàn A. Coi như cho hắn 100 nghìn cảm tạ phí, đều chẳng qua phân. Đây hết thảy, đều là bái tiêu phàm ban tặng, ngoài dữ liệu chính là, Nam Thúc cùng cũng ở phía sau đài tự mình chờ, mỉm cười tới chào hỏi, thiên thiên tiểu thư, chào ngươi chào ngươi, Ta là Nam Thúc Cùng. Xin hỏi vị tiên sinh này họ gì đại danh? Mục tiêu của hắn tự nhiên là đặt ở Tiêu Phàm trên thân, bất quá nghe Lê Lạc đề cập qua Huyền Thiên Thiên danh tự, trước hết cùng Huyền Thiên Thiên chào hỏi. Nam tiên sinh, người tốt, ta họ Tiêu, Tiêu một nhóm. Tiêu tiên sinh, chào ngươi, chào ngươi. Chúc mừng Tiêu tiên sinh, lực nhổ thứ nhất. Nam tiên sinh khách khí. Tiêu tiên sinh, đây là danh thiếp của ta, ta tại Huyền Vũ Đồ cổ thành mở nhà tiểu điếm tử tiêu tiên sinh cùng các bằng hữu nếu là có hứng thú, hoan nghênh đi ta tiểu điếm làm khách. Nhìn ra được, tiêu tiên sinh cùng người mấy vị bằng hữu đều là người trong nghề. Tiêu phàm tiếp nhận hắn đưa tới danh thiếp, mỉm cười không nói. Tiêu tiên sinh, trong lòng ta có chút hiếu kỳ, có một vấn đề, muốn hướng tiêu tiên sinh thỉnh giáo. Không biết cái này tạp ngọc bình bát, đến cùng có chỗ đặc biệt gì. Xin thứ cho mắt của ta vụng, đúng là nhìn không ra. Hàn Huyên khách khí vài câu về sau, Nam Thúc cùng rốt cuộc điểm đến chính đề. Mặc dù tại Nam Thúc đồng tâm bên trong, đã cơ bản nhận định, đây chính là hai tên công tử ca tranh giành tình nhân, nện tiền làm cho cười, nhưng nện vào loại trình độ này, vẫn là để trong lòng người đầu chẳng phải an tâm. Vạn nhất cái này tạp ngọc bình bát khác có cái gì huyền cơ, mà hắn thế mà nhìn không ra, sau này lan truyền ra ngoài, hắn thiên bảo trai đại lão bản, cố đô văn vật giới giám định đại sư tên tuổi, không khỏi phải thật lớn bị hao tổn đến Nam Thúc cùng thời nay hôm nay địa vị, tiền tài nhiều ít ngược lại là thứ yếu, càng ngày càng để ý cái thanh danh cùng mặt mũi. Tiêu phàm mỉm cười, nói, Nam tiên sinh, ta cũng không nhìn ra cái này tạp ngọc bình bát có chỗ đặc biệt nào, chính là cảm thấy chơi vui mà thôi. Nam tiên sinh yên tâm, thứ này ta là lấy về mình cất giữ, không chuyển tay. Nam thúc cùng thất vọng chi dư cũng không nhịn được âm thầm thở vào một cái, đồng thời trong lòng sợ hãi mà kinh. Người trẻ tuổi kia thực tế thông minh tuyệt đỉnh, một chút liền nhìn thấu mình tâm tư. Tiêu phàm chẳng khác gì là công khai nói cho hắn, việc này dừng ở đây, mặc kệ cái này tạp ngọc bình bát ẩn chứa loại nào kinh thiên cơ mật, cũng sẽ không lan truyền ra ngoài, đối người nam lão bản đại danh, lại càng không có mảy may tổn hại. Về phần cái này tạp ngọc bình bát tích chứa cơ mật, nam thúc cùng cũng không có trông cậy vào một câu liền từ tiêu phàm miệng bên trong hỏi ra, kia không thực tế. Kỳ thật vừa rồi cạnh tranh kịch liệt nhất thời điểm, Nam Thúc cùng thậm chí đều đang hối hận mình tại sao phải là giám bảo sư, nếu như mình không phải giám bảo sư, mà là khách quý, nói không chừng thật đúng là sẽ ra tay, đem cái này tạp ngọc bình bát đập trở về, cẩn thận nghiên cứu một chút, nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chỉ tiếc, để cho công bằng, giám bảo sư là không cho phép tham dự cạnh tranh. Nam Thúc cùng cũng không có tiếp tục dây dưa, tiêu phàm rất rõ ràng không có có tâm tư cùng hắn sâu nói tiếp. Tại trong mắt người khác vô cùng ghê gớm nam đại lão bản, tại tiêu tiên sinh trong mắt tựa hồ cùng phổ thông thị dân không sai biệt bao nhiêu. Nam thúc cùng trong lòng là có chút không lớn dễ chịu, nhưng nhớ tới lê lạc vừa rồi tao ngộ, nam thúc cùng lập tức liền cân bằng. 2 triệu là uyển thiên thiên thanh toán, nguyên bản dựa theo tân lâm ý tứ, là từ tiêu phàm thanh toán 140 vạn, còn lại 610 ngàn, hướng uyển thiên thiên mượn. Uyển thiên thiên liền mân mê miệng, rất không cao hứng đem 2 triệu một lần họ thanh toán tựa hồ bất mãn hết sức tân lâm coi nàng là thành ngoại nhân kỳ quái là tân lâm thế mà vẫn chưa kiên duy trì ý kiến của mình cho phép uyển thiên thiên móc số tiền kia một cái tâm tư của nữ nhân đừng bảo là nam nhân không hiểu liền xem như một nữ nhân khác cũng chưa chắc liền biết được ai biết tân lâm trong đầu đến cùng là thế nào nghĩ đi một chút nhanh trở về phòng đi uyển thiên thiên quét một cái xong thẻ lập tức liền đem kia tạp ngọc bình bát ôm ở trước ngực luôn miệng kêu la nàng kỳ thật so bất luận kẻ nào đều càng muốn biết, cái này bình bát bên trong đến cùng ẩn chứa cái gì bí mật. Tiêu phàm nhưng không có vội vã như vậy, chính ở chỗ này cùng mã tiên sinh nói chuyện phiếm nói chuyện, muốn tới mã tiên sinh điện thoại liên lạc cùng gia đình địa chỉ. Nhìn ra được, mã tiên sinh còn có chút sợ hãi, không phải như vậy cam tâm tình nguyện. Có lẽ hắn đến bây giờ cũng không thể thật sau khi ổn định tâm thần. Tiêu phàm mặc dù nhìn qua 10 điểm hiền lành, không giống như là ác nhân lưu manh, nhưng có thể móc 2 triệu mua kế tiếp chén 7 người, thật muốn làm chuyện gì xấu tâm nhãn tử, làm sao đều không phải mã tiên sinh có thể ngăn cản được. Đi mau đi mau, Uyển Thiên Thiên luôn miệng thúc giục, lập tức ba tên mỹ nữ vây quanh tiêu phàm, trở lại gian phòng của mình. Tiêu phàm, mau đến xem nhìn, thứ này đến cùng là cái thứ gì. Vừa vào cửa, Uyển Thiên Thiên liền cẩn thận từng ly từng tí đem tạp ngọc bình bát đặt tại trên bàn trà, miệng bên trong hồ ngôn loạn ngữ, xoay người uốn gối không ngừng nhìn chằm chằm bình bát nhìn cái không được đường huyên trên mặt cũng lộ ra vẻ tò mò duy chỉ có tân lâm không có tham gia náo nhiệt trước liền đem gian phòng kiểm tra một lần xác định không có vấn đề gì lúc này mới trở lại phòng khách đối tiêu phàm nói ta nhìn chúng ta hay là lập tức đổi một cái khách sạn đi tiêu phàm chưa trả lời uyển thiên thiên nhếch miệng lên cười lạnh nói sợ cái gì chẳng lẽ hắn thật đúng là dám ra cái gì yêu thiêu thân a à? tân lâm lạnh nhạt nói loại này bị làm hư đám công tử ca, làm việc nhưng sẽ không cân nhắc hậu quả gì. Uyển Thiên Thiên mỉm cười một cái, nói, vậy liền để hắn đến tốt, văn võ tùy tiện hắn. Tiêu Phàm lại không để ý tới hai nữ thảo luận, rất chuyên chú nhìn chằm chằm tạp ngọc bình bát nhìn ra ngoài một hồi, sau đó hai mắt khép hờ, hai tay đem bình bát nâng ở trước ngực, bắt đầu lấy thần niệm chi lực điều tra. Chỉ nhìn bên ngoài đồng hồ, cái này bình bát thực tế hào vô thần kỳ chỗ, nếu không, nam thúc cùng loại kia chân chính hồ cũng sẽ không bị gây chú ý. Tam nữ đồng loạt ngậm miệng lại, đều rất khẩn trương tiếp cận tiêu phàm. Tiêu phàm song nghi, nhàn rỗi dương lên, hắn thần niệm chi lực vừa mới tiếp xúc đến bình bát, trong óc bỗng nhiên liền tuôn ra một bức tranh án, đúng là hắn tối hôm qua điều tra ngọc rùa lúc xuất hiện qua kia bức đồ án, rõ ràng vô so, tiêu phàm cơ hồ lập tức có thể khẳng định, chính là trong tay hắn cái này tạp ngọc bình bát. Chỉ là trong đầu bình bát, tản ra ánh sáng dịu dịu, tựa hồ bị một cỗ lực lượng thần bí bao quanh. Tiêu phàm lại một chuyên chú, thần niệm chi lực lập tức liền từ nhu hòa quang trạch bên trong trực thấu đi vào, nháy mắt liền thấy bình bát dưới đáy, kia nhu hòa bảo quang, chính là từ bình bát dưới đáy chính giữa bắn ra, tựa hồ ở nơi đó, ẩn giấu đi một cái bí mật không muốn người biết. Tìm được, tiêu phàm tự lẩm bẩm một tiếng, tìm được, là cái gì, mau nói cho ta biết, quyền thiên thiên lập tức kêu la, ngay vào lúc này, một tiếng vang thật lớn, khách sạn cửa phòng bị người một cước đạp ra, lập tức có người thẳng sông tới. Tất cả không được nhúc nhích, cảnh sát. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 21.